Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 601, Thạch Ốc. Xa xa, một cái cao hơn núi tuyết ánh vào đoàn người tầm mắt. Nhưng Tiêu Phàm cùng cơ khinh xa để ý, đầu tiên còn không phải tòa kia núi tuyết, mà là đập vào mi mắt toàn bộ địa hình. Khỏi phải đem trên thân địa đồ lấy ra nhìn, Tiêu Phàm cùng cơ khinh xa đều có thể liếc mắt liền nhìn ra đến, đây chính là trên bản đồ miêu tả thực tế địa hình. Nhiều ba bộ lạc vị kia nhiều tuổi nhất người hái thuốc nói không sai, hắn nói, tựa như là tại Lạc Cống Sơn bên kia. Hiện tại, bọn hắn liền đứng tại Lạc Cống Sơn trên đỉnh núi. Nhưng bọn hắn sở dĩ sẽ trèo lên tòa này cũng không tính quá cao, địa hình lại tương đối hiểm trở núi tuyết, cũng không phải là bởi vì địa đồ, tại leo lên Lạc Cống Sơn đỉnh núi trước đó, tiêu phàm cùng cơ khinh xa cũng không biết, phía trước liền là địa đồ bên trên miêu tả địa phương. Bọn hắn leo lên Lạc Cống Sơn là do ở tuyết yêu ở đây lưu lại cực kỳ mãnh liệt khí tức. Cây theo suy đoán, đầu kia ngàn năm trong tuyết yêu linh, từng tại nơi này từng lưu lại so sánh thời gian dài. Phía trước chính là ô tạp núi tuyết, tiêu chân nhân, cơ tiểu thư, hai vị nhưng có cảm ứng. Lạc các đại thượng sư đứng yên tại lạc cống sơn đỉnh, trông về phía xa chân trời tòa kia cao hơn càng hùng vĩ hơn núi tuyết, trầm giọng nói. Một đường này đi tới, lạc các đại thượng sư đã biết, tiêu phàm cùng cơ khinh xa hai người, đối đầu kia thụ thương ngàn năm tuyết yêu, đều có riêng phần mình cảm ứng thủ đoạn. Cơ khinh xa cũng chưa hướng là các đại thượng sư giấu giếm xuất thân lai lịch của mình, về phần hà lạc phái thuật pháp cùng Nam Dương hàng đầu dung hợp, lại không cần thiết báo cho người bên ngoài. Những ngày này, dưới tại tuyết yêu thân bên trên máu hàng thuật, khí thức vẫn chưa tiêu tán, cũng liền chứng minh, cơ khinh xa tiến hành loại này dung hợp rất hữu hiệu, chỉ ít cái này tu luyện ngàn năm trong tuyết yêu linh, cũng không có cách nào đem máu hàng thuật khu trừ bên ngoài cơ thể. Cơ khinh xa nói, đại thượng sư, tuyết yêu sắc thực từng tại nơi này lưu lại qua một đoạn thời gian, sau đó hướng ô tạp núi tuyết phương hướng đi. tiêu phàm cổ tay khẽ đảo một cái tuyết trắng mai rùa nổi lên. nhìn thấy cái này mai rùa, là các đại thượng sư không khỏi hai mắt nhíu lại, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. hiển nhiên huyền vũ giáp bên trên đặc hữu thượng cổ khí tức để lão hòa thượng phát giác được không giống bình thường chỗ. tại cái này thuật pháp tận thế mang theo thượng cổ khí tức pháp khí, thực tế quá hiếm thấy tiêu phàm cũng không tị hiềm tay trái nâng huyền vũ giáp tay phải bấm quyết hai mắt khép hờ miệng lẩm bẩm thần niệm chi lực nhô ra bắt đầu cùng huyền giáp câu thông chốc lát tiêu phàm mở ra hai mắt mắt nhìn phía trước nói hẳn là ngay tại phía trước núi tuyết phía trên lạc các đại thượng sư lấy làm kinh hãi nói ngươi có thể xác định sao mặc dù từ nơi này xa xa có thể nhìn thấy ô tạp núi tuyết nhưng khoảng cách nhưng cũng không gần cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết audio điện tử võ tấn bền. Chính là ý tứ này, dù coi như là thẳng tắc khoảng cách, tối thiểu cũng nên tại số 10 km trở lên. Từng có núi tuyết bôn ba kinh nghiệm người đều rất rõ ràng, khoảng cách như vậy đại biểu cho gì chờ gian nan. Tự nhiên, là các đại thượng sư kinh ngạc không phải cái này, mà là cách xa như vậy. Đỉnh núi cuồng phong gào thét, tiêu phàm thế mà liền có thể xác định nói, tuyết yêu phía trước bên cạnh ô tạp núi tuyết phía trên vô cực truyền thừa, quả nhiên phi phàm, đoán chừng cái kia mang theo thượng cổ khí tức tuyết trắng mai rùa, cũng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nói trên cơ bản có thể xác định. Kia tốt, chúng ta đi, là các đại thượng sư vung tay lên, nói. Đại thượng sư, đan tăng đa cát bỗng nhiên gọi một tiếng, là các đại thượng sư quay đầu lại nhìn về phía hắn, mang theo trưng cầu chi ý. Đại thượng sư, chúng ta lương khô sắp ăn xong, từ nơi này đuổi tới ô tạp núi tuyết, chỉ ít còn muốn đi ba bốn ngày. Đến lúc đó, liền coi như chúng ta giết chết kia tuyết yêu. Chỉ sợ cũng không có khí lực lại đi về tới. Đan tăng đa cắt nhíu mày nói. Cam bốt liếm môi một cái, khàn khàn cuống họng nói, không sao, chỉ cần chúng ta giết kia tuyết yêu, liền có thể ăn thịt của nó. Cam bốt, đây chính là không an toàn sự tình. Đan tăng đa cắt chừng vị sư đệ này một chút, có chút không vui nói. Mặc dù tiêu phàm nói tuyết yêu ngay tại phía trước ô tạp núi tuyết ẩn thân, nhưng ai cũng không có cách nào 100% khẳng định. Vạn nhất Tiêu Phàm tính sai đây, bọn hắn Thiên Tân vạn khổ đuổi tới Ô Tạp núi tuyết, lại vô hụt, chẳng lẽ dựa vào ăn băng tuyết sinh tồn tiếp a? À? Lại nói, coi như Tiêu Phàm suy tính chuẩn xác, đám người bọn họ tỏi nguyện giết Tuyết Yêu, ai biết Tuyết Yêu thịt có thể ăn được hay không? Lại hoặc là, Tuyết Yêu bị thương lần nữa mà chạy, bọn hắn không phải tươi sống chết đói đại tuyết sơn chỗ sâu không thể. Dù sao cũng phải nghĩ cái xong toàn chi pháp là các đại thượng sư cười cười, nói, nhiều cát, nguyên lai like ngươi lo lắng cái này. Kia không quan hệ, chúng ta có thể tìm tới đồ ăn. Ồ, đại thượng sư, ở nơi nào có thể tìm tới đồ ăn? Một đoàn người lập tức đều tinh thần tỉnh táo. Là các đại thượng sư đưa tay hướng dưới núi một chỉ, nói, ngay tại là cống sơn cùng ô tạp núi tuyết ở giữa, có một cái lâm thời nghỉ chân địa phương. Dạng này lâm thời đất cắm trại chỉ có chúng ta người hái thuốc biết, người khác là tuyệt đối tìm không thấy đi thôi, nếu như tốc độ khá nhanh lời nói, chúng ta tối nay còn có thể đuổi tới đó qua đêm, tổng so tại bên ngoài ấm áp một điểm. Đan tăng đa cát không khỏi trợn mắt hốc mồm, tại núi tuyết chỗ sâu, có dấu người hái thuốc lâm thời đất cắm trại, cái này đan tăng đa cát là biết đến, hắn cũng đã từng là nhiều ba bộ lạc người hái thuốc một trong. Những này đất cắm trại đồng dạng đều là ở lưng gió trên vách đá móc ra sơn động, bên trong chẳng những có dấu đồ ăn, còn có nhóm lửa vật tư. Bình thường tại mùa hè làm tan mùa, người hái thuốc sẽ chuyên vì những này lâm thời đất cắm trại bổ sung thức ăn cần thiết cùng nhóm lửa dùng làm phân châu, để tại tuyết lớn ngập núi thời điểm, có thể làm người hái thuốc cung cấp một cái lâm thời điểm dừng chân. Chân chính để đan tăng đa cát không tưởng được chính là, tại vào sâu như vậy đại tuyết sơn nội địa, thế mà còn có lâm thời đất cắm trại. Bọn hắn nhiều ba bộ lạc nhất tư thâm người hái thuốc, tựa hồ cũng chưa từng từng tới vào sâu như vậy địa phương. Là các đại thượng sư lại nhất thanh nhị sở, xem ra bọn hắn những này khổ tu chi sĩ, So nhiều ba bộ lạc chuyên trách người hái thuốc còn muốn càng thêm chuyên nghiệp một chút đương nhiên từ lạc các đại thượng sư mấy ngày nay biểu hiện ra ngoài cường hãn thể lực đến xem đừng bảo là phổ thông nhiều ba người hái thuốc liền xem như đan tăng đa các vị này danh xương tuyết vực đao vương đại cao thủ đều mặc cảm khổ tu chi sĩ sau so nhiều ba người hái thuốc đi được càng xa càng thâm nhập chính là đương nhiên lập tức đoàn người thu xếp tinh thần tại lạc các đại thượng sư dẫn dắt phía dưới nhanh chân hướng về phía trước Quả nhiên lúc trạng vạng tối phân, đúng hạn tìm được là các đại thượng sư lời nói chỗ kia lâm thời đất cắm trại, bên trong treo hong khô thịt dê cùng bò tây tạng thịt, hang động một góc tổn phóng một túi lúa mì thanh khoa mặt, thậm chí còn có lúa mì thanh khoa rượu. Làm cho đan tăng đa cắt cùng người vui mừng quá đỗi. Cũng không đợi phân phó, liền là giấy lên làm phân châu, nấu lên lúa mì thanh khoa mặt cùng làm thịt bò khô thịt dê, uống vào lúa mì thanh khoa rượu, đoàn người ăn no nê một trận, ngon lành là trong huyệt động ngủ một giấc sáng sớm hôm sau thể lực đều khôi phục không ít sau đó mọi người đem lương khô túi chứa đầy tiếp tục hướng ô tạp núi tuyết xuất phát bọn hắn lựa chọn vẫn như cũng là ô tạp núi tuyết cản gió một mặt ngược leo lên đại tuyết sơn liền xem như cường hãn như tiêu phàm trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không cũng sẽ không làm quyết định như vậy nhìn đó là cái gì bỗng nhiên đi tại tiêu phàm sau lưng cơ khinh xa tại trên đường núi dừng bước đưa tay chỉ hướng về phía trước xuyên thấu qua mông lung băng vụ, mọi người phía trước vừa nhìn đến một cái nho nhỏ tảng đá phòng. Ở đây, đại tuyết sơn nơi cực sâu, lại có người dựng lên một gian tảng đá phòng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người há to miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ có là các đại thượng sư sắc mặt như thường, hít mắt lại nhìn phía trước tòa kia tảng đá phòng ở một chút, lạnh nhạt nói, không có gì, đây chỉ là rất sớm trước kia, một vị ẩn sĩ lưu lại cư trú chỗ thôi. Đã hoang vứt bỏ rất nhiều năm ẩn sĩ, đan tăng đa cắt nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Lại có ẩn sĩ từng tại như thế hoang vu, như thế rét lạnh núi tuyết chỗ sâu ẩn cư khổ tu, kia là như thế nào một loại biên cuồng. Ma luyện như vậy, tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận được được. Tiêu phàm hai mắt, có chút híp mắt một chút, nhà này tảng đá phòng, hắn cũng gặp qua, căn cứ phương vị đến suy đoán, cái này là địa đồ bên trên một cái trọng yếu tiêu ký. Tìm được cái này tiêu ký, liền cách mục tiêu cuối cùng nhất không xa. Sau đó, một nhóm sáu người anh dũng leo lên, rốt cục đi tới tảng đá trước nhà. Như là là các đại thượng sư lời nói, đây là một cái sớm đã hoang phế phòng ở, bên trong trừ đơn sơ nhất mấy món làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, không còn có những vật khác. Bởi vì khí hậu quanh năm rét lạnh, những gia cụ này ngược lại là một mực bảo trì phải rất hoàn hảo, không có bị đến bất kỳ phá hư. Chỉ cần tảng đá kia phòng ở không sụp đổ, những này làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà liền có thể một mực hoàn hảo bảo tồn được. Bất quá rất nhanh, mọi người tâm tình vui sướng, liền biến mất không thấy gì nữa. Cam trong trong ngoài ngoài xem xét nhìn ra ngoài một hồi, song nghi nhíu chặt, nhìn về phía tiêu phàm, tiêu chân nhân, tiếp xuống, chúng ta làm như thế nào đi. Bởi vì đến nơi đây, liền đã không có đường, tòa này tảng đá phòng, xây ở một chỗ cản gió vách núi phía dưới. Đỉnh đầu là nhô ra vách núi một khối nham thạch lớn, Trừ lúc đến con đường kia, lại không có thông hướng địa phương khác con đường. Hướng xuống là dốc đứng vách núi, đi lên cũng là dốc đứng vách núi. Đã đi đến cuối con đường, hướng xuống, Tiêu Phàm cười cười, đưa tay hướng dưới chân vực sâu vạn trượng chỉ một chỉ. Hướng xuống, Đan Tăng Đa Cát sư huynh đệ ba người đều thất kinh. Từ nơi này nhìn xuống, sương mù mông lung một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy sơn cốc sâu bao nhiêu. Mà lại, trong sơn cốc Hàn Phong gào thét, thổi mặt như cắt đúng hướng xuống tiêu phàm nhẹ gật đầu lần nữa khẳng định nói căn cứ địa đồ biểu hiện tìm được tòa này tảng đá phòng chính là thẳng đứng hướng xuống liền trước mắt địa hình như vậy cũng chỉ có hướng lên hoặc là hướng xuống hai con đường hai tuyển một không có lựa chọn thứ ba mà lại huyền vũ giáp bên trên truyền đến cảm ứng cũng là tại bên dưới vách núi trong sơn cốc đồng thời cảm ứng vô cùng mãnh liệt con kia ngàn năm thuyết yêu hẳn là ngay tại cái này khoe khoang phía dưới cách đó không xa. Bọn hắn đã 10 điểm tiếp cận mục tiêu của chuyến này. Chính là hướng xuống, lúc này, cơ khinh xa cũng đứng dậy, ủng hộ tiêu phạm ý kiến. Rất hiển nhiên, nàng cũng giống vậy có mãnh liệt cảm ứng. Chuẩn bị xuống đi thôi, là các đại thượng sư không chút nghi ngờ hai người phán đoán, cởi xuống trên thân cõng dây thừng, dây thừng cuối cùng, liên tiếp một cái móc sắt. Đây là lên núi hái thuốc thiết yếu công cụ. Mỗi cái người hái thuốc đều tùy thân mang theo. Thấy là các đại thượng sư cũng không phản đối, Đan Tăng Đa Các sư huynh đệ ba người liền không cần phải nhiều lời nữa, Nhao nhau giải khai tùy thân mang theo dây thừng. Chương 602, hẻm núi mê vụ. Rất nhanh, một sợi dây thừng liền từ vách núi buông xuống, dây thừng một mặt cố định tại trong nhà đá tương đối kiên cố địa phương. Ta trước, Đan Tăng Đa Các đoạt tại đằng trước, cũng không cùng Tiêu Phàm bọn người trả lời chắc chắn, bắt lấy dây thừng liền bắt đầu hướng bên dưới vách núi đi. Làm một đã từng nhiều ba người hái thuốc, chuyện tương tự như vậy, hắn làm qua không ít. Lần này, tất cả mọi người là vì nhiều ba bộ lạc an toàn mới bất chấp nguy hiểm, xâm nhập đại tuyết sơn, hắn lẽ ra sông vào trước nhất bên cạnh. Trong sơn cốc, cuồng phong gào thét, đan tăng đa cắt lấy móc sát cầu ở dây thừng, bên kia chốt tại bên hông mình, một tay nắm chặt dây thừng, một tay cầm một thanh sắc bén cái cuốc, chậm rãi ẩn vào trắng xóa băng trong sương mù không nhìn thấy bóng người. Cái thứ nhất xuống dưới giỏ đường, luôn luôn đặc biệt chú ý cẩn thận, động tác cũng rất chậm. Không sai biệt lắm cùng một giờ, mới từ trong sơn cốc, ẩn ẩn truyền đến đan tăng đa các tiếng kêu, nói hắn đã đến ngọn nguồn, phía dưới an toàn. May mắn đan tăng đa các nội lực thâm hậu, trung khí dồi dào, dù coi như là cuồng phong gào thét, cũng vô pháp hoàn toàn che giấu tiếng hô của hắn. Đương nhiên, cũng muốn tiêu phàm bọn người mới có thể nghe rõ ràng hắn. Dạng này phương thức câu thông chỉ có bọn hắn có thể sử dụng, đổi một đội phổ thông người leo núi, dù là la rách cổ họng đều không quản sự. Cái khác người leo núi bình thường đều là dùng tín hiệu súng liên hệ. Bất quá tại dạng này cuồng phong tứ ngược thâm cốc bên trong, dù coi như là tín hiệu súng, có đôi khi cũng chưa chắc cứ như vậy dễ dùng, một trận lớn gió thổi qua đến, ngay cả đạn tín hiệu cũng có thể bị thổi đến bóng dáng không gặp. Chúng ta biết, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu, thật giống như tìm thường nói. Thanh âm trầm thấp lại hoàn toàn không nhìn trong sơn cốc cuồng phong, trực thấu đáy cốc. Phía dưới tiếng kêu gào lập tức ngừng lại, hiển nhiên, Đan Tăng Đa Cát đã nghe tới Tiêu Phàm trả lời. Là Cát đại thượng sư là cái thứ hai đi xuống, Tiêu Phàm là cái thứ ba. Vách núi 10 điểm dốc đứng, rất nhiều nơi hoàn toàn thành 90 độ góc vuông. Trên vách đá dựng đứng, sớm đã bao trùm một tầng thật dày huyền băng. Trượt không trượt tay, cũng may Đan Tăng Đa Cát đi xuống thời điểm tại tấm băng bên trên ném ra đến liên tiếp ổ nhỏ ổ, có thể làm leo lên chỗ. Bỗng nhiên, tiêu phàm tựa hồ tại băng tuyết phía dưới nhìn thấy cái gì, chỉ là tấm băng quá dày, nhìn không rõ lắm. Sau một khắc, tiêu phàm hai mắt lục mang lấp lóe không chút do so dự vận dụng thiên nhãn thần thông. Lần này, rốt cục thấy rõ ràng, băng tuyết phía dưới là từng cái ở trên vách núi trực tiếp mở ra lõm, cùng loại cùng đan tăng đa cát vừa mới đục ra đến điểm mượn lực. Tiêu Phàm cơ hồ lập tức liền đạt được một cái phán đoán trước đây thật lâu, có người trên dưới qua cái này vách núi. Đồng thời không phải Lâm Thời Tính, mà là trực tiếp ở trên vách núi mở ra tay ổ, làm thường xuyên trên dưới mượn lực chỗ. Chỉ là thời gian quá khứ quá xa xôi, rốt cuộc bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm. Nếu không phải Tiêu Phàm tu luyện có Thiên Nhãn thần thông, cũng rất khó phát hiện cái này một chuỗi mở tại vách núi treo leo phía trên lõm. Không thể nghi ngờ, đáy cốc đã từng có người ở càng ngày càng tiếp cận trên bản đồ miêu hội mục đích. Chỉ bất quá, đầu kia ngàn năm tuyết yêu khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bất kể nói thế nào, trước hết giải quyết hết ngàn năm tuyết yêu, lại đi tìm trên bản đồ miêu tả mục đích, nhìn xem rốt cuộc có thứ gì không tưởng được đồ vật. Cái này căn bản thứ tự trước sau, không thể lầm. Tiêu phàm đi xuống tốc độ, xa so đan tăng đa cát phải nhanh. Ước chừng mười mấy phút, liền đã cước đạp thực địa. Đáy cốc sương mù, quả thực đậm đến tan không ra, Ba đến 5 mét bên ngoài, liền hoàn toàn không nhìn thấy đồ vật, dù coi như là các đại thượng sư cùng đan tăng đa cắt liền đứng tại cách đó không xa. Cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, trong hạp cốc cuồng phong tứ ngược, lại thổi không tan như thế nồng đậm băng vụ, chỉ có một khả năng trong hạp cốc nồng vụ, vốn là gió lớn ảo ạt mà tới. Tiêu phàm vận khởi thiên nhãn thần thông, quét mắt nhìn bốn phía. Đây là một chỗ tương đương chật hẹp sơn cốc, hai chỗ vách đá gấp dính chặt vào nhau, chỉ bất quá rộng mấy mét hẹp, nếu như sương mù không phải nồng đậm như vậy lời nói, chính là nội địa tiêu chuẩn nhất tuyến thiên cảnh điểm. Nhưng mà lại rất dài, cho dù vận khởi thiên nhãn, cũng bất qua có thể nhìn ra hơn 10 mét xa gần, lại hướng phía trước, chính là một mảnh trắng xóa. Đây cũng là bởi vì tiêu phàm thiên nhãn thần thông chưa đại thành nguyên nhân. Căn cứ đoán vượng thiên kia công pháp ghi chép, thiên nhãn thần thông cơ hồ là vĩnh vô chỉ cảnh, chỉ phải không ngừng luyện tập xuống dưới, thị lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Luyện tập càng về sau, thậm chí không chỉ là thấy xa đơn giản như vậy, rất nhiều mắt người căn bản cũng không có công năng, cũng sẽ từng bước mở phát ra tới. Tỷ như nói mắt nhìn xuyên tường, âm dương mắt cùng các loại đều bao hàm tại Thiên Nhãn Thần Thông bên trong. Càng như vậy, Tiêu Phàm đối Thiên Nhãn Thần Thông liền càng có lòng tin, khó luyện công pháp mới là tốt công pháp. Thật giống như viêm linh chi nhận, Tiêu Phàm liền có một loại cảm giác, mình xa xa chưa từng đem chuôi này yêu linh mũi nhọn tiềm lực khám phá ra tối đa cũng chính là hiểu được một điểm ra mau. Muốn chân chính đem viêm linh chi nhận vận dụng tự nhiên, đường phải đi còn rất dài. Trong đó cần gấp nhất một đầu, chính là pháp lực tăng trưởng. Cái này luyện tập võ thuật là cùng một cái đạo lý, võ công cao thủ lực công kích như thế nào, ngay tại ở nội lực thâm hậu cỡ nào, một lần tính thả ra nội lực nhiều ít. Nội lực càng thâm hậu, một lần tính thả ra nội lực càng nhiều, đối địch lực công kích liền càng mạnh. Cứ việc luân hồi tướng còn có mấy cái thiên chương không có tìm đủ, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, nương tựa theo đã có thiên chương, muốn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cũng không phải là quá khó, trên thực tế, hắn hiện tại liền đã 10 điểm tiếp cận đại viên mãn cảnh. Nếu như khỏi phải quá nghiêm khắc tiêu chuẩn để cân nhắc lời nói, Tiêu Phàm tu vi hiện tại, đã hoàn toàn có thể xem là luân hồi cảnh đại viên mãn. Cái này cùng Thanh Dương tổ sư tại tu di không gian truyền cho hắn mới hạo nhiên chính khí phương pháp tu luyện có quan hệ đại lượng nội lực chuyển hóa thành pháp lực, tựa hồ cũng có trợ giúp tiêu phàm tại thuật pháp phương diện tu luyện tăng lên. Giả như hiện tại có thể tìm tới phi thăng ba pha, tiêu phàm hẳn là có thể không trở ngại chút nào bắt đầu tu luyện càng cao hơn một tầng thiên nhân tướng. Chỉ tiếc, cái này thật cần vận khí đặc biệt, có lẽ, đợi một thời gian, cùng pháp lực của hắn càng thêm dày đặc một chút, nguyên thần có thể tự do ra vào tu di không gian, khả năng tại thủy tổ tàng bảo các bên trong, có thể có không tưởng được thu hoạch đi tiêu phàm trong mắt lục mang, lóe lên liền biến mất, thu thiên nhãn thần thông, lập tức đem thần niệm thả ra. Thần niệm chi lực ở đây ngược lại là không có có nhận đến cái gì áp chế, xa xa nhô ra, đem hẻm núi hai đầu hơn trăm mét bên trong đều điều tra một lần, trừ băng tuyết cùng cuồng phong, cái này trong hạp gốc chỉ có bọn hắn mấy cái này vật sống. Rất nhanh, cơ khinh xa, cam cùng đan châu, đều xuống đến đáy gốc. Dây thường liền cố định tại chỗ cũ, cùng diệt sát đi ngàn năm tuyết yêu, có lẽ bọn hắn còn muốn từ đường cũ trở về. Lần này, tiêu phàm cùng cơ khinh xa đi ở phía trước, đan tăng đa cắt sư huynh đệ ba người ở giữa, là các đại thượng sư đoạn hậu. Sự thật chứng minh, lão hòa thượng thân thủ cực nó cường hãn, có lẽ không kém hơn tiêu phàm, xem như bọn hắn một chuyến này sáu người đỉnh chiến lực. Vạn nhất có cái gì yêu vật hướng bọn hắn đột thi đánh lén, trước sau đều có siêu nhất lưu cao thủ tỏa chấn, cũng không cần lo lắng quá mức mặc dù tiêu phàm cùng cơ khinh xa một mực không ngừng nghỉ chút nào dám thị ngàn năm tuyết yêu động tĩnh tuyết yêu muốn mai phục đánh lén bọn hắn khả năng rất tiểu chỉ bất quá cái này đại tuyết sơn chỗ sâu đã ra ngàn năm tuyết yêu ai biết còn có hay không cái khác yêu vật xuất hiện nhưng không có ai quy định tại cùng một phiến khu vực yêu vật chỉ có thể có một con cũng may loại tình hình này một mực chưa từng phát sinh tiêu phàm một đoàn người đi về phía trước gần một giờ vẫn như cũ còn tại trong hạp cốc đi tiến vào, hai bên là cao ngất vách núi tuyệt bích, trước sau trên dưới đều là đậm đến tan không ra băng vụ, chỉ có thể dựa vào cảm giác phỏng đoán, ước chừng đi về phía trước hai ba cây em dáng vẻ. Cơ khinh xa chợt dừng bước, trầm thấp gọi một tiếng. Nàng đã cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt khí tức, tựa hồ đầu kia ngàn năm tuyết yêu, ngay tại phía trước cách đó không xa. Kỳ thật khỏi phải nàng nhắc nhở, tiêu phàm từ lâu cảm ứng được, lúc này vận khí thiên nhãn thần thông, Xong trong mắt lục đầy lấp lóe, xuyên thấu qua tầng tầng nồng vụ, thẳng tắp nhìn về phía trước, chỉ thấy mười mấy mét bên ngoài, loáng thoáng xuất hiện một cái đen xì cửa hang. Lạnh thấu xương cuồng phong, chính là từ cái này trong cửa hang cuồng thổi ra. Chư vị cẩn thận, tuyết yêu ngay tại phía trước, cùng lúc đó, bốn người sau lưng bên tai đồng loạt vang lên tiêu phàm thanh âm trầm thấp. Vì không kinh động tuyết yêu, tiêu phàm sử dụng truyền âm chi thuật. Vụt đan tăng đa cát rút ra đen nhánh trường đao. Campos dơ lên dìu, đan châu càng là cung kéo như trăng tròn, một chi đen kịt vũ tiến, nhận tại trên dây cung. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ khẩn trương, cái này địa hình thực tế đủ hiểm ác, cứ như vậy một đầu hẻm núi, rộng bất quá 3-4 mét, hai bên đều là thẳng tắp dốc đứng vách núi, che kín băng tuyết, xảo trá tàn nhẫn. Nếu như ở đây cùng tuyết yêu giao thủ, trừ cứng đối cứng, tuyệt không có xê dịch né tránh chỗ trống. Ngàn năm tuyết yêu ra dày thịt béo, lực lớn vô cùng, trừ phi có thể một chiêu đem nó diệt sát, nếu không, chờ nó vào tới phụ cận, trên cơ bản cũng chỉ có thể trơ mắt cùng chết rồi. Cái này yêu vật cố ý tuyển như thế cái hiểm mà ẩn thân, khẳng định cũng là trải qua nhiều lần cân nhắc. Tuyết hưu linh trí đã mở, rất rảo hoạt, tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, trong tay nắm mấy cái phù lục, tại nguyên chỗ lẳng lặng đứng đứng một lát, bỗng nhiên dưới chân một điểm, như là mũi tên, hướng mười mấy mét bên ngoài cửa hang kích bắn đi, mà sau lưng đám người trong tay lần nữa nghe tới hắn truyền âm trước tại chỗ này chờ đợi, không nên khinh cử vọng động, ta đi điều tra một chút. Mười mấy mét khoảng cách, chớp mắt đã tới, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, cửa hang yên tĩnh dị thường, ngay cả lăng liệt hàn phong đều chỉ tại cửa hang đánh lấy mâm tráng bánh, cũng không đi vào. Lúc trước cảm thấy cuồng phong từ cửa hang tuôn ra, chỉ là một loại ảo giác thôi, cuồng phong trên thực tế là từ hẻm núi phía trên thổi xuống đến. Trong sơn động không có cuồng phong, nhưng như cũng tràn ngập đậm đến tan không ra băng vụ. Tiêu Phàm lấy thiên nhãn thần thông điều tra, trong sơn động tia sáng cực kỳ ảm đạm, tầm nhìn so sánh với trong hạp cốc còn thấp hơn, dù coi như vận khởi thiên nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy 5-6 mét có hơn. Thần niệm chi lực thả ra, cũng điều tra không được quá xa, chỉ có thể cảm giác được, đây là một cái không nhỏ sơn động, cửa hang cố nhiên không lớn, bên trong lại 10 điểm rộng rãi. Lại đi đến, thần niệm chi lực cũng điều tra không đến. Sau một lát, những người khác tiến vào sơn động tiêu chân nhân, thế nào? Đan tăng đa cắt hạ thấp giọng hỏi, tựa hồ sở kinh động đầu kia yêu vật. Liền tại bên trong, ta đã có thể rất rõ ràng cảm ứng được nó tồn tại. chương 603, Huyễn Trận Thượng Trong sơn động tầm nhìn rõ rất ngắn, tràn ngập nồng đậm băng vụ, đan tăng đa cắt bọn người nhao nhao mở đèn pin lên. Giã ngoại sinh tồn, cường lực đèn pin là thiết yếu công cụ. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái chỗ ngã ba, bất quá ngược lại là không có tạo thành lựa chọn bên trên bối rối nguyên nhân rất đơn giản một cái trong đó chỗ rẽ quá tiểu đương nhiên đây là so ra mà nói người bình thường muốn đi vào hay là không thành vấn đề thoảng qua nghiêng người là được nhưng bọn hắn dưới mắt muốn tìm là cao tới 3 mét tuyết yêu như vậy thân thể cao lớn vô luận như thế nào đều là rất khó từ cái này tiểu chỗ rẽ chen vào dần dần xâm nhập trong động sương mù càng ngày càng là nồng đậm nồng đậm băng vụ chẳng những trở ngại người ánh mắt, cũng để người bất an trong lòng toàn cảm giác gia tăng mãnh liệt. Người chính là như vậy, vô luận dạng nào giác quan xuất hiện chứng ngại, trong đầu lập tức liền sẽ cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Trọng yếu hơn nữa là sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể cân đối. Một tên võ thuật cao thủ, tại hoàn toàn mắt không thể thấy hoàn cảnh bên trong, mười thành võ công có thể phát huy một hai thành liền vô cùng ghê gớm. Huống chi, bọn hắn muốn đối mặt chính là một đầu ngàn năm hung thú. Mẹ nhà hắn, vật kia làm sao lại tìm một cái chỗ như vậy ẩn thân. Suốt cục, Campos có chút chịu không được áp lực cường đại, thầm thì trong miệng lên tiếng. Coi như đánh lấy đèn pin, mấy mét bên ngoài cũng là hoàn toàn mơ hồ, đánh như thế nào. Đan Tăng Đa cát trầm giọng nói, "Campos, không cần lo lắng. Vật kia hình thể rất lớn." Câu nói này lập tức liền để Campos chấn định lại, xác thực, ngàn năm tuyết yêu hình thể cũng đủ lớn, quả thực chính là quái vật khổng lồ dù coi như là tại một vùng tăm tối bên trong đơn thuần bằng thính giác cũng có thể làm ra đại khái phán đoán muốn vô thanh vô tức đánh lén bọn hắn trên cơ bản không có khả năng ngược lại là bọn hắn vóc dáng nhỏ dưới chân nhẹ chỉ cần hành động nhanh chóng có lẽ còn có thể chiếm chút tiện nghi ước chừng một khắc đồng hồ về sau tất cả mọi người dừng bước nhìn qua phía trước nguyên một khối vách núi sững sờ không có đường nơi này không có chỗ ngã ba bốn phía đều là dày đặc vách núi, đã đến cái sơn động này chỗ sâu nhất. Nhìn qua, ngược lại là một cái không nhỏ hang động. Tiêu chân nhân, đan tăng đa cắt nghi hoặc mà hỏi thăm, từ khi tiến vào sơn động, đều là tiêu phàm ở phía trước dẫn đường. Tiêu phàm không có lên tiếng, vận khởi thiên nhãn thần thông, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Quyền vũ giáp biểu hiện, ngàn năm tuyết yêu đã gần trong gan tắc, cơ hồ liền cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Tiêu phàm tin tưởng vững chắc, Huyền Vũ Giáp không sẽ sai lầm, làm vô cực môn chấn giáo Tam Bảo một trong, càn khôn đỉnh thần diệu như thế khó lường, Huyền Vũ Giáp hẳn là cũng sẽ không cách biệt quá xa. Nơi này nhất định có vấn đề gì, là hắn còn không nhận thấy được. Đây là Huyễn Thuật, bỗng nhiên một mực giữ im lặng là các Đại Thượng Sư chậm rãi nói. Huyễn Thuật, đan tăng đa cát rất là kinh ngạc, hắn đối Huyễn Thuật lý giải, cơ bản dừng lại tại Ma Thuật Sư chướng nhãn pháp như thế cấp độ tiêu chuẩn bất quá là bác người cười một tiếng tiểu đạo thôi, cùng dưới mắt loại tình hình này, tựa hồ kéo không lên nửa phân liên quan. Chẳng lẽ huyễn thuật còn có thể đem như thế lớn một cái sơn động hoàn toàn che đậy? Đây đúng là huyễn thuật, tất cả mọi người cẩn thận. Phật kia liền tại phụ cận, là các đại thượng sư trầm giọng nói, cầm trong tay gỗ chắc quải trượng chậm rãi hoành ở trước ngực, trên mặt toát ra để phòng thần sắc. Liền tại phụ cận, chúng ta thấy thế nào không gặp, nếu như là huyễn thuật lời nói, không khó lắm phá giải. Chúng ta không cần quản hắn, chỉ cần đi đến hướng chính là, lúc này phát biểu chính là Campos, hắn đối huyễn thuật lý giải, cùng đan tăng đa cát đồng dạng. Chỉ cần xác định hết thảy trước mắt, đều là huyễn thuật. Kia liền không có gì đáng sợ, nói, Campos đi về phía trước mấy bước, đưa tay liền muốn hướng một bên trên vách núi đá sọt so soạng. Dừng tay, là các đại thượng sư lập tức quát, thanh âm ép tới rất thấp. Ngữ khí lại rất nghiêm khắc, cam cốt giật nảy mình, liền vội vàng đem vươn đi ra tay thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía là các đại thượng sư, trong mắt rất có của trách chỉ ý. Cứ việc là các đại thượng sư là hắn rất tôn kính ẩn sĩ, nhưng dạng này dọa người cũng là không đúng. Nơi này huyến thuật rất lợi hại, không nên tùy tiện chạm đến. Nếu không một khi xúc động cấm chế, liền có thể bị huyễn thuật nhốt ở bên trong. Cam không khỏi gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu thần sắc. Hắn thực tế rất khó lý giải, bị vây ở huyễn thuật bên trong là một loại gì tình hình biết rõ là huyễn thuật trực tiếp hướng phía trước sông chính là có cái gì tốt sợ chẳng lẽ cái này huyễn thuật bên trong còn có giết người cơ quan ám khí tiêu phàm trầm giọng nói đại thượng sư tuyệt yêu đến bây giờ đều còn không có phản ứng đoán chừng hẳn là chỗ vì loại nào đó chợp mắt tình trạng bên trong thừa cơ hội này chúng ta trước hợp lực đem trước mắt huyễn thuật phá giải rơi không phải tuyệt yêu chiếm cứ lấy địa lợi càng thêm khó đối phó. Hắc hắc, tiểu tử, lúc này mới nhớ tới muốn phá giải huyễn thuật, không chê quá trễ rồi sao? Tiêu phàm lời còn chưa dứt, trong sơn động bỗng nhiên vang lên ông ông chế diễu thanh âm, rõ ràng là ngàn năm tuyết yêu thanh âm, cái này yêu vật lại nhưng đã biết bọn hắn đến. Yêu quái, nhanh cút ra đây, cam pốt song tay cầm thật chặt diều, lớn tiếng kêu lên. Người cái này con tôm nhỏ, kêu cái gì? Muốn chết sớm một chút lời nói, ta thành toàn ngươi bá một cái cự trưởng trong chớp nhoáng tại cam đỉnh đầu trong vách núi tránh hiện ra, dài đến 7-8 tấc lợi trảo, hàn sáng lóng lánh, vào đầu bổ đem xuống tới. Ngay sau đó, ngàn năm tuyết yêu thân thể cao lớn, cũng từ vách núi bên trong nhanh chân bước ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cam mắt nhỏ bên trong chớp động lên huyết hồng quang mang, dù coi như là đậm đến tan không ra băng vụ, cũng khó có thể che lấp. Cam cẩn thận, đan tăng đa cắt kinh hãi, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, phi thân hướng bên này cướp tới, đen nhánh đao quang lóe lên, hướng về ngàn năm tuyết yêu to lớn lợi chảo nghinh kích đi lên. Đan châu song bằng tỉ thí, màu đen trường cung nháy mắt kéo ra, không hỏi 3721, một tiếng hướng ngàn năm tuyết yêu vào tới. Nhưng mà hết thảy này, đều trễ nửa khắc, chỉ nghe một tiếng kim loại giao kích tiếng vang, cam pốt chỉ cảm thấy hai tay tê dần, hổ khẩu kịch chấn, dìu không cầm nổi, rời tay bay đi. Lợi chảo lóng lánh tử vong hàn mang, gào thét mà hạ. Cũng may Campos cũng là thần kinh bách chiến dũng mãnh chi sĩ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô so, sống chết trước mắt một cái lại lư đả cổn, hướng bên cạnh mau né đi. Dên lên một tiếng, Campos ra bảo phía sau lưng vỡ ra hai lỗ lớn, máu tươi trào lên mà ra, đã thụ thương không nhẹ. Ngàn năm tuyết yêu một trảo trảo thương Campos, xem đàn tăng đa các trường đao cùng đan châu vũ tiến như không, không chút nào dừng lại, hướng về phía trước thẳng đến mà đi, phốc phốc một tiếng vang nhỏ, Thân thể cao lớn chui vào đối diện trong vách núi, thoáng qua liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại một trận đắc ý cuồng tiếu. Campos, người thế nào? Đan Tăng Đa Cát không lo được khác, ngay cả vội khom lưng đem Campos đỡ lên. Chỉ thấy Campos phía sau hai đạo trưởng dài vệt máu, da thịt xoay chuyển, nhìn xem 10 điểm khiếp người, Đan Tăng Đa Cát lại nhẹ nhàng thở phào một cái. Chỉ là vết thương da thịt, xương cốt không gãy, chỉ phải kịp thời băng bó cầm máu, tính mệnh là không ngại bất quá campôt sức chiến đấu khẳng định phải giảm bớt đi nhiều cũng may hắn nguyên vốn cũng không phải là chuyến này chủ lực dù là hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn tiểu tử không nghĩ tới các ngươi có thể tìm tới nơi này rất vượt quá dự liệu của ta a à, ta minh bạch là cái này tiểu hòa thượng đang làm trò quỷ tiểu hòa thượng ngươi là gia nguyên tự tăng nhân ngàn năm thuyết yêu thanh âm ông ông lại tại đoàn người bên tai vang lên tiểu hòa thượng mấy cái người kìm lòng không được nhìn về phía là các đại thượng sư tấm kia khe rãnh tung hoành mặt, đều có chút im lặng. Chỉ bất quá cái này tuyết yêu là ngàn năm lão yêu xuất thế, trăm tuổi là các đại thượng sư ở trong mắt nó, quả thật là tiểu hòa thượng, không thể giả được. Là các đại thượng sư hừ một tiếng, tiểu hòa thượng, rất nhiều năm trước, ta và các ngươi gia nguyên tự thế nhưng là từng có hiệp nghị, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Người bây giờ giúp lấy bọn hắn tới đối phó ta, kia năm đó hiệp nghị, chúng ta liền xóa bỏ. Rất tốt, rất tốt, chờ ta đem các người đều giết chết về sau, lại đi thanh ra nguyên tự san thành bình địa, thanh những cái kia tiểu con lừa chọc cả đám đều ăn, từ nay về sau, cái này tuyết vực cao nguyên, ta là tối cao. Ngàn năm tuyết yêu lại cười lên ha hả, mơ mộng hảo huyền, là các đại thượng sư biến sắc, lạnh lùng nói, tuyết yêu, người không nên quá đắc ý, lúc trước chúng ta có thể đánh tổn thương ngươi, hiện tại cũng giống vậy có thể tiêu diệt ngươi nơi này chính là nơi trôn thây ngươi đan tăng đa cắt qua loa cho cam Cốt băng bó một chút vết thương đứng dậy giận dữ hét hừ hừ ta nhìn các ngươi mới là mơ mộng hão huyền lúc trước ta là quá khinh địch mới bị các ngươi đánh lén đắc thủ các ngươi coi là ở đây còn có vận khí tốt như vậy sao các ngươi hiện tại đã bị ta vây ở huyện trong trận chỉ có ta đánh các ngươi các ngươi ngay cả ngay cả nhìn cũng không thấy ta đều chết chắc ngàn năm tuyết yêu cười lạnh nói lời vừa nói ra đoàn người không chịu được hai mặt nhìn nhau cứ việc rất không nguyện ý thừa nhận nhưng mọi người trong lòng rất rõ ràng cái này tuyết yêu giảng được không sai chỉ cần huyễn trận không phá bọn hắn liền mãi mãi cũng ở vào bị động bị đánh tình trạng bị ngàn năm tuyết yêu dò xét lạnh từ tiêu diệt từng bộ phận là chuyện sớm hay muộn đại thượng sư cái này huyễn trận người có thể phá giải phải rồi sao là cát lão hòa thượng trong tai bỗng nhiên vang lên tiêu phàm truyền âm thanh âm lão hòa thượng đồng dạng liền có thể nhìn ra bên trong hang núi này có huyễn thuật, xem ra tại phương diện này rất có nghiên cứu. Cái này huyễn trận thiết trí phi thường phức tạp, nhất định là xuất từ nào đó vị đại năng người chi thủ, cái này tuyết yêu khẳng định không có dạng này năng lực. Người xưa kể lại, tuyết yêu mặc dù có chút linh trí, nhưng ở yêu vật bên trong, xem như tương đối vụng về. Cái này một đầu tuyết yêu có thể tại trong huyễn trận ra vào tự nhiên, đã phi thường hiếm thấy, đoán chừng nó cũng chỉ là hiểu chút ra mau. Lập tức, tiêu phàm trong tai cũng vang lên là các đại thượng sư truyền âm. Trên đường đi, lão hòa thượng này liền hiển lộ ra không ít không tầm thường chỗ thần kỳ, sẽ truyền âm nhập mật chi thuật, tiêu phàm không hề thấy quái lạ. Muốn hoàn toàn bài trừ toàn bộ huyễn trận, kia không thực tế. Bất quá chỉ là phá giải rơi tầng này huyễn thuật, cũng không phải hoàn toàn làm không được. Nhưng cũng cần không ít công phu, cái này tuyết yêu chưa chắc sẽ cho chúng ta nhiều thời gian như vậy đến chậm rãi phá trận. Là các đại thượng sư tiếp tục nói, thanh âm bên trong có chút sầu lo. Nếu như đại thượng sư vẻn vẹn lo lắng cái này lời nói, tại hạ có thể làm đại thượng sư hộ pháp, hết sức cuốn lấy đầu kia tuyết yêu một đoạn thời gian, không để nó tới quấy dày đại thượng sư tác pháp. Tiêu phàm lập tức nói, ngữ khí chắc chắn, tốt, đã nhiên tiêu chân nhân có yêu cầu này, lão tăng kia liền hết sức thử một lần. Hơi sự tình trầm ngâm, là các đại thượng sư liền đáp ứng. Trường 604, Huyễn Trận Hạ là các đại thượng sư lão thì già rồi, tác phong làm việc cực kỳ gọn gàng, một khi đáp ứng tiêu phàm, lập tức liền tại một mặt vách núi trước khoanh chân ngồi xuống, một tay đưa ngang ngược hướng phía dưới, một tay bấm quyết hướng lên, bày ra khai phái tổ sư diệu ngộ đại đạo thời điểm từng làm qua tư thế thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất suy ngã độc tôn, vốn là Phật đà hàng thế thời điểm, hướng tứ phương đi bảy bước, nâng tay phải mà hát vịnh kệ câu. Cao nguyên Phật giáo khai phái tổ sư, diệu ngộ đại đạo về sau, đem Phật đà cái tư thế này hơi thêm biến động, vẫn hay là biểu thị mình thông hiểu thiên địa tạo hóa chi ý. Sau đó, cao nguyên Phật giáo đắc đạo cao tăng, cũng sẽ ở quan trọng trước mắt, bày ra tư thế như vậy. Là các đại thượng sư là cao nguyên Phật giáo nổi tiếng nhất ẩn sĩ, thủ lĩnh đại hòa thượng đều lấy sư lễ đối đãi tự nhiên có dạng này tư cách. Lập tức, từng đợt tiếng phạm sướng, trong sơn động vang lên. Tiêu phàm chỉ cảm thấy, không khí bên người, tựa hồ lên một loại nào đó sóng chấn động bé nhỏ, cứ việc loại ba động này phi thường yếu ớt, nhưng quả thật tại phát sinh. Là các đại thượng sư quả thật cao minh, vừa ngay từ đầu tác pháp, liền có này phản ứng. Muốn phá trận, nằm mơ, trong huyến trận tuyết hiêu lập tức cũng cảm nhận được loại này sóng chấn động bé nhỏ, lập tức vừa kinh vừa sợ, giống lớn một tiếng. Cơ khinh sa cong lại gảy nhẹ, một con vàng óng ánh tiểu giáp trùng, bỗng nhiên hướng về một mặt nhìn như rắn chắc vách núi bay ra ngoài. Đúng vào lúc này, một con lông xù bàn tay lớn màu trắng, từ trong vách núi ló ra. Cơ khinh xa thả ra tiểu giáp trùng thực tế quá nhỏ, cùng ngàn năm tuyết yêu cự trưởng tương đối, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tăng thêm bên trong hang núi này, băng vụ tràn ngập, tầm nhìn cực thấp, trừ cơ khinh xa mình cùng bên người nàng tiêu phàm, cơ hồ không ai thấy rõ ràng kia là cái thứ gì. Ngay sau đó, ngàn năm tuyết yêu lông xù thân thể cũng từ trong vách núi vọt ra. Ngực lông tóc hay là mang theo rõ ràng bị bị bỏng qua đen nhan sắc, lộ ra dối bời. Xem ra cái này 10 ngày qua tĩnh dưỡng, xa xa không đủ để để thương thế của nó hoàn toàn bình phục. Phanh một tiếng vang, vàng óng ánh giáp trùng, bỗng nhiên lăng không nổ tung lên, một cỗ kim sắc gió lốc, bỗng nhiên dơ lên, đem bốn phía băng vụ đều đánh tan. Giữa không trung như là thả một cái yên hoa đạn, vô số kim sắc diễm hỏa, hướng về ngàn năm tuyết yêu thân thượng tán rơi mà đi. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, Ngàn năm tuyết yêu căn bản là không kịp có bất kỳ phản ứng nào, kim sắc diễm hỏa liền có gần một nửa dính vào trên người của nó, thật giống như tán một tầng kim phấn, bộ lông màu trắng phía trên kim chói. Ngàn năm tuyết yêu lấy làm kinh hãi, chú ý không được công kích bọn hắn, quay người liền rụt trở về. Bạo liệt trùng, lần này, ngay cả Tiêu Phàm đều rất là kinh ngạc. Cái này bạo liệt trùng, thế nhưng là nam dương một cùng giảm nhiều đầu sự áp đáy hòm thủ đoạn một trong ngay cả ma cưu đại quốc sư đều tổn thương tại tô nam bạo liệt trùng vương phía dưới làm sao cơ khinh xa vậy mà cũng sẽ bồi dưỡng cơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp thấp giọng nói giả chỉ là nhìn qua có điểm giống mà thôi chân chính bạo liệt trùng muốn lấy người sống làm ký chủ ta nhưng không có tàn nhẫn như vậy bất quá đám côn trùng này quả thật là bồi dưỡng bạo liệt trùng chủng, chủng loại bồi dưỡng thời gian không dài hiện tại còn không thể giết địch bất quá có thể để tuyết yêu thân bên trên máu hàng khí tức càng thêm rõ ràng, nó nếu là nghĩ lặng yên không một tiếng động tiếp cận chúng ta, có thể sớm phát hiện nó chỗ ẩn thân. Những này bạo liệt trùng, thật đúng là cơ khinh xa lần trước Nam Dương chi hành thu hoạch, tương đối chân chính bạo liệt trùng mà nói. Những này ấu trùng cố nhiên không có chút nào uy lực có thể nói, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy làm đến. Tô Nam Đại Quốc Sư vì chấm dứt tốt tiêu phàm, đưa 12 đôi ấu trùng cho cơ khinh xa, lại đem bồi dưỡng chân chính bạo liệt trùng phương pháp cũng không giữ lại chút nào dạy cho nàng muốn bồi dưỡng ra chân chính bạo liệt trùng yêu cầu thực tế quá cao hạn chế cũng thực tế quá nhiều tô nam đại quốc sư ngược lại cũng không lo lắng tại châu á toát ra một vị nhưng sánh vai cùng hắn nữ tính giảm nhiều đầu sư bất quá tô nam đại quốc sư cũng không tưởng được cơ khinh xa vậy mà lại đem bạo liệt trùng bồi dưỡng phương thức cùng hà lạc phái thuật pháp truyền thừa hỗn tạp hợp lại tiến hành cải biến đổi dụng ý khác lấy cơ khinh xa cực kỳ thông minh, cùng hà lạc phái truyền thừa thần diệu khó lường, đợi một thời gian, cơ khinh xa chưa hẳn liền không thể bồi dưỡng ra so nam dương hàng đầu thuật càng thêm lợi hại bạo liệt trùng tới. Giống sơn động chỗ sâu, một tiếng nổi giận giống to truyền đến. Ngàn năm tuyết yêu bị chọc giận, cứ việc những này kim sắc diễm hỏa trong lúc nhất thời không có đối với nó tạo thành cái gì trực tiếp tổn thương, nhưng nghĩ đến khẳng định không phải chuyện gì tốt. Mà lại, ngàn năm tuyết yêu như thế quái vật khổng lồ, lại nhiều lần lọt vào cơ khinh xa tiêm tiêm thiếu nữ trêu đùa, trong lòng nổi giận, có thể nghĩ. Tiếng phạm sướng gấp hơn, vây quanh là các đại thượng sư quanh người, nồng đậm băng vụ bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, phảng phất gợn nước, từng vòng từng vòng dập dờn lái đi, dần dần mở rộng, không lâu sau đó, một bên vách núi, thậm chí đều hơi rung nhẹ, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tiểu hòa thượng, người muốn chết, ngàn năm tuyết yêu lần nữa giống giận, trong tiếng hô sen lẫn khó mà che giấu kinh hoàng chi ý dưới mắt, cái này huyến trận là nó ỷ trượng lớn nhất, một khi huyến trận bị phá, nó liền muốn cùng địch nhân cứng đối cứng. Đối mặt với dạng này một đám cường nhân, vừa mới khôi phục không lâu ngàn năm tuyết yêu, nhưng không có thủ thắng nắm chắc. Nói đến, cái này tuyết yêu cũng là thời giờ bất lợi. Ngủ say hơn một ngàn năm, thật vất vả, ngoại giới hoàn cảnh thay đổi, thiên địa linh khí dần dần gia tăng, nó hồi tỉnh lại, còn không tới kịp khôi phục bao nhiêu năm đó thần thông, liền đụng tới tiêu phàm nếu lại cho nó mấy năm 10 đến năm, để nó đem năm đó thần thông khôi phục hơn phân nửa, trước mắt mấy cái này phàm nhân, tính được cái gì? Dễ dàng liền diệt sát đi, nhưng bây giờ, nó lại gặp phải cực lớn phong hiểm. suy một tiếng vang nhỏ, ngàn năm tuyết yêu từ một chỗ khác trong vách núi nhô đầu ra. Đám người sớm đã đạt được cơ khinh xa nhắc nhở, trận địa sẵn sàng, tuyết yêu vừa vừa ló đầu, dây cung vang vọng, một chi màu đen vô tiến kích xạ mà đến, trước mắt hồng quang lóa mắt, ba cái phủ lục diễn hóa thành hỗn độn đồ, vào đầu bao phủ xuống. Cơ khinh xa cùng đan tăng đa cát, một trái một phải, nhu thân mà lên, một cái đao phong hắc hắc, một cái ngũ chảo như câu, chia ra tấn công vào tuyết yêu tả hữu hai sườn. Mặc dù không có trước đó diễn tập qua, lại phối hợp phải không chê vào đâu được. Ngàn năm tuyết yêu mắt nhỏ bên trong hồng quang bắn ra bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hai bàn tay lớn lăng không vung vẩy, hướng về hai bên quét ngang ra ngoài bồn máu miệng rộng mở ra, một cỗ trắng xóa cột sáng bắn ra. Đạo ánh sáng này trụ lại thô lại lớn, vừa phun một cái ra, một cỗ có thể đem người huyết dịch khắp người đều đông cứng nghiêm hàn đập vào mặt. Màu đen vô tiến bị cột sáng đối diện đánh chúng, phảng phất đâm vào băng cứng phía trên, lạc một tiếng vang nhỏ, vũ tiến lập tức liền bị đông tại trong cột sáng. Vào đầu chân áp mà dưới ba cái hỗn độn đồ, cũng bị cột sáng sông lên mà tán, thoáng qua liền không còn ra hình dạng ngàn năm tuyết tình thế cấp bách liều mạng, cái này một kích toàn lực, vậy mà xa lúc trước phun ra cột sáng uy lực phía trên. Một chút kim loại giao kích thanh âm, trường đao cùng tuyết hiệu cự trảo tương giao, đan tăng đa cát chỉ cảm thấy một cỗ không thể cùng kháng cự lực bỗng nhiên trào lên mà đến, rên lên một tiếng, thân thể đằng không bay lên, trọn vẹn bay ra xa 7, 8 mét, chỉ cảm thấy ngực phát ngọt, một ngụm máu tươi tuôn ra đem lên tới. Tuyết vực đao vương cũng là đầu kẻ kiên cường, dùng sức vừa đề khí, ngạnh sinh sinh đem cỗ này máu tươi nuốt trở vào trường đao trong tay của hắn cố nhiên từng chiếm được thời kỳ thượng cổ đại năng giả gia trì cũng chỉ có tại đánh chúng tuyết yêu thân bên trên bộ vị yếu kém thời điểm mới có thể gây tổn thương cho đến yêu vật kia tuyết yêu lợi chảo là trên người nó cứng rắn nhất bộ vị cũng là cường hãn nhất công kích lợi khí lấy cứng trọi cứng kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại không có chút nào mưu lợi chỗ trống giao tay khẽ vẫy đan tăng đa cát ngũ tạng lục phủ đều đều bị chấn thương. Từ tuyết yêu bên phải sông đi lên cơ khinh xa, mắt thấy cự linh lợi chảo chặn ngang quét tới, không tránh không né, năm ngón tay tiêm tiêm, hóa chảo thành trường, nhẹ nhàng tại tuyết yêu móng vuốt cực kỳ sắc bén phía trên vuốt ve một chút, ôn nhu vô so. Mặc kệ cỡ nào sắc bén vũ khí, nhẹ nhàng phủ sờ một chút, khẳng định là vô hại. Mượn trên lợi chảo truyền đến cự lực, cơ khinh xa tại không bên trong một cái xinh đẹp lộn mèo, hướng tiêu phàm bên người bay đi tất cả giao thủ đều đều tại đồng thời tiến hành. Từ ngàn năm tuyết yêu trong miệng phun ra cột sáng, dễ như trở bàn tay đánh tan tiêu phàm cùng đan châu hai người tiến công, bất quá cột sáng cũng so lúc bắt đầu co lại tiểu ba thành còn nhiều, vẫn như cũ khí thế hùng hổ hướng về ngồi xếp bằng cách làm là các đại thượng sư kích bắn đi. Không thể nghi ngờ, ngàn năm tuyết yêu vô cùng rõ ràng, dưới mắt đối với nó uy hiếp lớn nhất, không phải tiêu phàm, mà là ra nguyên tự cái kia tiểu hòa thượng. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn thuận lợi bài trừ huyễn trận. Là các đại thượng sư tiếp tục ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, miệng bên trong Phật sướng không dứt, đối kích xạ mà đến cột sáng, chẳng quan tâm. Màu đỏ sậm đao mang lóe lên, một thanh trường đao bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu phàm trong tay. Viêm linh chi nhận, tiêu phàm hai tay nắm ở chuôi đao, một đao vung ra, trong chốc lát thật dài lưỡi đao từ ám hồng biến thành đỏ tươi, trong sơn động thấu xương kỳ hàn, nháy mắt bị đuổi tản ra, trong khoảnh khắc đỏ tươi đao mang liền cùng trắng xóa cột sáng đụng vào nhau. Xuy suy chi tiếng nổ lớn, tựa như nung đỏ bàn ủi cắm tiến vào ngưng kết mỡ bò. Trắng xóa cột sáng thoáng qua hóa khí vì sương mù, viêm linh chi nhận uy năng tại khoảnh khắc tiêu hao hầu như không còn, biến trở về ảm đạm vô quang màu đỏ thấm, không có chút nào linh khí. Ngàn năm tuyết yêu hung tợn tiếp cận tiêu phàm trong tay thật dài mũi nhọn, ánh mắt lóe lên vừa sợ vừa giận thần sắc ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, xoay người lui về trong vách núi, bóng dáng không gặp. Cái này huyến trận mặc dù không phải từ nó chỗ bố trí, nhưng hắn đối cái này huyến trận biến hóa lại rõ như lòng bàn tay, ra vào tùy ý. Nếu như là chưa quen thuộc trận pháp người xâm nhập trong đó, lại sẽ lập tức bị vây khốn. Tiếng phạm sướng đột nhiên ngừng, nguyên bản nhắm mắt khách làm, không nhúc nhích là các đại thượng sư, mở choang mắt, nhìn về phía tiêu phàm trong tay viêm linh chi nhận, khe rãnh tung hoành mặt già bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc thật mạnh hỏa linh lực tiêu chân nhân đây là cái gì binh khí chẳng lẽ là quý phái bảo vật chấn giáo a à? tiêu phàm cười cười nói đây là hỏa diễm đao bảo vật chấn giáo còn chưa nói tới bất quá thật là bỉ phái khai phái bắt đầu tổ truyền xuống binh khí nghe nói là tại phương nam ly hỏa bên trong tạo ra là hỏa viêm chi nhận thì ra là thế khó trách kia tuyết yêu thấy cái này binh khí liền nhượng bộ lui binh tinh viêm chi hỏa nguyên bản liền cùng băng tuyết hàn phách tương hỗ là khắc chế. Lạc các đại thượng sư gật gật đầu, cảm thán nói, hai mắt bên trong cực nhanh hiện lên một vòng ao ước, thậm chí ẩn ẩn sen lẫn vẻ tham lam. Chỉ là trong động quá mờ, không người lưu ý. chương 605, lập kế hoạch diệt sát. Tiêu chân nhân, là các đại thượng sư cảm thán vài câu về sau, tiêu phàm trong tai lại vang lên lão hòa thượng truyền âm thanh âm. Theo lão tăng xem ra, kia ngàn năm tuyết yêu đối cái này huyến trận, chỉ là quen thuộc mà thôi, lại cũng không thôi động. Đã như vậy, chúng ta ngược lại là có thể từ nơi này bắt đầu, nhìn xem có khả năng hay không tập sát cái này yêu vật. Tiêu phàm thần sắc thoảng qua khẽ động, truyền âm nói, đại thượng sư muốn thế nào lập kế hoạch. Trên thực tế, cái này huyến trận bên ngoài dìa tầng này cấm chế, ta đã cơ bản mò thấy, sở dĩ không có vội vã phá giải, chính là lo lắng yêu vật kia sẽ bỏ trốn chỗ hắn, vạn nhất nó còn quen thuộc tầng thứ hai trận Pháp không khỏi lại muốn thêm ra một phen phiền phức đến, chúng ta không bằng dạng này. Là các đại thượng sư bờ môi liên động, nói ra một phen tới. Liền theo đại thượng sư lời nói, tiêu phàm suy nghĩ một chút, liền là đáp ứng. Trong sơn động, tiếng phạm sướng tái khởi, cách là các đại thượng sư cách đó không xa một mặt vách núi, bỗng nhiên phát ra liên tiếp gợn nước ba động, Hoặc suy một tiếng, bỗng nhiên vỡ ra một đầu cao cỡ một người khe hở, lộ ra khác một cái thông đạo. Trong thông đạo, băng vụ lượn lờ, tầm nhìn so sánh với sơn động còn thấp hơn, cơ hồ là đối diện không gặp người. Ngay sau đó, lại là hoác suy một tiếng, mặt khác trên vách núi đá, lại vỡ ra đồng dạng một cái khe hở. Là các đại thượng sư tiếng phạm sướng lập rừng, trầm giọng nói tiêu chân nhân, huyễn trận đã phá giải một bộ phân, cái này hai cái lối đi, tất có một đầu là thông hướng kia ngàn năm tuyết yêu chỗ ẩn thân. Tiêu phàm lập tức nói, đã dạng này, ta cùng đại thượng sư các đi một đường, chỉ cần tìm được kia tuyết yêu chỗ ẩn thân, liền dễ làm. Là các đại thượng sư lại trần chờ nói tiêu chân nhân, mặc dù ta tạm thời mở hai cái lối đi, nhưng là rất không ổn định, ta nhất định phải lưu tại nơi này, tiếp tục phá giải cái này huyễn trận. Đan tăng đa cát phung trong tay trường đao, cao giọng nói, đại thượng sư. Sư huynh đệ ta cùng tiêu chân nhân các giò xét một cái thông đạo. Là các đại thượng sư do dự nói, nhiều cát, kiệt tuyết yêu mười điểm hung hãn, nếu như chúng ta hợp lại cùng nhau, tự nhiên có thể cùng nó một đấu, nếu là chia binh hai đường ta lo lắng sẽ bị nó một một kích phá đan tăng đa cát nói đại thượng sư yên tâm sư huynh đệ chúng ta ba người có lẽ không phải kia tuyết yêu đối thủ nhưng cuốn lấy nó nhất thời nửa khác còn là có thể làm được chỉ phải lớn hơn sư có thể mau chóng đem cái này huyến trận hoàn toàn phá giải mọi người một cùng ra tay tự nhiên có thể diệt sát cái này yêu vật là cát đại thượng sư lắc đầu nói nhiều cát không thể ham chiến chỉ cần vừa thấy được yêu vật kia liền lập tức đường cũ trở về mọi người ở đây tụ họp, cùng đi nó chỗ ẩn thân. Là, cần tuân đại thượng sư phân phó, đan tăng đa cát khom người một chút, cung kính thanh âm. Lập tức tiêu phàm cùng cơ khinh xa phía bên trái, đan tăng đa cát sư huynh đệ ba người phía bên phải, các đi một cái thông đạo. Cam cốt mặc dù thụ thương, giờ phút này nhưng cũng chấn tác tinh thần. Song tay cầm thật chặt diều, đi tại đan tăng đa cát cùng đan châu ở giữa. Huyễn trong trận, một đôi huyết hồng con mắt nhỏ, gắt gao tiếp cận bên này hết thảy, tựa hồ nồng đậm băng vụ, vẫn chưa tạo thành bao lớn ảnh hưởng, lông xù trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi chút năng lực ấy, cũng muốn bài trừ cái này huyến trận, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiêu phàm cơ khinh xa cùng đan tăng đa cát bọn người, đều tuyệt không tin tức. To lớn trong sơn động, chỉ còn lại có lạc cát lão hòa thượng ngồi xếp bằng song nghi buông xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Yên tĩnh im ắng, khoác suy một tiếng, trước mặt phách núi bỗng nhiên lên một trận gợn sóng ngàn năm tuyết yêu thân thể cao lớn hiển hiện ra mang trên mặt lãnh khốc nhe răng cười một bước liền vượt đến là các đại thượng sư trước mặt ở trên cao nhìn xuống hung tợn tiếp cận vị này già nua lão nhân tiểu hòa thượng mất quên đi thôi ngàn năm tuyết yêu ông ông nói trong giọng nói nói không nên lời đắc ý tiêu phàm bọn hắn một nhóm sáu người duy chỉ có là các đại thượng sư hiểu được huyễn trận phá giải bây giờ hắn rơi đơn chính là thời cơ tốt nhất chỉ cần nhất cử đem cái này tiểu hòa thượng đánh chết, còn lại mấy cái kia, đều dễ đối phó. Mượn nhờ huyễn trận chi lực, tuyết yêu hoàn toàn có lòng tin đem bọn hắn một vừa diệt giết. Buồn cười bọn gia hỏa này, còn tại băng thiên tuyết địa bên trong bôn ba nhiều ngày như vậy, ba ba chạy tới nơi này đi tìm cái chết. Lạc các đại thượng sư lúc này mới ngẩng đầu lên đến, nhìn qua tuyết yêu kia lông xù gương mặt, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười quái dị. Ngàn năm tuyết yêu vốn đã dơ lên cao cao cự trảo, liền muốn một chảo đánh rớt, đem cái này gần đất xa trời tiểu hòa thượng chém thành mấy khối, thấy nụ cười quỷ dị này, bỗng nhiên liền dừng lại, một tiếng kêu sợ hãi. Không đúng, ngươi, tiếng kêu chưa tất, chỉ thấy là các đại thượng sư tay phải bấm quyết hướng phía trước một chỉ, một tiếng liền quát. Định, ngàn năm tuyết yêu dưới chân, bỗng nhiên hiện ra một cái ngũ giác hình pháp trận, quang mang bắn ra bốn phía. Tuyết yêu chỉ cảm thấy quanh thân không khí lập tức trở nên cứng như kim thiết, bỗng nhiên đưa nó thân thể cao lớn một mực ngưng kết ở nơi đó, nửa phân cũng không thể di động. Mắc lừa, ngàn năm tuyết yêu cái này giật mình không thể coi thường, trong đầu linh quang thoáng hiện, lúc này một tiếng hét lên, toàn thân pháp lực từ đan điền khí hải bên trong tuôn trào ra, nháy mắt trải rộng toàn thân, trên dưới quanh người mỗi một chỗ khớp nối, đều tại vang lên kèn kẹt, tuyết trắng lông tóc, từng cây đứng đấy. Lạc các đại thượng sư cũng không khỏi sau nghi dơ lên, hắn bày ra pháp trận này, chính là thượng cổ truyền thừa, tinh diệu vô so. Mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần bị hắn pháp trận này vội vàng không kịp chuẩn bị định trụ, lại cũng khó có thể tránh thoát, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Không ngờ cái này ngàn năm tuyết yêu lại trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có khí tức cuồng bạo, liền muốn bằng vào một thân man lực, ngạnh sinh sinh bài trừ hắn pháp trận. Lạc một tiếng, ngàn năm tuyết yêu một con cự chảo, rốt cục dơ lên, cứng như tinh cương năm mai lợi chảo, lóng lánh tử vong hàn mang. Liền ở thời điểm này, một cỗ cực kỳ nguy hiểm nhiệt độ cao khí lãng, tại ngàn năm tuyết yêu phía sau tuôn ra hiện ra, tựa hồ cả sơn động nhiệt độ, đều trong nháy mắt để cao gấp mấy lần, từ vạn trượng băng nguyên bỗng nhiên biến thành địa ngục hỏa lò. Không tốt ngàn năm tuyết yêu không khỏi vong hồn đại mạo, miệng bên trong kêu to một tiếng, dốc hết toàn lực, muốn tránh thoát pháp trận đối với nó trói buộc. Nó rõ ràng cảm ứng được, phía sau có khí thức này nguy hiểm dị thường, đủ để chấm dứt tính mạng của nó. Chỉ tiếc, hết thảy cũng không kịp viêm linh chảm tiêu phàm một đao bổ ra liền không có lại cho nó lưu hạ bất luận cái gì ngăn cản xê dịch chỗ trống nhất khích tất sát giống ngàn năm tuyết yêu kêu thảm tiếng điếc tai nhức óc liệt diễm hừng ngực viêm linh chi nhận như là khoái đao cắt đậu hũ không có bị bất kỳ trở ngại nào từ nó đầu to lớn một bổ xuống tuyết yêu chỉ rú thảm nửa tiếng liền im bặt mà dừng thân thể cao lớn một phân thành hai không có máu tươi vẩy ra cũng không có vỡ thịt bay tứ tung tuyết bị bổ ra thân thể, nháy mắt liền bị nhiệt độ cao đốt thành cho bụi, một cỗ khét lẹt khí tức, nháy mắt trong sơn động tràn ngập ra, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Oanh, ngàn năm tuyết yêu hai mảnh thi thể khẽ đảo địa, liền giấy lên hừng hực liệt diễm, rất nhanh liền hóa thành cho tàn, cái gì cũng không có lưu lại. Viêm linh chi nhận lập tức ảm đạm, bỗng nhiên liền không thấy bóng dáng. Tiêu phàm thân thể hơi trao đảo một cái, nỗ lực mới đứng vững, sắc mặt trở nên như băng tuyết tái nhợt xét thấy cái này ngàn năm tuyết yêu cường hoành vừa rồi kia một chảm tiêu phàm không có chút nào lưu thủ cơ hồ đem thể nội pháp lực tiêu hao sạch sẽ cuối cùng chưa từng thất bại đem cái này quái vật khổng lồ một kích chém giết mới vừa từ khác một cái thông đạo chạy đến đan tăng đa cát ba huynh đệ thấy cảnh này từng cái trợn mắt hốc mồm kiểu lưới không dưới lại cũng không nghĩ ra tiêu phàm một chảm chi uy quả là tại tư bọn hắn đều cùng ngàn năm tuyết yêu giao thủ qua đối cái này yêu vật cường hoành đều đều trong lòng hiểu rõ ai ngờ tại tiêu phàm một chảm phía dưới thế mà không có nửa phân kháng cự chi lực bị một đao bổ làm hai mảnh thì cốt thành cho một khắc này nhã nhận nho nhã thậm chí hơi có vẻ thon gầy tiêu phàm trong mắt bọn hắn tựa như kim giáp ma thần đồng dạng uy không thể đỡ là các đại thượng sư nhìn một chút trước mắt hai đống cho tàn nhẹ nhàng lắc đầu chuyển hướng tiêu phàm nói tiêu chân nhân người không sao a à? không sao tiêu phàm lắc đầu tuyết trắng trên mặt thoàng qua hiện lên một tia huyết sắc. cái này hỏa diễm đao uy lực cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo. xin thứ cho ta nói thẳng, tiêu chân nhân đối cái này binh khí, tựa hồ cũng còn không thể hoàn toàn trưởng khống. là các đại thượng sư chậm rãi nói, song trong mắt tinh quang lấp lóe. tiêu phàm liếc hắn một cái, trầm giọng nói, đại thượng sư mắt sáng như đuốc. cái này hỏa diễm đao là bản môn thủy tổ còn sót lại thượng cổ thần binh, muốn hoàn toàn trưởng khống, rất không dễ dàng cái này độ nhất là khó mà nắm chắc. Thì ra là thế, đáng tiếc, cơ khinh xa nhịn không được hỏi, đại thượng sư, đáng tiếc cái gì? Là các đại thượng sư ánh mắt, lần nữa rơi vào trước mặt hai đống cho tàn phía trên, lắc đầu nói, cái này tuyết yêu là tuyết vực khó gặp thuộc tính âm hẳn yêu linh, tu vi đã ngoài ngàn năm, càng thêm hiếm thấy. Nó gần cốt nội đan, đều là đồ tốt, nếu như có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại lời nói, đối với chúng ta người tu chân, có lớn lao tác dụng hiện tại cứ như vậy một mồi lửa đốt thành cho xác thực đáng tiếc cơ khinh xa như có điều ngộ ra khẽ vuốt cằm đan tăng đa cát lại có chút xem thường nói đại thượng sư cái này yêu vật hung tàn bạo ngược khát máu như mạng trên người nó có thể có vật gì tốt ta nhìn a à, đốt thành cho tốt nhất tránh khỏi lưu trên đời này hại người lạc các đại thượng sư liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ngươi hiểu cái gì thừa dịp lấy bọn hắn nói chuyện cái này thời gian ngắn ngủi tiêu phàm vẫn hơi thở ba chu thiên, cảm giác thoảng qua dễ chịu một chút, nói, bất kể nói thế nào, cái này tuyết yêu xem như tiêu diệt, chẳng những nhiều ba bộ lạc, liền xem như toàn bộ tuyết vực cao nguyên, cũng đi rơi một cái họa lớn trong lòng. Chính là như thế này, tiêu chân nhân nói đến lại đối cũng không có. Đan tăng đa cát vội vàng nói, đối tiêu phàm, hắn sớm đã bội phục sát đất, dù sao ngàn năm tuyết yêu đều đã thi cốt thành cho, lại có vấn đề này tranh luận tiếp tự nhiên không có chút ý nghĩa nào, là các đại thượng sư nói, nơi này là yêu vật xào huyệt, chúng ta hảo hảo tìm một chút, có lẽ có thể có cái khác thu hoạch cũng không nhất định. Đề nghị này, ngược lại là không người phản đối, đều đã đến nơi này, uy hiếp lớn nhất cũng đã tiêu trừ, tự nhiên hẳn là hảo hảo tìm kiếm một phen, có thể tìm tới chút vật vô chủ, cũng là tốt. Một đầu tu hành ngàn năm yêu vật, dù sao cũng nên có chút thân ra a. Chương 606, Băng Tủy. Sau nửa canh giờ, ầm ầm trầm đục thanh âm, trong sơn động càng ngày càng vang, cả sơn động băng vụ cùng không khí, đều đều như là sóng biển, một đợt tiếp một đợt cuồn cuộn vặn vẹo. Suốt cục, hoác suy một tiếng vang thật lớn, giống như vật gì đó bỗng nhiên bị cường lực xé rách, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, mọi người cơ hồ đứng không vững. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt biến đổi, một cái cự đại sơn động hiện ra ở mọi người trước mắt, so với bọn hắn vừa rồi vị trí sơn động, phải lớn hơn nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn nguyên bản là ở vào ngọn núi lớn này trong động, chỉ là sơn động bị huyến trận chỗ che đậy, nhìn qua rất tiểu mà thôi. Bây giờ, huyến trận rốt cuộc bị phá vỡ, cả sơn động hình dáng, liền hiển hiện ra. Ngồi xếp bằng là các đại thượng sư mở hai mắt ra, mỉm cười, nói tiêu chân nhân, không nghĩ tới người đối huyễn thuật chi đạo, cũng mười điểm tinh thông. Ngàn năm tuyết yêu bị diệt sát, lại cũng không có thứ gì có thể uy hiếp được bọn hắn, tiêu phàm liền là cùng là các đại thượng sư cùng một chỗ cách làm. Cái này huyễn trận cố nhiên lợi hại, tại hai người hợp lực phía dưới, rốt cuộc bị phá ra. Tiêu phàm khoanh chân ngồi tại lạc cát đại thượng sư đối diện, cũng chính chậm rãi thu công, nghe vậy cười cười, nói tinh thông không dám nhận, chỉ là biết đại khái mà thôi. Lại nói, chúng ta bây giờ cũng chưa nói tới đã hoàn toàn phá giải rơi cái này huyễn trận, chỉ là phá mất tầng thứ nhất mà thôi. Điểm này, là các đại thượng sư cũng thừa nhận, bọn hắn dưới mắt vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng nơi đây cấm chế chi lực, coi như trước mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc chính là sơn động hình dáng. Bất quá đã phá vỡ tầng thứ nhất huyễn trận, vậy liền trước tìm một chút nhìn. Bất quá tìm kiếm kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. To lớn trong sơn động, trên cơ bản thứ đặc biệt gì đều không có. Cái này ngàn năm tuyết yêu, vậy mà là cái quỷ nghèo. Cơ khinh xa lắc đầu, thấp giọng nói cái này tuyết yêu có thể là trước đó không lâu vừa mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, căn bản là không kịp đi lục soát la bảo vật gì người ta chưa bắt đầu lập nghiệp, liền bị các ngươi không khách khí chút nào giết, nơi nào đến của nổi. Thế thì không nhất định, tiêu phàm trong mắt lục mang lấp lóe tiếp cận sơn động nào đó một góc. Trong sơn động, vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm băng vụ, tầm nhìn cực thấp, mấy bước bên ngoài, liền thấy không rõ lắm bóng người. Cơ khinh xa chăm chú hầu ở tiêu phàm bên người, một cách tự nhiên theo ánh mắt của hắn hướng na cái phương hướng nhìn lại, trừ mù sương một mảnh, không nhìn rõ thứ gì tiêu phàm chậm rãi hướng na vừa đi đi, trắng xóa băng vụ, lại dần dần trở nên mỏng manh, một khối bằng phẳng màu trắng cự thạch, xuất hiện tại mọi người trước mắt, nhìn qua giống như là một bộ giường đá, óng ánh sáng long lanh, mười điểm tinh xảo. Giường đá mặt ngoài, tản ra từng tia từng sợi băng vụ, mà một cỗ xa so cái khác phương hàn lạnh đến nhiều khí thức, đập vào mặt. Đây là cái gì? Cơ khinh xa có chút giật mình hỏi, hai mắt sáng ngời, gắt gao tiếp cận cỗ kia giường đá, tiêu phàm không nói, trong mắt lục mang lóa mắt sinh huy, đem thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, chỉ thấy to lớn giường đá ở trung tâm, một đoàn trứng gà lớn màu ngà sữa tinh thể, tính tính huyền phù ở nơi đó, từng tia từng sợi bạch khí, từ bốn phương tám hướng chui vào đến màu trắng tinh trong cơ thể. phảng phất vạn lưu về như biển, giường đá mặt ngoài từng tia từng sợi băng vụ, kỳ thật cũng không phải là giường đá phát ra, mà là ngoại giới băng vụ, bị cái này giường đá hút thu vào. Khó trách cái này giường đá phụ cận, So địa phương khác muốn rét lạnh được nhiều nhiệt độ giống như trượt hạ xuống mười mấy độ rét lạnh như là cực địa đây là băng tủy bỗng nhiên bên người vang lên là các đại thượng sư thanh âm lại là kinh ngạc lại là kích động tiêu phàm trong mắt lục mang lóe lên không gặp song nghi nhẹ nhàng một dương nói băng tủy đây chính là thời kỳ thượng cổ hiếm thấy thiên địa kỳ vật băng bên trong cực phẩm đại thượng sư người có thể xác định a à, cái gọi là băng tủy Tiêu Phàm từng tại một bản thiên môn trong biển tịch ngẫu nhiên nhìn thấy qua. Kia bản điển tịch ghi lại đều là thượng cổ lúc sau một chút kỳ văn dị sự cùng thiên địa linh vật, cùng loại sơn hải kinh chỉ là không có tiếng tăm gì, Tiêu Phàm cũng chỉ là ngẫu nhiên đọc qua, sau khi xem, đem xem như hoàn toàn truyền thuyết thần thoại, cười trừ, không thèm để ý chút nào. Dù sao, hắn là sinh hoạt tại một cái văn minh khoa học kỹ thuật 10 điểm phát đạt xã hội hiện đại, dạng này cổ tịch, tự nhiên là coi như bên trên cổ thần thoại đến xem căn cứ kia bản cổ tịch ghi chép, băng tủy dù coi như không phải rét lạnh nhất chi vật, tại thiên hạ hàn vật bên trong, cũng đủ để xếp hạng trước ba loại hình. Chính là băng bên trong cực phẩm, vô luận luyện đan hay là luyện khí, đều đều là hiếm thấy vật liệu. Là các đại thượng sư bước nhanh về phía trước, rỗi ra một con tràn đầy nếp nhân tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt giường đá, thì thào nói, sẽ không sai. Cái này giường đá trung tâm, nhất định ẩn chứa băng tủy khó trách kia ngàn năm tuyết yêu lại chọn nơi này làm xào huyệt của nó cái này băng tủy đối với hết thảy băng hàn thuộc tính công pháp đều có đại bổ kỳ hiệu băng hàn thuộc tính yêu linh còn có thể dùng băng tủy đến hàn chi khí đến chữa thương miệng bên trong chật chật có âm thanh tán thưởng không thôi bất quá tất cả mọi người đứng ở sau lưng hắn lại là không người phát giác giờ này khắc này lão hòa thượng này trong đôi mắt bắn ra tham lam chi quang cùng lấp lóe không thôi vẻ hung ác đó là cái gì bỗng nhiên đan tăng đa các thanh âm kinh ngạc vang lên mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang chỉ thấy giường đá cách đó không xa sơn bích chi ở giữa có một chút điểm sáng sáng lóng lánh những này điểm sáng cực kỳ nhỏ vừa rồi mọi người tâm tư đều đặt ở cái này giường đá băng tủy phía trên vô người để ý vách núi ở giữa cổ quái bây giờ nhìn kỹ vậy mà có phần có huyền cơ những cái kia không ngừng lấp lánh điểm sáng ẩn ẩn cấu thành một bức phức tạp đồ án chỉ là điểm sáng lấp lóe không yên đan tăng đa cát bọn người chỉ nhìn nhiều mấy lần, lập tức liền đầu váng mắt hoa, cam pốt càng là trước mắt một trận trời đất quay cuồng, một phát ngã ngồi. Hắn mặc dù chịu là da thịt tổn thương, nhưng mất máu không ít, tinh thần đầu so sánh với những người khác muốn kém quá nhiều. Đây là một cánh cửa, là các đại thượng sư khẳng định nói, lực chú ý cuối cùng từ băng tủy phía trên chuyển ra, chậm rãi đứng người lên, hai mắt nhắm lại, một mực tiếp cận những cái kia lóe sáng điểm sáng. Một cánh cửa. Đan Tăng Đa Cát kinh ngạc hỏi ngược lại, thoảng qua nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng những cái kia điểm sáng. Tiêu Phàm biết hắn không hiểu, liền giải thích nói, đây là một loại pháp thuật cấm chế, cùng huyễn thuật có chút tương tự, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Loại cấm chế này là có thực thể, không là hoàn toàn huyễn thuật. Nếu như có thể phá giải rơi cấm chế này, liền có thể mở ra một cái thông đạo, thông hướng địa phương khác. Đan Tăng Đa Cát nghe được cái hiểu cái không, hắn là thuần túy chiến sĩ, đối thuật pháp nhất khiếu bất thông, loại này cái gọi là cấm chế, hắn xác thực rất khó lý giải. Là các đại thượng sư lại tựa hồ như không có tốt như vậy kiên nhẫn, không nói hai lời, dơ lên trong tay gỗ chắc quải trượng, liền hướng về trên vách núi đá quang trận điểm tới, một cỗ vô hình kinh lực bắn ra. Sau một khắc, trên vách núi đá những cái kia lúc ẩn lúc hiện điểm sáng bỗng nhiên ở giữa hào quang tỏa sáng, khoảnh khắc hợp thành một đạo tiểu nhi lớn bằng cánh tay cột sáng, nhanh như như thiểm điện hướng là các đại thượng sư phản xạ mà tới. Là các đại thượng sư kinh hãi, dưới chân trượt đi, liền muốn hướng bên cạnh tránh đi, bất đắc dĩ cái này cột sáng tốc độ thực tế quá nhanh, là các đại thượng sư thân thể mới vừa vặn khẽ động, cột sáng liền đã bắn tới trước mặt. Là các đại thượng sư quát khẽ một tiếng, tay trái một trưởng đánh ra, cùng cột sáng đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng buồn bực hừ, là các đại thượng sư như bị sét đánh, đang 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 liền lùi mấy bước, trên gương mặt, một vệt hắc khí lóe lên liền biến mất, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Lực cấm chế này cư nhiên như thế cao minh, vẻn vẹn một lần bị động phản kích, liền để là các đại thượng sư ăn thua thiệt ngầm. Đủ thấy lúc trước bố trí cấm chế này người, thuật pháp ra sao chờ cao minh. Là các đại thượng sư lại khe khẽ hừ một tiếng, gắt gao tiếp cận trên vách núi đá quang trận nhìn một hồi, không tiếp tục vì tiện xuất thủ, chuyển hướng tiêu phàm, nói tiêu chân nhân, cấm chế này giống như cùng các ngươi trung nguyên thuật pháp truyền thừa có chỗ giống nhau, có thể hay không mời tiêu chân nhân xuất thủ phá giải cấm chế này. Tốt, ta đi thử một chút, tiêu phàm vẫn chưa chối từ, lập tức gật đầu nhận lời. Tại quang trận phản kích là các đại thượng sư nháy mắt, càn khôn đỉnh bỗng nhiên liền có phản ứng. Loại phản ứng này, ngoại nhân tự nhiên không thể nhận ra cảm giác, tiêu phàm lại có thể thanh thanh sở sở cảm ứng được. Càn khôn đỉnh tựa hồ gặp một loại nào đó cực kỳ quen thuộc đồ vật, chính không kịp chờ đợi muốn ra nhận nhau, là các đại thượng sư nói cấm chế này cùng chung nguyên thuật pháp truyền thừa tương thông, nói đến cực kỳ chính xác. Lão hòa thượng này kiến thức, thực tế không phải bình thường. Cấm chế này rất lợi hại, tất cả mọi người thối lui một chút, miễn cho ngộ thương. Tiêu phàm chậm rãi đi tới Sơn Bích Chi trước, đối diện quang trận đứng thẳng, trầm giọng nói. Kỳ thật không cần đến hắn nhắc nhở, mọi người kiến thức đến quang trận lợi hại về sau, đã sớm nhao nhao lui sang một bên, bây giờ nghe hắn, lại lại thối lui mấy bước, ngay cả lạc cát đại thượng sư đều không ngoại lệ chỉ bất quá song tay cầm thật chặt gỗ chắc quả trượng hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm quang trận cùng tiêu phàm từ hắn trắng bệch đốt ngón tay liền có thể nhìn ra được hắn ở sâu trong nội tâm thời khắc này khẩn trương chi tình băng tủy dạng này thiên địa linh vật đều bày ra tại bên ngoài như vậy cấm chế này bên trong lại cất giấu thứ gì đâu không hỏi cũng biết nhất định là so băng tủy càng thêm bảo vật chân quý thực tế là rất làm cho người khác chờ mong a à. Tiêu Phàm đối mặt vách núi mà đứng, dưới chân bất đinh bất bát, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải nhẹ nhàng một dương, một con chữ đỉnh nhỏ màu đỏ bắn ra, dừng ở Tiêu Phàm trước ngực, xoay tít chuyển động, miệng đỉnh chỗ hiện ra một bức đồng dạng trừ màu đỏ lập lòe tỏa sáng hỗn độn đồ. Nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ này, là các đại thượng sư hai tròng mắt bỗng dưng co vào. Tựa hồ nhìn thấy cái gì làm hắn cực độ chấn kinh, khó có thể tin sự tình, ngay cả nguyên bản kéo dài hô hấp, đều một nháy mắt biến thành ồ ồ lạc các đại thượng sư những biến hóa này tiêu phàm tự nhiên không biết hắn dưới mắt tất cả tâm thần đều tại tác pháp tay phải năm ngón tay như vòng từng đạo pháp lực đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong tiểu đỉnh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh miệng đỉnh chỗ hiện lên trừ màu đỏ hỗn độn đồ cũng càng thêm quang hoa lập lòe lóa mắt sinh huy tật tiêu phàm miệng bên trong quát khẽ một tiếng tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích chỉ về phía trước lóa mắt sinh huy trừ màu đỏ hỗn độn đồ dần dần mở rộng chậm rãi hướng tiền phương Sơn Bích bay đi, vừa rồi tự chủ phản kích là các đại thượng sư quang trận, lần này không hề có động tính gì, đối hỗn độn đồ tới gần, chẳng quan tâm. Rất nhanh, hỗn độn đồ liền bao phủ xuống, quang trận bỗng nhiên lại một lần nữa quang hoa đại phóng, cũng bắn ra một cái màu bạc trắng hỗn độn đồ, cùng càn khôn đỉnh trừ màu đỏ hỗn độn đồ nặng chồng lên nhau. Sau một khắc, hai cái hỗn độn đồ liền hòa làm một thể. Khoác suy một tiếng, vách núi lên tiếng trả lời mà ra, một cánh cửa ánh sáng tránh hiện ra. chương 607, Thiên Nhân Tướng Quang môn bên trong là một gian điện đường, hoặc là nói là lại một cái hang đá, chỉ bất quá, cùng bên ngoài hang đá so ra, lộ ra nhiều mấy phân diều đục khí tức, người vì bố trí vết tích nặng chút. Đoàn người nối đuôi nhau mà vào, đây là một cái so bên ngoài hang đá lớn hơn một chút không gian, trong động có bàn đá ghế đá, thạch trên mặt ghế, còn phủ lên lông xù ra thú, đều đều là mãnh thú da lông, xem xét liền cực kỳ chân quý. Bất quá dạng này thế tục chân quý, mảy may cũng không để tại tiêu phàm cùng trong mắt người, tiêu phàm ánh mắt, rơi thẳng vào hang đá một góc một chương tảng đá bàn trà phía trên. Nói thật, tiêu phàm dưới mắt tâm tình là tương đối kích động. Nơi này, cần càn khôn đỉnh mới có thể mở ra, đủ để chứng minh, nơi đây ban đầu chủ nhân cùng vô cực môn rất có nguồn gốc. Mà lại, nơi đây hẳn là trên bản đồ miêu hội địa phương. Cao Nguyên Phật giáo khai phái Tổ sư tự viết chân kinh tường kép bên trong cất dấu địa đồ cùng vô cực môn có chút nguồn gốc. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đều để người cảm thấy hết sức tò mò. Tiêu Phàm trong lòng có chút chờ mong, chỉ là đại điện dù rộng, lại là vừa xem vô dư, đập vào mắt đi tới, cũng không có để người hai mắt sáng lên đồ vật. Trừ tấm kia bàn đá, trên bàn đá trưng bày một cái màu vàng quyển trục, cùng Tiêu Phàm nhìn thấy, khai phái Tổ sư tự viết chân kinh thượng quyển, rất tương tự Gia Cát Ánh Huy nói, không có chân kinh hạ quyển, dù coi như là thủ lĩnh đại hòa thượng cùng là các đại thượng sư, đều chưa từng thấy qua khai phái tổ sư tự viết chân kinh hạ quyển. Chẳng lẽ chính là quyển trục này? Chẳng lẽ nơi này liền là năm đó khai phái tổ sư diệu mộ đại đạo chỗ? Chỉ là, cao nguyên Phật giáo khai phái tổ sư mộ đạo chỗ bố trí xuống cấm chế, vì cái gì thế mà cùng càn khôn đỉnh dẫn phát cộng minh? Quá nhiều không thể giải chỗ, tiêu phàm phiêu nhiên mà trước, đem cái kia quyển trục cầm trong tay, ngược lại cũng không có giống rất nhiều bảo tàng trong phim ảnh diễn như thế một cầm lấy bảo vật lập tức liền phát động trong động cơ quan cạm bẫy có vô số mũi tên cự thạch hướng bọn hắn đập tới trong sơn động hay là yên tĩnh không có động tính chỉ có nguyên bản bị cấm chế cản tại bên ngoài băng vụ thông qua quang môn bắt đầu đại lượng mà tràn vào đến trong thạch động đến đoán chừng không bao lâu cái này hang đá cũng sẽ bị băng vụ hoàn toàn tràn ngập quyền trục vào tay nhu hòa cùng ra cắt ánh huy giao cho bọn hắn địa đồ, là cùng một loại chất liệu, không biết là loại nào thú loại thuộc ra chế thành. Tiêu phàm chậm chậm đem quyển trục triển khai, lít nha lít nhít văn tự, đập vào mi mắt. Thế mà là văn trung đỉnh, tiêu phàm vào trước là chủ, một mực đem quyển trục này xem như là cao nguyên Phật giáo khai phái thủy tổ tự viết kinh văn. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là phản văn hoặc là tuyết vực văn viết, không ngờ lại là văn trung đỉnh, để tiêu phàm có chút sững sờ ngơ ngác một chút bất quá cái này chố mắt cũng không có thể tiếp tục quá lâu, tiêu phàm liền bắt đầu đọc trên quyển trục nội dung. Thô thô xem xét, quyển trục này từ thiếu cũng có hơn ngàn chữ. Văn trung đỉnh là hàm nghĩa thâm ảo nhất văn tự, một chữ đều bao hàm rất nhiều nội dung. Ngàn chữ trở lên văn trung đỉnh, không biết phải nhớ thuật bao nhiêu nội dung, nếu như phiên dịch thành hiện đại văn tự lời nói, nói ít cũng nên có hơn 10 ngàn chữ nội dung. Văn tự học chuyên gia đã từng một trận nhận định, có theo nhưng cha văn trung đỉnh, chỉ có mấy trăm chữ. Đương nhiên, Tiêu Phàm biết bọn hắn sai, bởi vì vô cực thuật tàng trong điển tịch ghi chép văn trung bình, liền xa xa không chỉ mấy trăm chữ. Chỉ bất quá Tiêu Phàm bản thân cũng không phải là văn tự học nhà. Cho nên mới không có tại truyền thông công khai phát đồng hồ, đi nện người ta bát cơm. Vẹn vẹn chỉ liếc mấy cái, Tiêu Phàm song nghi liền bỗng nhiên dương lên. Trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, càng về sau, chấn kinh chi sắc càng dày đặc cùng tiêu phàm ánh mắt sốt cục đảo qua trên quyển trục cái cuối cùng văn trung đỉnh lúc, cả người liền ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hoàn toàn sửng sốt, trên chán, lại là vô luận như thế nào đều khó mà ức chế vẻ mừng như điên. Tiêu phàm, đây là cái gì? Cơ khinh xa ở một bên nhẹ giọng hỏi. Đối với văn trung đỉnh, nàng mặc dù cũng nhận biết một chút, nhưng không có qua cái gì nghiên cứu. Như thế một trường thiên văn tự, muốn hoàn toàn hiểu rõ, trong lúc nhất thời căn bản là làm không được. Nhưng là nhìn Tiêu Phàm thần sắc, Cơ Khinh Sa cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là có cực kỳ trọng đại phát hiện. Thiên Nhân Tướng, chốc lát, Tiêu Phàm mới thì thào nói, giống như là trả lời Cơ Khinh Sa đặt câu hỏi, lại giống là tại cực độ trong lúc khiếp sợ lẩm bẩm. Cái gì? Cơ Khinh Sa cũng sửng sốt, nàng mặc dù không phải vô cực môn đệ tử, nhưng cũng biết Thiên Nhân Tướng tại vô cực truyền người suy nghĩ bên trong ý vị như thế nào. Nhất là trải qua Càn Khôn đỉnh bên trong tu di không gian về sau, tiêu phàm càng là minh bạch thiên nhân tướng tầm quan trọng. Thiên nhân tướng, vô cực môn phi thăng ba pha điểm xuất phát. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bước vào thiên nhân cảnh, chẳng khác nào đạp lên vĩnh sinh đại đạo, nó cảnh giới cùng vô cực môn cái khác ý tưởng là hoàn toàn khác biệt, có thể nói là cách biệt một trời. Hơn một ngàn năm đến, vô cực môn lịch đại tổ sư, lịch đại cao nhân, đều tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy thất lạc phi thăng ba pha, chờ mong cùng tiền bối tổ sư đồng dạng, đạp lên con đường trường sinh. Chỉ tiếc, không có một cái thành công, rốt cuộc không nghĩ tới, tiêu phàm hôm nay ở đây tìm được thiên nhân tướng. Đây, đây là thật sao? Tiêu phàm, người xác định, chố mắt thật lâu, cơ khinh xa mới một phát bắt được tiêu phàm cánh tay, cuồng hỉ kêu lên. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, tiêu phàm đã từng nói, nhất định sẽ cùng nàng chia sẻ con đường trường sinh. Thật, đây là thiên nhân tướng Nguyên Văn, chính là, còn thiếu tu luyện pháp tướng. Tiêu phàm liên tục gật đầu, cũng kích động không thôi. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Đại thượng sư, ngươi làm cái gì? Tiêu chân nhân, cẩn thận. Đan tăng đa cắt bọn người, bỗng nhiên nhao nhao hét lớn, thanh âm hoảng loạn. Đồng thời nương theo lấy vụt vụt thanh âm, đan tăng đa cắt rút đao ra khỏi vỏ. Cùng tiêu phàm giật mình khác thường, là các đại thượng sư thật dài gỗ chắc quải trượt, đã đâm đến tiêu phàm sau lưng, thế tới nhanh chóng vô so, nhanh như thiểm điện, ép căn bản không hề bất kỳ dự cảnh nào thời gian. Phải nói, là các đại thượng sư lựa chọn cái này đánh lén thời gian, thực tế là quá xảo trá. Tiêu phàm hoàn toàn đắm chìm trong vừa mới phát hiện thiên nhân tướng trong vui sướng, đối với ngoại giới ép căn bản không hề mảy may phòng bị. Ngàn năm thuyết yêu đã diệt sát, còn sẽ có cái gì địch nhân đâu. Rốt cuộc không nghĩ tới, biến khởi thiết cận ở giữa. Đan tăng đa các đám người gọi lời còn chưa dứt, phụt một tiếng, gỗ chắc quải trượng mũi nhọn bắn ra một đoạn sáng như tuyết lưỡi đao, lưu quang uyển chuyển, hàn khí bức người. Dù là tiêu phàm thần công cái thế, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ tới kịp giống cá bơi đồng dạng xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Người ở bên ngoài xem ra, thời khắc này tiêu phàm, thân thể bỗng nhiên vặn vẹo thành một cái hoàn toàn không tưởng được góc độ, liền xem như chuyên nghiệp tạp kỹ diễn viên, tại không tá trợ một loại nào đó quán tính chi lực tình hình dưới, cũng rất khó đem thân thể vặn vẹo thành dạng này hình dạng suy tiêu phàm tuyết trắng đường trang dưới xương sườn tràn ra một sợi vết máu. Sau một khắc, tiêu phàm thúc hạ phát lực, một tay ôm cơ khinh sa non mềm eo nhỏ, phía bên trái bên cạnh bay đi. Đan tăng đa cát cùng cam pot giống giận, vung vẩy trường đao cùng dìu, mãnh nhào lên. Biến hóa thực tế quá nhanh, đan châu lại được vừa chỉ tới kịp từ trên lưng gỡ xuống trường cung, thậm chí ngay cả vũ tiến đều còn không có thời gian đi rút ra. Cứ việc đan tăng đa cát sư huynh đệ ba người đều là cao nguyên người, Lạc Cát Đại Thượng Sư là cao nguyên nhất được người tôn kính ẩn sĩ, thần thoại tồn tại. Nhưng trong lúc này, ba người lại không hẹn mà cùng đứng tại tiêu phàm một bên. Một phương diện, là các Đại Thượng Sư phía sau đánh lén quá mức vô sỉ, hoàn toàn không giống như là hữu đạo cao tăng sở tác sở vi, để ba người đại sinh khinh bỉ chi tâm. Một phương diện khác, tiêu phàm là đan tăng đa cát cam bốt đám người ân nhân cứu mạc, là toàn bộ nhiều ba bộ lạc ân nhân cứu mạc, trong lúc nguy cấp, những này thật thả cao nguyên hán tử, tự nhiên biết nên chọn như thế nào chọn. Nhân sinh của bọn hắn tín điều tương đương đơn giản ai tổn thương bằng hữu của ta, ta liền liều mạng với người đó. Các ngươi những này sâu kiến, hiển nhiên đan tăng đa cát cùng cam cốt sông lên, là các đại thượng sư khóe miệng hiện lên một tia nụ cười chế nhạo, khinh thường nói. Hai tay nắm ở thủ trưởng, không tránh không né, ở trước mặt nghinh kích mà lên. Trong chốc lát, trong sơn động vang lên giày đặc thanh thúy binh khí giao kích thanh âm là các đại thượng sư hoàn toàn không giống như là già nua chi niên lão nhân, hai tay vung vẩy quải trượng, tựa như dài súng, phong thanh uy vũ, kiểu như du long, thế đi biết bao mờ mịt, lấy công đối công, vậy mà trong khoảnh khắc liền đại chiếm thượng phong, đem đan tăng đa cắt cùng cam pot hai vị cao thủ hoàn toàn chấn áp hạ phong, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Đan châu sớm đã kéo ra trường cung, nhận bên trên vô tiến, lại chậm chạp không dám ra tay. Đối diện ba người đã giết làm một đoàn, hắn tiến thuật lại cao, cũng rất khó tại dạng này hỗn chiến bên trong hoàn toàn đem nắm tốt, không ngộ thương người một nhà. Tiêu phàm, người thế nào? Sơn động một bên, cơ khinh xa viện tiêu phàm, khẩn cấp hỏi, kiều mị khắp khuôn mặt là lo nghĩ chỉ ý. Không sao, bị thương ngoài ra, không phải là yếu hại bộ vị. Tiêu phàm lắc đầu, tay phải ngón giữa và ngón trỏ liên tục rung động, đã phong bế vết thương chung quanh huyệt đạo, cầm máu lưu, hai mắt gắt gao tiếp cận đang cùng đan tăng đa cát bọn người giết cùng một chỗ là cát đại thượng sư. Lão hòa thượng này có vấn đề, hắn ngay từ đầu liền dắp tâm bất lương. Cơ khinh xa cũng nhìn qua, trong đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa, cắn hàm răng nói. Chỉ sợ là dạng này, xem chừng hắn liền là muốn mượn chúng ta chi thủ, diệt sát đầu kia tuyết yêu, nhìn xem có thể hay không tại cái này trong huyệt động tìm tới thứ gì. Một người xuất ra, như vậy lớn niên kỷ, thế mà còn là như thế âm hiểm độc ác tiêu phàm sau mi cao lại, nói, tựa hồ có chút không đại lý giải. Là các đại thượng sư sở tác sở vi, thực tế là để tiêu phàm rất là ngoài ý muốn. Gần trăm tuổi cao tuổi lão nhân, hay là tuyết vực cao nguyên nổi tiếng nhất người tu hành, ẩn sĩ lãnh tụ, theo lý thuyết thế gian này hết thảy đều hẳn là đã sớm nhìn thấu. Làm sao lại làm ra dạng này khiến người khinh thường hành vi đến? Kỳ thật hắn không làm như vậy, lấy tiêu phàm tính cách, ở đây tìm tới tất cả mọi thứ, đều sẽ nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Dù sao diệt sát tuyệt yêu, hắn cũng có tác dụng rất lớn, thu hoạch được nhất định thù lao, chính là đương nhiên. Chớ đừng nói chi là vô cực môn nguyên bản là hải nạp bách xuyên lòng dạ. Bất quá người chính là như vậy, luôn luôn sẽ suy bụng ta ra bụng người. Mình là hạng người gì, trong mắt hắn, tất cả những người khác đều là không khác mình là mấy. Là các đại thượng sư đã nhà mình đánh lấy giết người đoạt bảo chủ ý, lại sao có thể có thể tin tưởng, Tiêu Phàm sẽ cùng hắn cùng hưởng nơi này chỗ tốt. Chương 608: Kim Sí Đại Bằng Vương chuyển thế kim thân. Tiêu Phàm bên này vừa mới xử lý xong miệng vết thương của mình, bên kia chính là a kêu to một tiếng, cam cốt đảo bổ nhào ngã văng ra ngoài, song tay thật chặt che ít hầu, máu tươi giò rỉ chảy ra tới. Lại nhưng đã bị lưỡi dao làm bị thương cái cổ, thụ chí mạng trọng thương. Cam cốt, đan tăng đa cát kêu to, lại ngay cả quay đầu đi nhìn một chút sư giật đều không có, chỉ có thể đem trường đao múa thành một đoàn đen nhánh màn sáng, đem toàn thân mình trên dưới đều gắt gao giữ vững. Trên thực tế, đan tăng đa cắt cùng cam bốt liên thủ, ở thế tục giới võ thuật, đã là cực kỳ hiếm thấy trận thế, cao thủ mạnh hơn nữa, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn đánh bại. Mấu chốt là binh khí không tiện tay, đan tăng đa cắt từ làm đoàn đao cải thành làm trường đao, còn thì thôi, cam bốt từ dùng đao cải thành sử dụng diều, thực tế là không quen, mười thành công phu, có thể phát huy ra năm thành cũng rất không tệ. Mà lại, là các đại thượng sư thực tế cường hãn đến quá mức, chi kia gỗ chắc quải trượng trong tay hắn, phiêu hốt vạn đoan, khó mà nắm lấy. Suy đan châu vô tiến rốt cuộc đối diện bắn thẳng đến mà tới. Hiển nhiên đan tăng đa cát cũng ngăn cản không được bao lâu, đan châu rốt cuộc do dự không được. Mặc kệ 3721, bắn trước lại nói. Là các đại thượng sư đối đối diện phóng tới vô tiến nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ ở vũ tiến bắn tới trước mặt lúc thoảng qua lệch ra đầu vũ tiến liền sát lỗ tai của hắn bay đi trên tay đối đan tăng đa cát áp lực lại là không chút nào giảm Sạc tựa như như cầu vồng một thanh đen nhánh trường đao phóng lên tận trời đan tăng đa cát rên lên một tiếng sắc mặt tái xanh cổ tay phải máu me đầm đìa trong tay đã giống tuyết, không thể không phi tốc lui về sau đi người cái này sâu kiến chịu chết đi là các đại thượng sư không dung tình chút nào trong mắt lóng lánh lãnh khốc hàn mang trong tay dài mũi thương lưỡi đao lập lè. Thẳng hướng đan tăng đa cắt ngực đâm tới, như là hong khô quyết ra đồng dạng mặt mo, vặn vẹo thành một loại cực kỳ lạnh lẽo cực kỳ âm độc hình dạng. Cái kia ổn trọng đoan chính, từ bi có đạo cao tăng, sớm đã không thấy bóng dáng. Xoạt 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 đúng lúc này, là các đại thượng sư sau lưng một trận nhỏ xíu tiếng xé gió liên tục vang lên. Là các đại thượng sư trong lòng biết không ổn, không lo được lại truy sát đan tăng đa cát, thân thể uốn éo liền quay lại chỉ thấy ba cái liễu diệp phi đao xếp thành xếp theo hình tam giác trực chỉ trước ngực của mình bóng người bên cạnh lóe lên làn gió thơm phun trào trước mắt trào ảnh trùng điệp cơ khinh sa che mặt hàn mang từ một bên giết tới thiên thủ quan âm thiên biến tay biến hóa vạn đoan là các đại thượng sư đối trước mắt phi đao nhìn như không thấy hoàn toàn bỏ mặc vùng vẩy gỗ chắc quải trượng hóa thành dài súng thẳng tắp hướng cơ khinh sa đâm tới đối cơ khinh sa thiên biến tay cũng là hờ hứng chọn lựa vậy mà là lưỡng bại câu thương lối đánh liều mạng liền trước mắt loại tình hình này đến nói là các đại thượng sư xa xa không đến sơn cùng thủy tận thời điểm bây giờ không có liều mạng như vậy tất yếu nhưng mà loại này không hề có đạo lý đấu pháp lão hòa thượng hết lần này tới lần khác liền làm ra cơ khinh xa hoàn toàn ý không ngờ được chiêu số xử đến một nửa liền không thể không khẩn cấp biến chiêu từ công mà thủ vung vẩy tiêm tiêm tố thủ hướng về là các đại thượng sư dài súng một chảo mà đi trong tay trầm xuống, vậy mà một thanh liền tóm lấy gỗ chắc quải trượng. Cùng lúc đó, suy 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 ba tiếng nhẹ vang lên, ba cái liễu diệp phi đao như mưa to đánh chúng là cát đại thượng sư ngực. Lão hòa thượng toàn thân chấn động, phảng phất đụng phải thiên quân trọng kích, còm nhom thân thể bị liễu diệp phi đao bên trên bám vào cự lực đánh chúng đằng không mà lên, xa xa bay ra ngoài. Mặc dù chỉ là ba cái nho nhỏ liễu diệp phi đao, lại ẩn chứa tiêu phàm toàn thân kinh lực, đừng bảo là gầy đến ra bọc xương chín mười mấy tuổi lão hòa thượng liền xem như ngàn năm tuyết yêu như thế quái vật khổng lồ bị đinh bên trên cũng là máu tươi tại chỗ to lớn lực trùng kích thậm chí liền níu ở lão hòa thượng quải trượng cơ khinh xa đều kém chút bị mang phải bay lên không thể không lập tức buông ra quải trượng phanh một tiếng lão hòa thượng gầy tiểu nhân thân thể trùng điệp đâm vào trên vách núi đá một ngụm máu tươi lập tức phun tới chậm rãi ngã xuống đất màu đỏ sậm đao mang lóe lên viêm linh chi nhận nổi lên tiêu phàm tay cầm chuôi đao chậm rãi đi tới vẫn như cú mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Mặc dù lão hòa thượng bên trong ba cái phi đao, khẳng định không có sức tái chiến, sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi thân thể. Nhưng tất cả những thứ này, đều rất không hợp với lẽ thường, tiêu phàm không thể không chú ý cẩn thận một chút. Theo lý, là các đại thượng sư coi như cuối cùng không địch lại bọn hắn liên thủ, tổng cũng có thể nghĩ cách chạy trốn. Tại xa xa chưa từng phân ra thắng bại thời điểm, bỗng nhiên đối với hắn phi đao không tránh không né, quả thực so như tự sát nếu như hắn trước kia liền muốn tự sát, cần gì phải đánh lén tiêu phàm, sát thương cam bốt cùng đan tăng đa cát. Giải thích không thông, sự vật khác thường vì cái gì, cho nên tiêu phàm không chút do dự đem viêm linh chi nhận lấy ra. Cứ việc vừa mới diệt sát ngàn năm tuyết yêu thời điểm, đã sử dụng qua một lần viêm linh chi nhận, tiêu phàm thể nội pháp lực tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn như vậy, muốn lần thứ hai vận dụng viêm linh chi nhận, thực tế quá mức miễn cưỡng, viêm linh chi nhận uy lực chân chính, cũng hoàn toàn không phát huy ra. Nhưng trong lúc này, không phải do tiêu phàm lo lắng quá nhiều. Đối mặt giải thích không thông địch nhân, nửa phân may mắn tâm lý cũng không thể có. Nếu quả thật cần thiết, tiêu phàm liền sẽ lập tức lần nữa sử dụng viêm linh chi nhận, cho dù là nguyên khí trọng thương cũng không lo được. Chậm rãi đi đến lão hòa thượng trước người mấy bước bên ngoài, đứng vững thân thể, tiêu phàm chậm rãi hỏi, đại thượng sư, vì cái gì? ba cái liễu diệp phi đao tại lão hòa thượng giữa ngực bụng mở ba cái lỗ lớn máu tươi giò dỉ tuôn ra hiện ra khóe miệng cũng tuôn ra một cỗ máu tươi là cát lão hòa thượng tình hình nhìn qua cực kỳ dọa người mặc dù đã thoi thóp lão hòa thượng khóe miệng lại hiện lên một tia tươi cười đắc ý nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường chi ý tiêu chân nhân cảm ơn ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy là cát đại thượng sư khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra thanh âm yếu ớt đọc nhấn rõ từng chữ lại rõ ràng vô so. Ta thật không nghĩ tới kim sĩ đại bằng vương sẽ đem hắn chuyển thế kim thân động phủ, an bài ở đây. Nếu như là ta đến tìm, tiếp qua 100 năm cũng tìm không thấy. Gia hỏa này quá giảo hoạt, thế mà để hắn chuyển thế kim thân học tập vô cực môn phương pháp tu luyện. Xem ra hắn là muốn mở ra lối riêng, ha ha, chỉ sợ hắn lại cũng không nghĩ ra, chuyển thế về sau, thiên địa kịch biến, cái địa phương quỷ quái này căn bản liền không thích hợp nữa tu luyện, một phen khổ tâm, tất cả đều uổng phí, ha ha ha. Lạc cát cười ha hả từ một cái sắp chết lão nhân miệng bên trong, phát ra dạng này vang dội cười lớn một tiếng, trong lúc nhất thời, ngay cả ngay tại luống cuốn tay chân muốn cho cam bốt cầm máu đan tăng đa cắt cùng đan châu, cũng nhịn không được quay đầu đến xem. Hai trong mắt người đều phun ra lửa giận, hận không thể lập tức cho lạc cát lão hòa thượng bổ thêm một đao, tiến hắn đi Tây Thiên. Kim sĩ đại bằng vương, tiêu phàm song nghi cao lại, hỏi, hắc hắc, tiêu chân nhân, người đây liền không hiểu. Những này sâu kiến cung phụng vị kia khai phái thủy tổ tông già đại sư, nhưng thật ra là kim sĩ đại bằng vương chuyển thế kim thân. Ta cùng hắn là trời sinh đối đầu, hắn đối ta trăm phương ngàn kế phòng bị, quyết không để ta tìm tới tông già tu luyện động phủ. Lần này toàn bộ nhờ ngươi, ha ha, tạ ơn a, à, tiêu chân nhân. Là các đại thượng sư tràn đầy vẻ đắc ý, mảy may cũng không để ý vừa đến mình sắp chết thương thế. Cơ khinh xa nhịn không được châm chọc nói đại thượng sư liền xem như dạng này người bây giờ cái dạng này còn có thể như thế nào chẳng lẽ người còn có thể khởi tử hồi sinh vô luận cái này trong động phủ có đồ vật gì cùng một người chết có quan hệ gì Đúng vậy a à, cho nên ta càng thêm muốn cảm tạ các người a à, nhân loại các người cỗ này thể xác thực tế chẳng ra sao cả là các cái này tiểu hòa thượng đã coi như là phi thường kiệt xuất có thể xưng nhân loại các người bất thế ra thiên tài dù coi như như thế, cỗ này thể xác hay là hạn chế quá nhiều, ta chân chính năng lực, ngay cả ba thành đều không phát huy ra được. Hiện tại, ta rốt cục có thể giải thoát, rốt cục có thể vứt bỏ cái này vướng víu, hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút. Ha ha, ha ha ha, là các đại thượng sư càng thêm ẩm ý cuồng tiếu, âm thanh chấn động phủ. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa liếc mắt nhìn nhau, đều đều hơi biến sắc. Cứ việc là các đại thượng sư lời này nghe cực kỳ cổ quái, bọn hắn lại vẫn mơ hồ đoán được một chút đoan nghê, giống như bọn hắn trước mắt người này cũng không phải thật sự là lạc cát đại thượng sư, hoặc là nói, vẻn vẹn chỉ là lạc cát đại thượng sư một bộ thể xác, chiếm cứ lấy cỗ này thể xác, một người khác hoàn toàn. Hẳn là một cái rất già rất già gia hỏa, ít nhất già dặn có thể cùng cao nguyên Phật giáo khai phái tổ sư tông già đại sư đánh đồng, thậm chí càng tại tông già đại sư trước đó. Bởi vì, hắn nâng lên một người khác kim xí đại bằng vương. Trong truyền thuyết kim sĩ sí đại bằng vương có hai cái, cái thứ nhất là Phật tổ thích ca mâu ni lão nương cậu, chúng chim chi vương phượng hoàng nhi tử, khổng tước đệ đệ, cường hãn vô địch, chỉ có thả tôn có thể thu phục, cái thứ hai thì là Phật giáo thiên long bát bộ một trong, giả la lâu vương, vì Ấn Độ giáo chủ thần thì ẩm ướt nô tỏa kỵ. Vô luận cái nào truyền thuyết, kim sĩ sí đại bằng đều là loài chim thủy tổ thần chi một, gần với phượng hoàng, cùng khổng tước đặt song song. Truyền thuyết chi cửu viễn không cùng luân so, mà lại sức chiến đấu cực mạnh, lấy cự long làm thức ăn, hung hãn vô so. Lạc Cát nói: Kim Sĩ Đại Bằng Vương chưa từng ngờ tới, hắn chuyển thế kim thân xuất thế thời điểm, thiên địa kịch biến, trung thổ thế giới đã kinh biến đến mức không thích hợp nữa tu luyện. Nói cách khác, phụ thể là Cát cái này yêu vật rất có thể biết thiên địa kịch biến trước đó trung thổ thế giới là cái bộ dáng gì. Nếu như như vậy, hắn rất có thể cùng ngàn năm tuyết yêu đồng dạng, là hơn một ngàn năm trước ẩn nấp xuống tới cái đám kia yêu vật bởi vì trung thổ thế giới thiên địa linh khí dần dần khôi phục, dần dần trở nên thích hợp tu luyện, những yêu vật này cũng liền bắt đầu hồi tỉnh lại. Lời giải thích này mặc dù trong lúc nhất thời, rất khó để người tiếp nhận, nhưng cũng là duy nhất giải thích hợp lý. Cuối cùng, tiêu chân nhân, ta còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi vì ta cung cấp một bộ càng tốt hơn, càng trẻ tuổi thể xác. Lạc các tiểu hòa thượng mặc dù cũng là bất thế gia thiên tài, nhưng là cùng ngươi tướng so, còn là kém xa tít tắp. Ngươi là ta thấy qua, thiên phú tốt nhất người tu chân. Đáng tiếc sinh ở cái mà thế này, nếu không, người tuyệt đối có cơ hội chứng lấy vĩnh sinh đại đạo. Bất quá không quan hệ, ta sẽ giúp người hoàn thành nguyện vọng này. Chúng ta hợp hai là một, người chính là ta ta chính là ngươi, rốt cuộc không phân khác biệt. Ta tin tưởng, ta gió người thơ thiên phú tăng thêm các ngươi vô cực môn truyền thừa, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, sau so kim sĩ sí đại bằng vương chuyển thế kim thân càng thêm uy phong, ngồi thụ chúng sinh cúng bái, vĩnh hưởng hương hỏa huyết thực ha ha ha. Chương 609, phong độn thuật. Tiếng cười càng thêm vang dội, chấn động đến sơn động ầm ầm vang lên, bất quá rất nhanh liền thấp chìm xuống, cùng lúc đó, tựa ở trên vách núi đá là các đại thượng sư thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô quát xuống dưới, phảng phất nháy mắt bị rút đi hồn phách, tất cả tinh huyết cũng bị hấp thụ phải sạch sẽ, lại không một chút âm thanh. Đáng thương vị này đại tuyết sơn nổi danh ẩn sĩ cao tăng, không biết bị cái gì cổ quái yêu vật phụ thể, cướp đoạt thể xác, như vậy thảm chết ở chỗ này. Trong lúc này, tiêu phàm không lo được đi ai nếu là các đại thượng sư bất hạnh, lập tức người nhẹ nhàng lui lại, trong tay trừ số cái phù lục, bờ môi nhấp quá chặt chẽ, như lâm đại địch. Loại này có thể phụ thể yêu vật, tiêu phàm cũng không phải là chưa thấy qua, rất nhiều quỷ quái đều có loại này bản sự. Nhưng mà, tiêu phàm dĩ vãng chỗ thấy qua chỗ có quỷ quái, cùng trước mắt cái này tự xưng gió ngây thơ ra hỏa, có bản chất khác nhau những quỷ quái kia phụ thể về sau, rất nhanh liền sẽ lộ ra sơ hở. Bị phụ thể người, điên điên khùng khùng, làm việc cổ quái, không có kết cấu gì có thể nói. Mà cái này gió ngây thơ phụ thể là các đại thượng sư, lại cơ hồ không có nửa phân sơ hở, làm người làm việc, một như người thường, thậm chí nhiễm nhiên hữu đạo cao tăng, thủ đại chúng kính ngưỡng, ngay cả thủ lĩnh đại hòa thượng đều ở trước mặt hắn chấp đệ tử lễ. Trước đó, tiêu phàm cũng không có thể phát giác cái gì không ổn, ngay cả huyền vũ giáp đều không có ở trên người hắn cảm ứng được yêu khí. Phụ thể về sau lạc các đại thượng sư, hòa phong ngây thơ hoàn toàn liền là cùng một người, không phân khác biệt. Đây tuyệt đối là một loại không giống bình thường phụ thể chi thuật, cùng tiêu phàm dĩ vãng biết bất luận cái gì yêu ma phụ thể đều có khác biệt to lớn. Nhưng cái này còn không phải tiêu phàm giờ phút này lo lắng nhất, tiêu phàm dưới mắt lo lắng nhất chính là, đã cái này yêu ma phụ thể về sau thần kỳ như thế, chỉ sợ phụ thể chi thuật cũng vượt xa yêu vật, khiến người ta khó mà phòng bị. Tiêu phàm một tay chụp lấy số cái phù lục, tay trái vừa lật, tuyết trắng huyền vũ giáp nổi lên, hùng hậu pháp lực lập tức cuồn cuộn rót vào huyền vũ giáp bên trong, màu trắng thượng cổ mai rùa mặt ngoài. Lấp lánh lên một tầng ánh sáng dịu dịu. A, à, thượng cổ huyền vũ thần quy khí tức, tiêu phàm còn không tới kịp cùng huyền vũ giáp câu thông, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái hơi có vẻ ngạc nhiên thanh âm, nghe vào. Cùng vừa rồi là các đại thượng sư khẩu âm là giống nhau như đúc vậy mà là cái kia gió ngây thơ không biết lúc nào hắn đã đến tiêu phàm bên người tiêu phàm đối này hay là hoàn toàn không biết gì nhưng là sau một khắc tiêu phàm tay phải một dương hai cái phủ lục bắn ra đón gió thiêu đốt tại không trung hóa thành hai cái tiên diễm màu đỏ hỗn độn đồ hướng về gió ngây thơ lên tiếng địa phương bay đi chỉ kiến không vô một vật hư giữa không trung bỗng nhiên dần hiện ra một cái bóng đen ngũ quan có nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt bên trong tràn đầy ý trào phúng thân thể tựa hồ có thường nhân lớn nhỏ, lại vặn vẹo thành một loại kỳ quái hình dạng, nhìn qua. Cả người đều là bằng phẳng, như là một cỗ xương mù màu đen, tung bay theo gió. Tại màu đỏ hỗn độn đồ bao phủ xuống trước đó, bóng đen một trận gợn nước ba động, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, màu đỏ hỗn độn đồ một chút vồ hụt, tại không trung chấp động mấy lần. Liền là uy năng hao hết, tan biến tại vô hình. Tiêu phàm lập tức thả ra thần niệm chi lực, cùng huyền vũ giáp câu thông, lại không có bất kỳ cái gì dị thường cảm ứng. Tại cái này yêu vật trước mặt, huyền vũ giáp vậy mà mất linh. Vô dụng, trong hư vô, lại truyền tới gió ngây thơ hì hì tiếng cười. Ta biết, thượng cổ huyền vũ thần quy, là các người những này xem bói tu sĩ nhất tôn sùng thần thánh chi vật, dùng huyền vũ thần quy mai rùa đến xem bói suy luận, ứng nghiệm như thần. Thế nhưng là, ta bản thân liền là trong gió chi linh. Theo gió che đậy hình là ta bản mệnh thần thông. Huyền vũ thần quy mai rùa lại thần kỳ, cũng là không phát hiện được. Tiêu chân nhân, người hay là không nên uổng phí khí lực. Ngoan ngoãn buông ra thần thức, cùng ta hợp làm một thể. Lấy thiên phú của ta thần thông tăng thêm các người vô cực môn con đường tu luyện, ta tin tưởng, không bao lâu, chúng ta liền có thể tung hoành toàn bộ trung thổ thế giới, không người là đối thủ của chúng ta. Chúng ta có thể thành lập chúng ta vương quốc của mình, thành lập chúng ta truyền thừa của mình đạo thống, để mảnh thế giới này vĩnh viễn thành cho chúng ta độc bá địa bàn thiên thu mười ngàn năm nhất thống càn khôn chẳng lẽ dạng này tiền cảnh còn chưa đủ hấp dẫn người a à? tiêu chân nhân gió ngây thơ hào không hấp tấp xem thường thì thầm cực điểm dụ hoặc sở trường tiêu phàm cười lạnh một tiếng nói người nếu là thượng cổ yêu ma kia liền hẳn phải biết vô cực môn truyền thừa tôn chỉ phàm vô cực đệ tử cùng yêu ma quỷ quái thể bất lưỡng lập thật sao tiêu chân nhân người sai vô cực môn đi ra phản đồ, mà lại không chỉ đi ra một vị. Ta cùng các ngươi vô cực môn lại không phải lần đầu liên hệ. Những người kia, coi như đều là người tổ sư đi. Tiêu phàm, người nhất định phải biết, trên thế giới này, không có cái gì là không thể trao đổi. Mấu chốt liền nhìn ngươi mở ra điều kiện có thích hợp hay không. Ta cam đoan với ngươi, ta cùng ngươi hợp thể về sau, ta không thôn vệ linh hồn của ngươi, chúng ta lẫn nhau dung hợp, không phân chủ thứ. Ngươi bây giờ ký ức, đều có thể hoàn chỉnh bảo trì. Hợp thể về sau, người vẫn là ngươi hay là vô cực môn nơi đó trưởng giáo chân nhân. Người chỉ là chống giống thêm gia ta năng lực, chỉ cần thêm chút luyện tập, người liền có thể giống ta hiện tại đồng dạng, hoàn toàn trưởng khống phong chi linh lực, cùng phong linh hòa làm một thể. Ngẫm lại xem, có năng lực như vậy, tăng thêm các ngươi vô cực môn truyền thừa, trên thế giới này, còn có thể là ai là đối thủ của ngươi. Ngươi lập tức liền có thể lấy vô địch thiên hạ, Ví dụ hoặc tiêu phàm, cái này trong gió yêu linh thậm chí chúng ta đều không nói, trực tiếp nói rất đúng ngươi, tựa hồ phụ thể về sau, là tiêu phàm nuốt hắn, mà không phải hắn thôn vệ hết tiêu phàm linh hồn, hắn là hoàn toàn kính dâng, hết thảy vì tiêu phàm suy nghĩ. Chỉ bất quá dạng này tiểu tiểu quỷ kế, lại chỗ nào có thể chân chính mị hoặc đến tiêu phàm. Vậy ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, trước mắt vị này là các đại thượng sư, là chuyện gì xảy ra? Tiêu phàm trong thanh âm, mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý. Tiêu phàm, ngươi rất cố chấp, xem ra, ta không cho ngươi một điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi là không biết tốt xấu. Gió ngây thơ thanh âm biến đổi, cười lạnh nói, yêu quái, đi chết đi, không đợi tiêu phàm đáp lại, Đan tăng đa cát đột nhiên đứng dậy, từ đan châu trong tay đoạt lấy cung tiến, liên châu tiến phát, siêu 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 ba tiếng, ba cái vũ tiến đầu đuôi tương liên, hướng về gió ngây thơ lên tiếng phương hướng, kích bắn đi. Cái cổ thụ thương cam pot nằm ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đã không có động tính. Đan tăng đa cắt đau lòng sư đệ cái chết, giận không kềm được. Nguyên bản không có vật gì hư giữa không chung, nhàn nhạt sương mù bỗng nhiên lên một trận gợn nước ba động, một đảo hắc ảnh lóe lên liền biến mất. Nhiều các thượng sư, cẩn thận, tiêu phàm kinh hãi, nhún người nhảy lên, hướng về đan tăng đa Cát bên kia bay đi, hai tay ngay cả dương, bốn, năm tấm phủ lục bay nhanh mà ra. Tại không trung hóa thành tiên diễm hỗn độn đồ, đem đan tăng đa cát cả người đều bao phủ tại hạ. A, à, đúng lúc này, một bên đan châu bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, song tay cầm thật chặt ít hầu. Mặt mũi tràn đầy hắc khí lượn lờ, hai mắt trắng dã, quỳ dạp xuống đất, toàn thân run rẩy, dần dần hướng một bên ngã hoạt, không ngừng run rẩy. Đan châu, đan tăng đa cát kêu to, sắc mặt thảm biến, nhanh, dựa vào vách tường, tiêu phàm hét lớn một tiếng, cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sậm viêm linh chi nhận nổi lên, hơi một quán chú pháp lực, hỏa linh chi binh lập tức lập lòe tỏa sáng, tiêu phàm một bên qua viêm linh chi nhận, tại trước người mình bày ra một đạo lưới lửa, một bên che chở cơ khinh xa cùng đan tăng đa cát. Cấp tốc thối lui đến sơn động một bên, tối thiểu nhất, tại vị trí này, gió ngây thơ không cách nào từ sau lưng tập kích bọn họ, cần phòng ngự phương hướng, giảm bớt một cái, tương đối mà nói, muốn tiết kiệm không ít pháp lực. Tiêu phàm mặc dù là quân tử khiêm tốn, kinh nghiệm tranh đấu với người lại là cực kỳ phong phú, trong khoảnh khắc, liền làm ra tình huống trước mắt dưới nhất quyết định chính xác. Dù là như thế, liên tiếp không ngừng mà vùng vẩy viêm linh chi nhận, bất quá một lát, tiêu phàm sắc mặt liền trở nên thương bạch khởi tới. Pháp lực tiêu hao quá lớn, chuôi này hỏa linh chi binh, cố nhiên uy lực cực lớn, lại hoàn toàn không phải hắn cảnh giới bây giờ có khả năng vận dụng tự nhiên, mỗi thúc đẩy một lần, đều muốn hao phí đại lượng pháp lực. Dưới mắt cứ việc không phải toàn lực thi triển, nhưng cũng quá sức, tốt một thanh viêm linh chi nhận, chật chật, tiêu chân nhân, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, trên thân đồ tốt còn thật không ít đâu. Nhưng là cứ như vậy, ta liền càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là ta thấy qua thích hợp nhất phụ thể đối tượng. Hư giữa không chung, lại vang lên gió ngây thơ vui cười thanh âm. suy một đóa kim hoa bỗng nhiên từ viêm linh chi nhận trong ánh đao bắn ra, lăng không bạo tạc, đầy trời kim phấn bay lả tả mà hạ. Chính là cơ khinh xa thừa dịp cái này yêu vật không sẵn sàng, bắn ra bạo liệt trùng. Hoa Mỹ Kim phấn thổi qua về sau, trong hư không hay là rỗng tuếch, cái gì đều không nhìn thấy. Cái này trong gió yêu linh, như chính hắn lời nói, có thể theo gió che đậy hình, phong độn thuật chính là hắn bản mệnh thần thông, đến tùy tâm sử dụng trình độ. Hi hi, bạo liệt trùng, thứ này sau khi luyện thành, rất lợi hại, là nam dương một mạch đại sát khí. Đáng tiếc vẫn là ấu trùng, liền lấy ra đến khoe khoang, không khỏi quá trò đùa, để người cười đến rụng răng. Tiểu cô nương về sau có cơ hội, ta giới thiệu kéo quấn lại bên trong cái kia lão quỷ cho ngươi biết, hắn luyện chế bạo liệt trùng, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá kia lão bất tử đồ vật, là cái sắc chung quỷ đói, người xinh đẹp như vậy tiểu cô nương bị hắn trông thấy, đại đại không ổn a. À. Cơ khinh xa biến sắc, kéo quấn lại bên trong, nghe cái này trong gió yêu linh nữ khí, trong truyền thuyết Nam Dương hàng đầu sư thủy tổ, lớn thiên vương kéo quấn lại bên trong, lại còn còn sống, đồng thời cùng hắn rất quen dáng vẻ xem ra tiêu phàm nói tới các nơi yêu ma nhao nhao thức tỉnh trung thổ thế giới sắp đại loạn tiên đoán thật muốn biến thành sự thật tiêu phàm sắc mặt càng ngày càng trắng hỏa linh thần binh bên trên hoa mỹ hào quang càng ngày càng là ảm đạm rốt cục biến mất không thấy gì nữa tiêu phàm dừng lại vung đao động tác hoành đao ngay ngực trong hai mắt lục mang lấp lóe thiên nhãn thần thông vận dụng đến cực hạn cực lực muốn đem gió ngây thơ từ hư giữa không trung tìm ra thiên nhãn trời mà thôi những này thần thông nguyên bản chính là các loại ẩn nặc thuật cùng độn thuật khắc tinh, chỉ tiếc, tiêu phàm thiên nhãn thần thông vừa mới nhập môn, đối mặt lại là một cái ngàn năm lão yêu. Phòng độn thuật xuất thần nhập hóa, song phương căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Bỗng nhiên, tiêu phàm phát giác được một tia đặc biệt dị dạng, như có như không, thậm chí đều phân biệt không ra, kia rốt cuộc là chân chính dị dạng hay là ảo giác của mình, tiêu phàm hay là bỗng nhiên vung lên ở trong tay viêm linh chi nhận. Chỉ là vẫn chậm một bước, chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa đau xót, một đạo vết máu nổi lên, nếu không phải hắn vô ý thức vùng bỗng nhúc nhích viêm linh chi nhật, cái này một lần đánh lén, chỉ sợ cũng xa không chỉ hiển hiện một đạo vết máu đơn giản như vậy. Tiểu tử, tính ngươi cơ cảnh, cũng không biết, ngươi lần sau còn có hay không vận khí tốt như vậy. Hư giữa không chung, vang lên lần nữa gió ngây thơ đắc ý chế diễu thanh âm. chương 610, ngàn năm tuyết liên. Tiêu phàm, tiếp tục như vậy không được, nhìn xem tiêu phàm trên cánh tay trái lần nữa thêm ra một đạo vết máu, cùng hắn càng ngày càng là sắc mặt tái nhợt, cơ khinh xa nhịn không được mở miệng nói ra. Đây đã là chỉ là một khắc đồng hồ bên trong, tiêu phàm gặp phải lần thứ hai tập kích, đồng thời tập kích đắc thủ. Mặc dù bởi vì tiêu phàm phản ứng nhanh nhẹn, đang tập kích gần người nháy mắt, hết sức né tránh một chút, như trước vẫn là cánh tay trái bị thương. Như là gió ngây thơ lời nói, lần này tránh thoát đi, chưa chắc lần sau còn có vận khí tốt như vậy. Tiêu phàm song mi nhíu chặt, thấp giọng nói, đi theo ta. Lưng tựa vách động, chậm rãi phía bên trái bên cạnh di động. Cơ khinh xa cùng đan tăng đa cắt liếc nhau, không biết tiêu phàm cái này là ý gì. Nếu như muốn đoạt cửa mà đi, tựa hồ không nên hướng cái phương hướng này, bên trái cách kia phiến mở ra quang môn càng xa. Chỉ bất quá tiêu phàm đã dạng này phân phó, hai người cũng liền không nói hai lời, đi theo. Đan tăng đa cắt không ngừng quơ trong tay đen nhánh trường đao, cơ khinh xa thì chụp lấy hai con bạo liệt trùng toàn bộ tinh thần đề phòng nghĩ chạy chỗ nào đâu hi hi vô dụng các ngươi tuyệt đối chạy không thoát hư giữa không trung gió ngây thơ khẽ cười nói tiêu phàm không để ý tới thân hình không ngừng từ từ đi tới bên trái một mặt dưới vách động nguyên bản không có cái gì dị dạng vách động bỗng nhiên sáng lên điểm điểm tinh quang liền cùng phía trước kia phiến quang cửa mở ra tình hình trước mắt đồng dạng tiểu tử muốn chạy Gió ngây thơ tự nhiên cũng phát hiện chỗ này vách động dị dạng, lập tức hét dầm lên, rất là tức giận. Chỗ này vách động thế mà còn ẩn giấu đi một cái quang môn, lại là không tưởng được. Gió ngây thơ tận mắt chứng kiến đến càn khôn đỉnh mở ra quang môn nhanh chóng, nhất là quan trọng chính là, không biết đạo ánh sáng này cửa lại thông hướng nơi nào. Mặc dù nơi này là đại tuyết sơn chỗ sâu, vẫn như cũ còn tại huyễn trong trận, nếu thật là chạy đến huyễn trận tầng tiếp theo, cũng là đại phiền toái. Vô luận như thế nào? muốn cản bọn họ lại đừng chạy rơi hư giữa không trung một trận mắt thường khó mà phát giác nhỏ bé ba động gió ngây thơ vô thanh vô tức tới gần quá khứ bỗng nhiên bên trong tiêu phàm hét lớn một tiếng viêm linh chi nhận nổi lên nháy mắt quang hoa tứ bắn liệt diễm bừng bừng một chiêu hỗn chiến bát phương đao quang hắc hắc hướng bốn phương tám hướng chém bay đi kít một tiếng cùng loại chuột thét lên nháy mắt vang vọng cả sơn động trong ánh đao một đạo mơ hồ bóng đen phóng lên tận trời cấp tốc hướng phương xa bay đi, chính là kia trong gió yêu linh, ý đồ đánh lén tiêu phàm thời điểm. Bị viêm linh chi nhận chém tới, lập tức thụ thương. Một đao chém bị thương gió ngây thơ, tiêu phàm không chút do dự, càn khôn đỉnh bắn ra, tại không trung quay tròn chuyển động, qua một tiếng, tiêu phàm một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành từng tia từng tia huyết vụ, nháy mắt liền bị càn khôn đỉnh hấp thu không còn một mảnh, sau một khắc, càn khôn đỉnh hào quang tỏa sáng, diễm lệ hỗn độn đồ tránh hiện ra trên vách động điểm sáng cũng quang hoa lấp lóe rất nhanh luyện thành một mảnh hình thành một mặt màn ánh sáng màu trắng cùng chữ màu đỏ hỗn độn đồ hỗn hợp lại cùng nhau vách động đâm đâm rung động một cái quang môn hiển hiện ra tiêu phàm rất rõ ràng vừa rồi một đao kia không phải đặc biệt nhằm vào gió ngây thơ chỉ là trùng hợp đụng phải gió ngây thơ thụ thương khả năng cũng không nặng lắm lưu cho hắn mở ra quang môn thời gian thực sự là có hạn cực kỳ không phải do hắn chậm rãi thôi động càn khôn đỉnh huống hồ nhiều lần vận dụng viêm linh chi nhận, tiêu phàm thể nội pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Không thể không vận dụng bản mệnh chân nguyên đến cưỡng ép thôi động bảo đỉnh. Đây hết thảy nói đến hết sức phức tạp, kỳ thật uyển như hành vân như nước chảy, liên tục không ngừng, một mạch mà thành. Gió ngây thơ bỗng nhiên thụ thương, dưới sự sợ hãi, tránh ra thật xa, đợi hắn lần nữa lấy lại tinh thần, trên vách núi đá quang môn đã hoàn toàn mở ra. Lẽ nào lại như vậy? Gió ngây thơ nổi giận thanh âm, ở trong hư không không ngừng tiếng vọng thân là ngàn năm lão yêu lại ở đây nhiều lần lọt vào người trẻ tuổi kia ám toán gió ngây thơ thực tế nộ khí trùng thiên bên kia toa đan tăng đa cắt cùng cơ khinh xa đã trước một bước tiến vào quang môn tiêu phàm đối mặt sơn động phiêu nhiên lui đi vào hai tay ngay cả dương hơn 10 cái phủ lục bắn ra hồng mang lập loè hóa vì một cái to lớn màu đỏ tươi hỗn độn đồ đem toàn bộ quang môn hoàn toàn phong bế hư điêu trùng tiểu kỹ gió ngây thơ một tiếng gầm thét trong sơn động dần dần nồng nặc lên băng vụ từng đợt ba động khoảnh khắc liền trở nên như là nộ hải cuồng đào từng lớp từng lớp hướng về phong bế quang môn cự đại hỗn độn đồ đánh tới oanh băng vụ sóng dữ bỗng nhiên đụng vào màu đỏ tươi hỗn độn đồ bên trên toàn bộ hỗn độn đồ án hung hăng lắc lư một cái quang mang lập tức trở nên ảm đạm mấy phân nhìn cái này tư thế rõ ràng trèo trống không được quá lâu dù sao phù lục chi lực kém xa tít tắp bản tôn trực tiếp xuất thủ có thể có một nửa uy lực, liền đã vô cùng ghê gớm. Dựa theo cảnh giới mà nói, chưa mở đầu tu luyện thiên nhân tướng tiêu phàm, tự nhiên không thể cùng ngàn năm lão yêu gió ngây thơ tướng so. Cứ việc gió ngây thơ cũng hẳn là vừa mới thức tỉnh chưa lâu, trước đó hoàn cảnh, cũng không thích hợp những này lão yêu tu luyện, mười thành công lực có thể phát huy ra một hai thành coi như rất không tệ, nhưng ngàn năm bản lĩnh còn tại đó, lại không phải tiêu phàm ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền có thể hoàn toàn san bằng cái tranh lệch này. Phá, gió ngây thơ lại là hét lớn một tiếng trong chốc lát trong sơn động cuồng phong gào thét ba đợt băng vụ sóng giữ hợp lại cùng nhau hung hăng đánh chúng màu đỏ hỗn độn đồ hỗn độn đồ khẽ run lên nguyên bản tiên diễm nhan sắc bỗng nhiên ảm đạm lập tức từng khúc vỡ tan mà ra tiêu tán thành vô hình lộ ra mở rộng quang môn gió ngây thơ đắc ý cuồng tiếu vài tiếng không chung ba động cùng một chỗ liền muốn theo gió hướng đem đi vào ầm ầm một tiếng nguyên bản mở rộng quang môn bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại, lập tức liền biến trở về vách núi, không khách khí chút nào đem gió ngây thơ cùng hắn thúc đẩy băng vụ ngăn tại bên ngoài. điểm sáng lấp lóe không thôi, phảng phất vô số mỉa mai ánh mắt, chính đang cười nhạo nhìn qua cái này ngàn năm lão yêu, các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta a? À. nằm mơ đi, hư giữa không trung truyền đến gió ngây thơ nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ngàn năm lão yêu tại bên ngoài nổi trận lôi đình tiến vào quang môn bên trong tiêu phàm cơ khinh xa đan tăng đa các tâm tình, cũng không thoải mái. Quang môn bên trong là một cái cũng không quá lớn không gian, ngoài dữ liệu chính là dưới chân vậy mà là một huề huề bờ ruộng, tựa hồ là một cái vườm ươm, không quá sớm đã hoang phế, bất kỳ cái gì đồ vật đều chưa từng lưu lại. Cơ khinh xa kinh ngạc hỏi, đây là địa phương nào? Tiêu phàm nhíu mày nói, hẳn là cái này động phủ ban đầu chủ nhân dùng để cắm loại dược liệu địa phương. Trong đạo gia điển tịch, dạng này ghi chép cũng không hiếm thấy. Đạo gia giảng cứu luyện đan chế dược, luyện đan đại sư mình trồng một chút hiếm thấy linh dược, chính là đương nhiên. Kia, nơi này hẳn không có những đường ra khác, tơ khinh xa lập tức liền nghĩ đến một cái 10 điểm vấn đề nghiêm trọng. Bình thường đến nói, vườn ươm dược viên đều là phụ thuộc không gian, cùng tu luyện động phủ liền cùng một chỗ, rất ít có đơn độc thông hướng ngoại giới con đường. Bọn hắn chẳng khác gì là bị vây ở cái này trong tiểu không gian, mặc dù nhất thời an toàn, lại không phải kế lâu dài kia ngàn năm lão yêu thủ tại bên ngoài bọn hắn chẳng lẽ còn có thể tại cái này hoang phế vườn thuốc bên trong đợi cả một đời không thành đói cũng chết đói mà huống hồ kiệp phiến quang môn hiện tại là khép lại lại cũng khó có thể cam đoan gió ngây thơ liền khẳng định không có cách nào phá giải cấm chế lần nữa mở ra quang môn cái này ngàn năm lão yêu mới vừa từ ngủ say bên trong thức tỉnh pháp lực chỉ có càng ngày càng mạnh như thế rông dài không kiên trì nổi nhất định là chính bọn hắn, tuyệt không phải gió ngây thơ. Tiêu phàm một bên đi lên phía trước, lục soát cả cái huyệt động tình huống, vừa nói cho dù có thông hướng ngoại giới con đường, chúng ta ra ngoài cũng không an toàn. Nơi này đã là đại tuyết sơn chỗ sâu, đừng nhìn trong sơn động 10 điểm bình tĩnh, vừa đi ra ngoài chính là băng thiên tuyết địa. Muốn về đến nhiều ba bộ lạc, chỉ ít còn muốn tại trong núi tuyết bôn ba hơn 10 ngày. Thời gian dài như vậy, đầy đủ gió ngây thơ tập kích bọn họ vô số lần chỉ cần có một lần phòng thủ không đúng chỗ, đối với bọn hắn đến nói, chính là tai họa ngập đầu. Cơ khinh xa song nghi nhào càng chặt hơn, ánh mắt lóe lên vẻ lo âu, liền trước mắt tình huống này mà nói, kỳ thật bọn hắn đã lâm vào ngõ cụt. Đánh không lại, cũng chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt khoanh tay chịu chết, tuyết liên hoa, bỗng nhiên, phía trước vang lên đan tăng đa cát thanh âm. Hắn là cái thứ nhất tiến vào ngọn núi nhỏ này độc, đoạt tại tiêu phàm cùng cơ khinh xa phía trước điều tra tình huống nơi này, bỗng nhiên kinh hô, tựa hồ có gì ghê gớm phát hiện. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa nghe vậy chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Trước mắt lập tức sáng lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái thô to băng trụ rất đột một lập trong động, cái này băng trụ ước chừng hai ôm phẩm chất, hơn một cái người cao, băng trụ đỉnh. Một đóa màu trắng tuyết liên hoa ngay tại nở rộ, vàng vàng nhụy hoa trong gió rét không ngừng rung động, một sợi sắc trời, từ đỉnh động bắn thẳng đến xuống tới, chính chính chiếu vào tuyết liên hoa trên ngụy hoa. Đóa này tuyết liên hoa trừng to bằng cái bát tô tiểu. Nhàn nhạt thanh hương lượn lờ tại bốn phía, khiến người vừa nghe phía dưới, liền là tâm thần thanh thản. Tiêu tiên sinh, đây chính là người muốn tìm tuyết liên hoa, như thế lớn tuyết liên hoa, dược hiệu chỉ ít tại 6-700 năm trở lên, thậm chí hơn ngàn năm cũng khó nói. Đàn tăng đa đà cắt cắt gao tiếp cận kia đóa nở rộ tuyết liên, thanh âm run lẩy bẩy nói, hết sức kích động. Mặc dù hắn là nhiều ba người hái thuốc xuất thân, khổng lồ như vậy tuyết liên hoa, cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tiêu phàm là y thuật mọi người, tinh thông dược lý, một chút liền có thể nhìn ra được, đan tăng đa cát phán đoán là chính xác, cái này gốc tuyết liên hoa, chỉ ít có 6-700 năm trở lên dược tính. Dựa theo gió ngây thơ thuyết pháp, nơi này có thể là kim sĩ sí đại bằng vương chuyển thế kim thân tu luyện động phủ, cũng chính là cao nguyên Phật giáo khai phái thủy tổ ngộ đạo chỗ, căn cứ thời gian suy tính. Tông già đại sư ngộ đạo thời điểm, vừa lúc đang 6, 700 năm trước. Cái này gốc tuyết liên hoa nếu như là khi đó gieo xuống, vậy liền 10 điểm hợp lý. Thậm chí, tại tông già đại sư đem nơi này mở vì tu luyện động phủ trước đó, cái này gốc tuyết liên hoa liền đã tồn tại. Chỉ là khi đó dược tính không đủ, tông già đại sư vẫn chưa ngắt lấy. Tiêu phàm, bất kể nói thế nào, chúng ta trước tiên đem cái này tuyết liên hoa hái xuống. Cơ khinh xa lập tức có quyết đoán vô luận lần này có thể hay không từ gió ngây thơ trong tay trốn được tính mệnh, tối thiểu cũng không thể tiện nghi kia lão yêu. Thật đến trong lúc nguy cấp, liền đem cái này ngàn năm tuyết liên hủy đi cũng sẽ không tiếc. Được, tiêu phàm nhẹ gật đầu, ngón tay búng một cái, một đạo hàn mang bắn ra, lại là một cái tiểu xảo liễu diệp phi đao, vòng quanh ngàn năm tuyết liên hoa gốc dễ nhẹ nhàng dạo qua một vòng, tuyết liên hoa run lên bẩn bật, lập tức liền từ băng trụ đỉnh chóp rơi xuống. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, to bằng cái bát tô tuyết liên hoa, liền xoay tít xoay nhanh đến trong tay của hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tựa hồ toàn bộ vách núi đều tại chấn động. Không tốt, hắn muốn công tiến đến, cơ khinh xa một tiếng kinh hô, sắc mặt đột biến. chương 611, lại tiến vào càn khôn đỉnh. Xem ra, hiện tại chỉ có liều mạng, tiêu phàm thu hồi tuyết liên hoa, nhíu mày nói, ánh mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Làm sao liều, cơ khinh xa lập tức quan tâm hỏi, bất kỳ cái gì một nữ nhân, nghe tới mình âu yếm nam nhân nói lời như vậy, đều sẽ hãi hùng khiếp vía. Tiêu phàm tuyệt không phải loại kia thích lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tính cách. Ta nghĩ thử một chút, lại tiến vào tu di không gian. Tiêu phàm kiên định nói, cơ khinh xa lập tức hai mắt sáng lên. Có quan hệ càn khôn đỉnh bên trong tu di không gian hết thảy, tiêu phàm đã từng cùng nàng nói tới qua. Viêm Linh Chi nhận chính là tại khai phái thủy tổ vô cực thiên tôn trong tàng bảo các tìm tới, có lẽ, Thanh Dương Tổ Sư nói Tiêu Phàm là người hữu duyên. Có lẽ, lần này Tiêu Phàm lại tiến vào tu di không gian, lại có thể từ trong tàng bảo các tìm tới cái gì dị bảo, có thể đối phó được ngoài cửa cái kia trong gió yêu Linh. Bất quá, cơ khinh xa lập tức liền lo lắng, nói có nắm chắc không. Nghe Tiêu Phàm nói, một hồi trước là tình huống đặc biệt, không phải Tiêu Phàm chủ động nguyên thần suốt khiếu tiến vào càn khôn đỉnh. Mà là tại hoàn cảnh đặc định dưới, thần trí của hắn hồn phách bị càn khôn đỉnh hút vào. Lần này, lại là muốn chủ động tiến vào càn khôn đỉnh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, không có, cho nên nói muốn liều một phen. Lời tuy như thế, so sánh với lúc trước, khoảng thời gian này Tiêu Phàm đối càn khôn đỉnh, đối tu di không gian nghiên cứu, xa không phải trước kia có thể so sánh. Chí ít, Thanh Dương Tổ sư trợ giúp hắn tại càn khôn đỉnh bên trong mở cái kia tiểu tiểu không gian. Hắn dưới mắt đã có thể vận dụng tự nhiên. Vô cực môn chấn giáo tam bảo đứng đầu càn khôn đỉnh, bị tiêu chân nhân luyện chế thành một cái vòng tay chữ vật. Cứ việc vận dụng dạng này nho nhỏ không gian chữ vật, cùng thần thức hoàn chỉnh tiến vào trong đỉnh là hai chuyện khác nhau, chung quy có chỗ giống nhau, tối thiểu không là hoàn toàn hai mắt đen thui, đối với không gian thần thông, hoặc nhiều hoặc ít có một điểm trực quan nhận biết. Thế nhưng là người bây giờ cái dạng này, pháp lực còn có thể chịu đựng được a? À? Cơ khinh xa lập tức đưa ra cái thứ ba nghi vấn. Trong thời gian ngắn như vậy, liên tục hai lần toàn lực thôi động viêm linh chi nhận. Tiêu phàm thể nội pháp lực mấy có lẽ đã tiêu hao sạch sẽ. Điểm này, từ hắn tái nhợt phải hào vô một tiêu huyết sắc hương mặt liền có thể nhìn ra được. Cái này có biện pháp. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, thanh hương xông vào mũi. Một viên diễm lệ màu đỏ cánh hoa tại bàn tay hắn trên không xoay tít xoay tròn. Là xích viêm thảo cánh hoa nguyên bản văn nhị thái ra để tiêu phàm nhanh chóng đem linh dược này cánh hoa luyện chế thành đan dược trường kỳ bảo tồn, tiêu phàm cũng rất tán thành, ai biết cái khác phối dược đều còn không có siêu tập đầy đủ, chủ dược liền lưu không được. Tiêu phàm không phải bùn xỉn người nhỏ mọn, bây giờ chuyện gấp, tự nhiên không chút do so dự liền sử dụng xích viêm thảo cánh hoa đến khôi phục trôi qua nghiêm trọng pháp lực. Một đủ không, ta cái này còn có một. Cơ khinh xa cũng không chút do so dự lấy ra mình chân tàng kia một mảnh xích viêm thảo cánh hoa. Một đủ, Tiêu phàm lúc này há mồm đem mình giữ lại kia một xích viêm thảo cánh hoa nuốt xuống, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực, càn khôn đỉnh liền ở trước mặt hắn xoay chậm chậm. Quang mang ảm đạm, xích viêm thảo không hổ là có khởi tử hồi sinh công hiệu cực phẩm linh dược, tại hải lượng sinh mệnh tinh hoa tưới nhuần phía dưới, tiêu phàm mặt tái nhợt gò má nhanh chóng hiện lên hai đoàn đỏ ửng, nguyên bản 10 điểm suy yếu khí tức, nặng lại tràn đầy. Trên mặt ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển, cả người tinh khí thần, rất nhanh liền thăng hoa đến trạng thái đỉnh phong, một cỗ khí thức cường đại, đem không trung càn khôn đỉnh bao vây lại. Cơ khinh xa cùng đan tăng đa cát đều kìm lòng không đặng lui về sau mấy bước, áp sát quá gần, bị kia cỗ khí thế cường đại ép đến cơ hồ ngay cả khí đều không kịp thở. Tiêu phàm khí thức còn tại tiếp tục tăng cường, trên mặt ẩn ẩn lưu chuyển bảo quang, chiếu sáng dạng dỡ. Oanh, vách động lại ẩn ẩn chấn động một cái, hiển nhiên gió ngây thơ đang toàn lực công kích quang trận cấm chế cơ khinh xa cùng đan tăng đa cắt lại ai cũng không để ý tới chỉ là hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên tiêu phàm bỗng nhiên tiêu phàm trên mặt chiếu sáng dạng dỡ bảo quang bỗng nhiên dừng lại không đang lưu chuyển không thôi cả người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tựa như một tôn điêu khắc tinh mỹ cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác quỷ gì cảm giác cơ tổng đây là đan tăng đa cắt không khỏi ngây người giật mình hỏi hắn cứ việc không phải thuật sư lại cũng cảm thấy loại tình hình này 10 điểm kỳ quỷ, khó mà tác giải. Nguyên thần xuất khiếu, cơ khinh xa lại nhẹ nhàng thở phào một cái, thấp giọng nói, giọng nói vô cùng nó vui mừng. Từ trước mắt tình huống đến xem, tiêu phàm nguyên thần xuất khiếu, vẫn còn tương đối thuận lợi, cũng không có quá nguy hiểm dáng vẻ. Cùng lúc đó, tiêu phàm xuất hiện lần nữa tại lần trước từng tới cái kia đình trong nội Việt, màu son hành lang, hoa mộc xung xuê, yên tĩnh dị thường. Tiêu phàm không chút do dự, đạp lên màu son hành lang vào trong vừa đi đi rất nhanh tiêu phàm liền tới đến lần trước hòa thanh dương tổ sư nói chuyện trong viện từ xa nhìn lại thanh dương tổ sư chính khoanh chân ngồi tại bồn hoa một bên nhắm mắt điều tức mấy tháng không gặp thanh dương tổ sư tựa hồ lại giải yếu một phân tổ sư tiêu phàm tại thanh dương tổ sư trước người mấy bước ngoại chạm định cung cung kính kính thở dài a à, là ngươi ngươi lại tới rồi thanh dương tổ sư chậm rãi mở hai mắt ra lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Quấy giày tổ sư thanh thu mong rằng thứ tội. Không không, đừng làm những này lễ nghi phiền phức, ta liền hỏi ngươi, khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không lại có cái gì gặp gỡ? Hoặc là nói, ngươi lại gặp loại kia đặc biệt tình hình, bị càn khôn đỉnh, hút tiến đến rồi. Thanh dương tổ sư đứng dậy, mắt nhìn tiêu phàm, liên tục khoát tay, nói, thần sắc rất là chú ý, nhưng cũng có nói không nên lời cao hứng chi ý dù sao tại cái này yên tĩnh tu di không gian, tiêu phàm là hơn nghìn năm đến một cái duy nhất có thể tiến đến bồi hắn nói chuyện nói chuyện phiếm vãn bối đệ tử. Lần trước từ biệt về sau, nguyên lai tưởng rằng chỉ ít cần 2-3 năm khổ tu, tiêu phàm mới có thể chân chính tự chủ làm được nguyên thần xuất khiếu, tiến vào tu di không gian đến xem hắn. Ai ngờ mới hơn nửa năm thời gian, tiêu phàm liền lần nữa hiện thân. Tổ sư, đệ tử may mắn, tìm được thiên nhân tướng, tu luyện công pháp. Tiêu phàm kính cần nói trên thực tế hắn sở dĩ có can đảm lần nữa mạo hiểm thử một lần một cái là tình thế cách cấm không thể không nhưng thứ hai cũng là do ở thiên nhân tướng nguyên nhân cứ việc công pháp này vừa mới tới tay căn bản là không kịp cẩn thận lĩnh hội nhưng mà tiêu phàm căn cơ gì cùng thâm hậu luân hồi tướng cơ bản đã đạt đến tại cảnh giới viên mãn vội vàng liếc nhìn một lần thiên nhân tướng toàn văn lập tức liền có không ít lĩnh ngộ vừa rồi y dạng hòa hồ lô thí nghiệm một chút thế mà thành công làm được tự chủ nguyên thần xuất khiếu lần nữa tiến vào trong đỉnh tu di không gian thiên nhân tướng người tìm được thiên nhân tướng kia làm sao có thể dù là thanh dương tổ sư đã tổn thế hơn một ngàn năm giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc từ khi thần ma đại chiến qua đi trung thổ tu chân thế giới sụp đổ không gian thông đạo đổ sụp vô cực môn tiền bối tiên sư nhao nhao rời đi hậu thế đệ tử liền rốt cuộc khó mà thăm dò phi thăng ba pha con đường ai ngờ hơn một ngàn năm quá khứ Thanh Dương Tổ sư sớm đã lúc tuyệt vọng, Tiêu Phàm lại chạy tới nói cho hắn, tìm được thiên nhân tướng. Nhất thời bán hội, hắn nơi nào chịu tin, Tiêu Phàm vội vã nói, Tổ sư, xác thực như thế. Bất quá bây giờ tình thế nguy cấp, đệ tử cần lập tức đi thủy tổ tàng bảo các, trễ liền không kịp. Thật sao? Xem ra tiểu tử ngươi khẳng định lại đụng phải cường địch. Ai nha, chúng diệu luân hồi, yêu ma hàng thế. Những yêu ma quỷ quái này lại không chịu yên tĩnh. Người đi theo ta, đi. Thanh Dương Tổ Sư cũng là cực người quyết đoán, nghe xong tiêu phàm lời ấy, không chút do dự, quay đầu bước đi. Tiêu phàm lấy nhất tinh luyện câu nói, đơn giản đem bên ngoài nguy hiểm tình huống hướng Thanh Dương Tổ Sư làm cái nói rõ. Trong gió yêu linh, theo gió che đậy hình, Thanh Dương Tổ Sư lấy làm kinh hãi, tuyết trắng song mi nhíu chặt, loại này tinh thông độn thuật yêu ma là khó đối phó nhất, chỉ cần ngươi không thể phá giải hắn độn thuật, trên cơ bản cũng chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ chính là như thế này, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng cùng thủy tổ tàng bảo các. Hắc hắc, tiểu tử, người thật đúng là đem thủy tổ tàng bảo các xem như chính ngươi chữ vật vòng tay rồi. Muốn tới thì tới, nghĩ lấy vật gì liền lấy vật gì. Thanh dương tổ sư nhịn không được chế nhạo tiêu phàm vài câu. Tiêu phàm mặt mo đỏ ửng, thấp giọng nói, tổ sư, đệ tử đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tuyệt không dám đối thủy tổ bất kính. Thanh dương tổ sư khoát tay chặn lại, nói, không cần ái náy. Đã ngươi có thể đi vào Thủy Tổ Tàng Bảo Các, nói rõ ngươi chính là người hữu duyên. Ngươi là ta vô cực môn hậu đại trưởng giáo, kế thừa tiên tổ bất luận cái gì y bát pháp khí, đều là đương nhiên, cái này có cái gì không có ý tứ? Đại Thiên Tôn công tham gia tạo hóa, nói không chừng hôm nay hết thảy đều tại lão nhân gia ông ta trong dự liệu, cái này tàng bảo các có lẽ chính là lão nhân gia ông ta chuyên môn vì ngươi lưu lại. Cứ việc lấy đi, chém yêu hàng ma dù sao cũng tốt hơn những bảo vật này ngàn năm mười nghìn năm lưu tại nơi này, không thấy ánh mặt trời. Tiêu phàm kho người vái chào, kính cần nói, vâng, cần tuân tổ sư dạy bảo. Rất nhanh, hai người liền đi tới nơi đây tu di không gian hậu hoa viên, trên đường đi tiêu phàm nhìn thấy, trước kia bị vương tiên chi biến thành lệ quỷ khô lâu hư hao công trình kiến trúc, đã chữa trị như lúc ban đầu. Nghĩ đến cái này trong nửa năm, thanh dương tổ sư cũng rất bận rộn. Đi thôi, Tổ tôn hai người tới thủy tổ tàng bảo các trước đó, Thanh Dương tổ sư lạnh nhạt phân phó một câu. Tiêu phàm có chút áy náy đối Thanh Dương tổ sư nói, tổ sư, các đệ tử giải quyết hết bên ngoài cái kia yêu ma, nhất định sẽ lại tới nơi đây, đem thiên nhân tướng, pháp quyết tu luyện hiến cho tổ sư. Mắt thấy Thanh Dương tổ sư lại so lúc trước càng thêm giải dạ yếu một phân, tiêu phàm rất hy vọng thiên nhân tướng có thể cho hắn trợ giúp, để hắn mau chóng đột phá ràng buộc, tiến vào cảnh giới mới. Thiên nhân tướng là phi thăng ba pha bắt đầu, cũng là bước vào con đường tu tiên đại môn, nhất định có không tưởng được công hiệu. Mặc dù không biết thanh dương tổ sư lấy thuần túy nguyên thần thân thể, phải chăng có thể tu luyện thiên nhân tướng, tóm lại muốn thử một lần mới biết được. Nếu như coi là thật hữu hiệu, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Mau vào đi thôi, những này áp sau lại nói. Thanh dương tổ sư mỉm cười, nhẹ gật đầu, lại thúc giục hắn một câu. Tiêu phàm gật đầu đồng ý, bắt đầu vận khởi thiên nhãn thần thông, chú mục trên cửa đá hỗn độn đồ, giống như lần trước, rất nhanh cửa đá liền mở ra một cái khe hở, tiêu phàm phiêu nhiên mà tiến vào. chương 612, Ngân Dực Lôi Bằng Tiến vào tàng bảo các về sau, xuất hiện tại tiêu phàm trước mắt, hay là cái kia lấy màu trắng ngọc thạch xây thành mê cung. Có kinh nghiệm lần trước, tiêu phàm trong lòng bình yên rất nhiều, hai mắt khép hờ, dựa vào trực giác dẫn dắt, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lần này, liên tục ngoặt ba cái ngoặt, mới tại một chỗ trước cửa đá ngừng lại. Trên cửa đá là một cái hỗn độn đồ án, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú lên cửa đá, thần niệm chi lực dò xét ra ngoài. Tiêu Phàm nhớ được rất rõ ràng, lần trước, hỗn độn đồ bên trong hiện ra một cái toàn thân hỏa diễm bao khỏa tiểu nhân, cùng hắn tiến hành qua giao phong kịch liệt, cuối cùng bị Tiêu Phàm đánh bại. Sau đó cẩn thận cân nhắc, Tiêu Phàm cảm thấy kia hỗn độn đồ bên trong hỏa diễm tiểu nhân hẳn là lúc trước bị thủy tổ tiêu diệt cách hỏa tinh linh một sợi tàn hồn. Bị Thủy Tổ giam cầm tại Hỗn Độn Đồ bên trong. Thủy Tổ chi ý, tuyệt không phải dùng cái này sợi tàn hồn tới đối phó mình hậu bối đệ tử, mà là để hữu duyên đến đây hậu bối truyền nhân, có thể thông qua cùng cái này sợi tàn hồn thần niệm giao chiến, đối cách hỏa tinh linh nhiều hiểu một chút. Dù sao kia Viêm Linh chi nhận, là cách hỏa tinh linh sử dụng binh khí, cùng Viêm Linh đồng dạng, sinh ra tại trong ngọn lửa, chính là trong lửa thần binh. Lần này, Tiêu Phàm thần niệm thăm dò vào Hỗn Độn Đồ bên trong lại chậm chạp không có cảm ứng được thứ gì chẳng qua là cảm thấy mình tại một biển mây bên trong không ngừng tung bay mảnh này biển mây lộng lẫy đến cực điểm tiêu phàm cảm giác được tự thân phảng phất hóa làm một con chim bay bay lượn tại trời xanh phía trên loại này bay lượn cảm giác trước nay chưa từng có mỹ diệu cực kỳ bỗng dưng không biết cao bao nhiêu trên trời cao phía chân trời xa xôi bỗng nhiên vang lên một tiếng cao vút huyết dài cái này âm thanh chim hót kéo dài vô so ẩn ẩn mang theo nói không nên lời bá khí, phảng phất chư thiên cứu cực, ta là tối cao. Tiêu phàm chỉ cảm thấy màng nhĩ ông ông tác hưởng, trong lòng âm thầm hãi nhiên. Chỉ có nghe một tiếng này huyết dài, liền có thể tưởng tượng ra được, kia là một con không chung bá chủ. Thực lực mạnh, tựa hồ không kém gì ly hỏa chi tinh. Tiếng thứ nhất huyết dài chưa hết, tiếng thứ hai huyết dài lại lên. Bất quá lần này, lại gần rất nhiều, tiêu phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao, một đoàn bóng đen che khuất bầu trời kia là một con cự ưng sắt mỏ như câu mắt ưng như điện lóng lánh khiến người khắp cả người sinh hàn lãnh khốc quang mang một đôi cánh sắt phía trên ngân quang lóng lánh tựa như thuần ngân chế tạo mở ra đến đủ để đem toàn bộ bầu trời đều che đậy không gặp cái này xong ngân rực lập tức để cự ưng bằng thêm mấy phân cao quý khí tức khí thế khinh người cự ưng một đôi lợi chảo càng là sắc bén vô so Tin tưởng bất luận cái gì con mồi bị nó cái này xong lợi chảo một kích phía dưới. Đều đều sẽ đứt gân gãy xương, lại vô nửa phân kháng cự chi lực. Lợi chảo ở giữa, ẩn ẩn có màu bạc trắng hồ quang điện lấp lánh không thôi. Tiêu phàm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, ngân rực lôi bằng, loại này cự ưng. Tiêu phàm từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua ghi chép liên quan, mặc dù không giống kim xí đại bằng đồng dạng Là thiên phượng chi tử, thời kỳ thượng cổ vô thượng thần minh, cũng là sinh ra tại trên trời cao cực hạn mãnh cầm trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh sau trưởng thành điều khiển phong lôi chi lực tùy tâm sở dục cổ tịch ghi chép ngân dực lôi bằng tính cách cực kỳ bạo ngược lấy cái khác mãnh cầm cùng dao long chi thuộc làm thức ăn nổi giận thời điểm thậm chí ngay cả tương đối nhỏ yếu đồng loại cũng giống vậy xé rách thôn phệ tại nhất định lĩnh vực bên trong ngân dực lôi bằng chính là hoàn toàn xứng đáng bầu trời bá chủ không nghĩ tới cái này phiến cửa đá bên trong cất giấu bảo vật cùng ngân rực lôi bằng có quan hệ. Không đợi Tiêu Phàm nghĩ đến sẵn sàng, đoàn kia bóng đen đã đến đỉnh đầu của hắn, nhô ra một cái lợi trảo, bốn ngón tay xòe ra, lôi lóng lánh, khí thế hùng hổ. Hướng Tiêu Phàm vào đầu vô mạnh mà hạ, Tiêu Phàm thân thể tại không bên trong một cái vặn vẹo, khó khăn lắm tránh ra, bá một tiếng, lộ ra Viêm Linh chi nhận. Mặc dù hắn là nguyên thần xuất khiếu, chân thực Viêm Linh chi nhận vẫn chưa tùy thân mang theo, nhưng đây là thần niệm chi chiến lại cũng không ảnh hưởng hắn lấy binh khí này cự địch. Dù sao hắn nhìn thấy trước mắt cũng không phải chân chính ngân dược lôi bằng, chỉ là cự ưng một sợi tinh hồn biến thành huyễn tượng mà thôi. Cửu thiên chi thượng, một trận kịch chiến, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Tiêu Phàm tại trên trời cao, hóa thành thân cao mấy chục trượng cự vô bá, so sánh với ngân dược lôi bằng còn muốn to lớn, hai tay giơ cao viêm linh chi nhận, hét lớn một tiếng, mãnh bổ xuống, vào đầu đem cự ưng chém thành hai nửa bầu trời này bá chủ một tiếng thê lương huyết dài, ưng trong mắt bắn ra oán độc chi cực quang mang, thân thể liền tại không trung hóa thành hừng hực liệt hỏa, tiêu tán thành vô hình. Giống như lần trước, tiêu phàm chỉ cảm thấy trong biển thần thức một trận kịch liệt bốc lên, nháy mắt đầu đau muốn nứt. Chỉ bất quá lần này, tiêu phàm đã sớm chuẩn bị, lập tức hít sâu một hơi, hạo nhiên chính khí vận chuyển ba chu thiên, lập tức liền đem đau đầu ép xuống, thân thể thẳng tắp. Bởi vì có kinh nghiệm, lần này cùng ngân dược lôi bằng tàn hồn một trận kịch chiến tiêu phàm thần niệm chi lực tiêu hao không phải kịch liệt như vậy tại ngân dược lôi bằng huyễn tượng biến mất đồng thời cửa đá từ từ mở ra cửa đá bên trong hay là một gian từ bạch ngọc xây thành phòng ở tiêu phàm vừa mới một đi vào cửa bên trong một cơn gió lớn chạm mặt tới cơ hồ thổi đến tiêu phàm đứng không vững phảng phất vừa rồi trên chín tầng trời cùng ngân dược lôi bằng tác chiến đồng dạng vừa rồi trận chiến kia tiêu phàm đối bay lượn chi thuật có bước đầu cảm giác, tựa hồ cũng ẩn ẩn hiểu được một điểm gió độn thuật ra mau. Ngân dược lôi bằng, là trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh, đối gió độn thuật nắm giữ, mảy may cũng không tại gió ngây thơ phía dưới. Tiêu phàm bình thức tĩnh khí, ổn định thân thể, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ở giữa ngọc thất chính giữa, có một cây điêu khắc tinh mỹ đá bạch ngọc trụ, cột đá phía trên, phát ra một cỗ ánh sáng dịu dịu, quang trạch bên trong, thì có một đoàn đen xì đồ vật cùng một cái tiểu xảo bình ngọc đang không ngừng xoay tròn chìm nổi. Lấy đá bạch ngọc trụ làm trung tâm, một cỗ cuồng phong không ngừng tạo ra, hướng bốn phương tám hướng quét mà đi, sinh sôi không ngừng. Tiêu phàm ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy hết trạch bên trong đoàn kia đen xì đồ vật, nhưng thật ra là một viên không chọn vẹn bán cầu thể, ước chừng có trứng gà lớn nhỏ, nhưng thiếu gần một nửa, chỗ lỗ hổng cao thấp không đều, tựa hồ là bị ngoại lực vỡ nát. Viên này bán cầu thể đen kịt, phảng phất tinh thể, có đen mã não cảm nhận. Vẹn vẹn từ dạng này bên ngoài đồng hồ, tiêu phàm nhìn không ra, đó là vật gì. Mà cái kia tiểu xảo bình ngọc, thì là dùng bạch ngọc điêu thành, ước chừng có cao hai tấc, ngọc chất cực kỳ tinh khiết, chạm trổ 10 điểm tinh mỹ. Tiêu phàm ánh mắt, lập tức rời xuống, quả nhiên, đá bạch ngọc trụ phía trên, điêu khắc trung đỉnh minh văn. Lần trước, tại bảo tồn viêm linh chi nhận cự đỉnh phía trên, cũng khắc rõ văn trung đỉnh. Tiêu phàm đã có thể kết luận, đây chính là thủy tổ đại thiên tôn thời đại kia đã từng sử dụng qua văn tự. Chỉ bất quá nội dung chi phong phú, hoàn toàn không phải hiện tại ngoại giới những cái kia ngôn ngữ học nhà có khả năng tưởng tượng ra được. Tiêu Phàm nếu không phải tại vô cực thuật tàng trong biển tịch học qua loại này văn tự, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra đầy đủ. Ngân rực lôi bằng, cột đá chính giữa khắc rõ dạng này bốn chữ lớn. Tiêu Phàm biết, mình không có nhận lầm loại này thượng cổ yêu linh. Bốn chữ lớn một bên, khắc rõ từng hàng chữ nhỏ. Tiêu Phàm cẩn thận được đọc, quả nhiên là ghi lại tình hình lúc đó. Thời kỳ thượng cổ, cực tây chi địa, có ngân rực lôi bằng làm ác, nuốt sống cả người lẫn vật, diệt sát đại lượng tu sĩ cùng tinh linh, nhất thời tạo thành hạo kiếp. Lúc đó vậy, vô cực thiên tôn thần công có thành tựu, thủ chúng tu chi mời, viễn phó cực tây, thu phục này ác linh. Một trận ác chiến, đồng hành gia tu sĩ cơ hồ toàn bộ ngã xuống mà chết, ngân rực lôi bằng người cũng bị thương nặng, cuối cùng bị vô cực thiên tôn chém giết cái này yêu linh tính tình bạo ngược dị thường trước khi chết thời điểm tự bạo nhục thân thậm chí ngay cả yêu đan đều sụp đổ gần một nửa nếu không phải vô cực thiên tôn cường hãn việt luân chỉ sợ cũng sẽ tại cái này yêu linh tự bạo bên trong thụ thương tiêu phàm giật mình xem ra kia đen xì vỡ vụn tinh thể chính là ngân dược lôi bằng sụp đổ nội đan mà trong bình ngọc thì là vô cực thiên tôn lúc ấy thu tập được ngân dược lôi bằng một chút tinh huyết cái này yêu linh cứ việc tự bạo nhục thân cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn trốn qua thủy tổ bầy ra thiên la địa võng. Hiểu rõ hai vật nơi phát ra về sau, tiêu phàm bấm quyết cách làm, đưa tay đột phá màn sáng, bắt lấy viên kia vỡ vụn lôi bằng nội đan. Nguyên bản ngoan ngoãn nội đan, vừa mới vừa rời đi kia mông lung màn sáng, lập tức một cỗ cuồng bạo vô so khí tức, phóng lên tận trời, tiêu phàm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay, bộc phát ra một cỗ to lớn lực đạo, liền muốn đem ngón tay của hắn bắn ra mà ra. May mà tiêu phàm làm người cẩn thận, sớm đã có chuẩn bị, trong miệng hét lớn một tiếng, năm ngón tay tăng lực, hạo nhiên chính khí đột nhiên xuất hiện, lập tức liền đem kia cỗ to lớn lực đảo ép xuống, một mực đem yêu linh nội đan bắt lấy. Mà kia cỗ khí thức cuồng bạo lại càng thêm mãnh liệt, nội đan trong tay hắn cực lực dẫy ruộng, chỉ muốn muốn thoát khốn mà đi. Tiêu phàm miệng lẩm bẩm hạo nhiên chính khí liên tục không ngừng mà tuôn ra, một tầng lại một tầng đem lôi bằng nội đan bao vây lại. Thật vất vả, rốt cục đem nội đan phản kháng cưỡng ép áp chế xuống tiêu phàm nhẹ nhàng thở phào một cái lúc này mới đem tinh xảo bình ngọc từ màn sáng bên trong lấy ra ngoài bình ngọc ngược lại là không có chút nào phản kháng cứ như vậy rơi xuống trong tay của hắn bình ngọc vừa rời đi đá bạch ngọc trụ bên trên lộ ra tầng kia màn sáng lập tức dập tắt cả chi ngọc trụ trở nên ảm đạm vô quang không còn chút nào nữa linh tính tiêu phàm phải tay nắm chắc vỡ vụn lôi bằng nội đan chậm rãi đem một tia thần niệm dò xét đi vào chốc lát toàn thân chấn động hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhẹ nhàng hít một hơi, thở dài lầm bẩm lợi hại như vậy. Cái này lôi bằng trong nội đan ẩn chứa bạo ngược chi khí, thậm chí ở xa viêm linh chi nhận bên trên. Mảnh truy cứu nguyên nhân, không có gì hơn hai cái. Viêm linh chi nhận là ly hỏa chi tinh huyễn hóa mà thành, khí tức bạo ngược, chủ yếu còn tại ở thứ này bản thân ẩn chứa trí dương chi khí. Mà lại, viêm linh chi nhận dù sao cũng là một thanh binh khí, không phải tinh viêm chi linh bản thân lôi bằng nội đan cùng binh khí là hai chuyện khác nhau bình thường yêu linh nội đan ẩn chứa yêu linh khi còn sống tinh hoa hai lôi bằng bản thân bạo ngược xuất từ thiên tính hoàn toàn không phải viêm linh trí dương chi khí chỗ có thể sánh được xem ra thứ này muốn lấy về mình dùng không bốc lên điểm phong hiểm là không được tiêu phàm cẩn thận nhìn chằm chằm vỡ vụn lôi bằng nội đan nhìn thật lâu rốt cục xong nghi một dương cắn răng thấp giọng nói sau một khắc tiêu phàm làm ra một cái càng thêm kinh người động tác hé miệng, đem tàn khuyết không đầy đủ lôi bằng nội đan một ngụm nuốt xuống. Hắn dưới mắt mặc dù nói nguyên thần thân thể, thôn vệ nội đan lại 10 điểm lưu loát, không có chút nào trì trệ. Sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, tay trái đưa ngang ngực, tay phải bấm quyết, đôi môi nhếch, thần du vào trong, bắt đầu lấy nguyên thần chi lực, luyện hóa cái này nửa viên yêu linh nội đan. chương 613, Thu hoạch âm ầm tông già đại sư động phủ chấn động càng lúc càng lớn, tần suất càng ngày càng cao. Vương ươm bên ngoài công kích càng ngày càng nhanh, cho thấy phải bị quang môn ngăn cách bên ngoài gió ngây thơ, càng ngày càng không kiên nhẫn. Gió ngây thơ liên tiếp không ngừng cuồng bạo công kích, bắt nguồn từ hắn đối quang cửa một bên khác không biết. Nếu như hắn biết một bên khác chỉ là một cái vườn thuốc, không đường có thể trốn, có lẽ liền sẽ không như thế nôn nóng, sẽ giữ lại pháp lực, tìm kiếm những phương pháp khác, chậm chậm phá giải quang môn cấm chế mà không phải giống như bây giờ một mực dựa vào lấy man lực trên thực tế lấy lực đánh lực cũng không phải là phong linh nhất tộc sở trường dù coi như là tinh thông phong lôi thuộc tính ngân dực lôi bằng đa số thời điểm phong độn thuật cũng chỉ dùng cho ẩn hình vô thành vô tức tiếp cận địch nhân triệu lôi thuật mới là lôi bằng chủ yếu thủ đoạn công kích gió ngây thơ chi cho nên không kiêng nể gì như thế ở chỗ hắn tin tưởng vững chắc mình phong độn thuật xuất thần nhập hóa tiêu phàm cùng người không cách nào phá giải. Chỉ cần có như thế một cái tiền đề tại, dù là hao phí lại nhiều pháp lực, cũng không quan trọng. Ngay từ đầu, vách động mỗi chấn động một lần, cơ khinh xa cùng đan tăng đa cát đều muốn lo nghĩ một lần, dần dần, cũng tập mãi thành thói quen, không để ý tới không hỏi. Dù sao hiện tại hắn hai cũng không giúp đỡ được cái gì, đã không cách nào ngăn cản gió ngây thơ phá trận, cũng vô pháp đến giúp hóa thành điêu khắc tiêu phàm. Đã như vậy, cần gì phải mình tra tấn mình. Cơ khinh xa chỉ lo nghĩ tiêu phàm tình hình, dù sao nguyên thần xuất khiếu là rất mạo hiểm sự tình, tiêu phàm công lực không đủ, vạn nhất nguyên thần xuất khiếu về sau về không được nhục thân, đó chính là phiền phức ngập trời. Chỉ là, dưới mắt nguyên thần xuất khiếu, lại lo nghĩ cũng vô sự vô bổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rắn chắc vô so vách động, bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách. Cái này lỗ lớn rất nhỏ, không đủ rộng một tấc đối với người bình thường, tối đa cũng chính là hít mắt lại trong chiều nhìn quanh một chút, còn chưa nhất định có thể thấy cái gì thành tựu, nhưng đối với tinh thông gió độn thuật phong linh nhất tộc mà nói, có như thế một đường vết rách, vậy liền đầy đủ. Cơ khinh xa không cần suy nghĩ, thân thể hướng phía trước thoảng qua một nghiêng, từ mình đầy đặn giữa ngực trượt ra một cái tiểu xảo mai rùa, chính là nàng bản mệnh pháp khí lạc giáp. Cơ khinh xa một tay lấy lạc giáp chộp trong tay, cắn chót lưỡi. Một ngụm máu tươi phun tại lạc giáp phía trên, trong chốc lát, lạc giáp huyết quang đại phóng một tầng thật mỏng huyết phụ phun ra ngoài đảo mắt hình thành một tầng huyết sắc màng mỏng đem ba người bọn họ đều bao phủ trong đó mùi máu thanh tưởi lập tức tràn ngập bốn phía cơ khinh xa ngồi xếp bằng bấm quyết cách làm xinh xắn gương mặt trắng bệch như tờ giấy a à, huyết ảnh hàng tiểu nha đầu ngươi thật là nam dương một mạch nói như vậy chẳng lẽ còn muốn ta cho cái kia lão sắc quỷ một chút mặt mũi hư giữa không trung bỗng nhiên vang lên gió ngây thơ kinh ngạc thanh âm cơ khinh xa dưới mắt thi triển xác thực cùng ma cưu đại quốc sư đã từng thi triển qua huyết ảnh hàng rất tương tự cũng thật sự là từ huyết ảnh hàng thoát thai nhi lai chỉ bất quá cơ khinh xa dung hợp hà lạc phái thuật pháp truyền thừa tướng sau so chân chính huyết ảnh hàng ít một chút bạo ngược nhiều một chút cứng cỏi nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ra mao tri học cơ khinh xa cũng biết dạng này huyết ảnh hàng ngăn cản không được bao lâu thậm chí sau một khắc liền sẽ bị gió ngây thơ công phá. Nhưng mà trong lúc này, cơ khinh xa không còn cách nào khác, đây là nàng duy nhất có thể thi triển phòng ngự thủ đoạn. Có thể kéo phải một phút liền có thể vì tiêu phàm tranh thủ thêm một phút. Gió ngây thơ cũng không có vội vã hướng na tầng huyết sắc màng mỏng tạo thành vòng phòng ngự tử phát động công kích, ngược lại ưu tai du tai tại cái này trong tiểu không gian dạo qua một vòng, lúc này mới vừa cười vừa nói ta còn tưởng rằng là cái gì quan trọng chỗ. Nguyên lai chỉ là một cái hoang vứt bỏ vườn thuốc tiểu nha đầu các ngươi đã không đường có thể trốn hay là thúc thủ chịu trói đi a à, đây là tiểu tử này làm sao không có khí thức chỉ còn lại có một bộ thể xác nguyên thần xuất khiếu rồi cái này sao có thể một tí tẹo như thế tu vi ngay cả kim đan cũng không từng ngưng kết làm sao có thể làm được nguyên thần xuất khiếu hiển nhiên gió ngây thơ rốt cục phát hiện tiêu phàm dị thường không chịu được rất là ngạc nhiên nguyên thần xuất khiếu đối với một chút tu sĩ cấp cao cùng lợi hại yêu linh mà nói, không coi là bao nhiêu khó lường năng lực, chỉ cần tu luyện tới nhất định tạo nghệ, đều có thể thi triển đi ra. Mấu chốt tiêu phàm không phải bên trên cổ tu sĩ, chính là mạnh mẽ người hiện đại, tuổi còn trẻ, mặc dù có được một thân có thể xưng hùng hậu pháp lực, nhưng muốn thi triển nguyên thần xuất khiếu thần thông, còn kém một đoạn đâu. Tối thiểu nhất, cũng hẳn là trước ngưng kết kim đan, để mình nguyên thần triệt để vững chắc xuống, mới có thể đang thi triển nguyên thần xuất khiếu thời điểm, cam đoan nguyên thần không đến mức tại nửa đường tán loạn. Tiêu phàm loại tình hình này, đại đại vượt qua gió ngây thơ dự kiến. Bất quá gió ngây thơ kinh ngạc, cũng chưa tiếp tục quá lâu, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, dạng này cũng tốt, ngược lại bớt ta một phen tay chân. Không phải, tiểu tử này cứ việc tu vi thấp kém, dù sao cũng là vô cực truyền nhân, thần niệm chi lực không kém. Thật muốn thôn vệ linh hồn của hắn, sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện tại liền dễ dàng nhiều ha ha, rượu, hay lắm. Đối gió ngây thơ lời nói, cơ khinh xa như là không có nghe thấy, miệng hơi mở, lại phun ra một ngụm máu tươi, xối tại lạc giáp phía trên, chính đang chậm rãi trở thành nhạt huyết sắc màng mỏng, lại một lần nữa trở nên ngưng dày, cơ khinh xa gương mặt xinh đẹp lại càng thêm tuyết trắng. Hắc hắc, tiểu nha đầu, còn tại làm dãy rụa vô dụng này đâu. Người coi như thanh đầy ngập tinh huyết đều nôn sạch, cũng không làm nên chuyện gì. Được rồi, ta liền lưu loát điểm, đưa các ngươi lên đường đi. Vừa dứt lời, phanh một tiếng vang nhỏ, bao phủ tại ba người trên không huyết sắc màng mỏng nổ tung một cái động lớn, sau đó phi tốc hướng hai bên càn quét mà đi, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong không khí một trận cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ, vượt qua huyết sắc màng mỏng vừa mới bao phủ biên giới. Đan tăng đa cắt hét lớn một tiếng, vươn người đứng dậy, hai tay vung vẩy đen nhánh trường đao, đao quang hắc hắc, mặc kệ 3721, liền hướng về phía trước đại lực bổ ra. Đường đan tăng đa cắt trường đao trong tay rời tay, như là một đạo đen nhánh trường hồng, hướng nơi xa bay đi. Phốc sau một khắc, đan tăng đa cắt một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay lên, cùng hắn trường đao đồng dạng, phảng phất không có dễ không có bằng chứng, xa xa bay ra. Bá một đạo nhàn nhạt màu đen cái bóng, tại tiêu phàm trước mặt nổi lên, ngũ quan có, khóe miệng lộ ra lại là mỉa mai lại là tươi cười đắc ý, dương nanh múa vuốt liền muốn từ tiêu phàm ấn đường chỗ chui tiến vào trong cơ thể của hắn đúng lúc này nguyên bản ngồi ngay ngắn bất động tượng đất tiêu phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra bỗng nhiên đứng dậy trong tay hồng mang lóa mắt thật dài viêm linh chi nhận nháy mắt quang hoa tứ bắn liệt diễm bừng bừng tiêu phàm song tay nắm chặt chuôi đao hung hăng một đao hướng về phía trước chọc ra, chính chính từ bóng đen ngực xuyên thẳng mà qua oanh nguyên bản bóng đen nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên ở giữa bắt lửa cháy hừng hực bóng đen ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn gắt gao tiếp cận tiêu phàm mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ tựa hồ hoàn toàn không thể tin được ngươi ngươi xem thấy ta rồi chốc lát bóng đen giật mình hỏi thanh âm ảm câm cũng đầy là không dám tin ngữ khí ừm um, tiêu phàm khẽ vuốt cằm một sợi nụ cười nhàn nhạt tại gương mặt của hắn phía trên tràn ra phong linh không khí hội nghị độn thuật không chỉ ngươi một cái tiêu phàm nhẹ nói a à, sau một khắc gió ngây thơ điên cuồng mà hét dầm lên, như là sắp chết gào thét, mang theo cực độ không cam tâm. Cái này ảo thuật đến cùng làm sao biến, cái này trong gió yêu linh đến chết cũng không có hiểu rõ. Tiêu phàm song tay cầm thật chặt viêm linh chi nhận chui đao, hung hăng khuấy động mấy lần. Lưỡi đao phía trên, liệt diễm bốc hơi, bóng đen dần dần hóa vì sương mù màu đen, tiêu tán ở trong hư không. Cả cái huyệt động, bỗng nhiên trở nên an yên tĩnh. Tiêu phàm cơ khinh xa quát to một tiếng, nhảy lên một cái, giang hai cánh tay, mãnh bảo trụ tiêu phàm, ôm cổ của hắn, giống tiểu cô nương như liên tục dậm chân, lại cười lại nhảy, nước mắt lại như là đứt dây chân châu, thẳng chảy xuống tới. Người cuối cùng trở về, thật tốt, thật tốt, kinh tài tuyệt diễm như cơ khinh xa, giờ này khắc này, từ ngữ cũng biến thành cực kỳ bần cùng, lật qua lật lại cũng sẽ chỉ thật tốt hai chữ này. Tiêu phàm chăm chú nắm ở nàng mềm mại eo nhỏ, khóe miệng mỉm cười, nhịn không được tại nàng kiều nộn trên gương mặt hôn khẽ một cái. Một vòng xinh đẹp đỏ thắm, nháy mắt bay lên cơ khinh sa tú Mỹ hai gò má, như thâm cốc u lan, xấu hổ mang kiều. Dưới mắt tự nhiên không phải triền miên thời điểm, cơ khinh sa rất nhanh liền kiệt lực bình phục kích động vô so tâm tình, tại tiêu phàm trên mặt thân hai ngụm, buông ra hai tay. Tiêu phàm thả ra thần thức, tỉ mỉ tìm kiếm một phen, xác định gió ngây thơ đã hình thần câu diệt, lúc này mới âm thầm thở phào một cái. Tại Càn Khôn đỉnh tu di không gian bên trong, hắn linh thân mặc dù chỉ là thoảng qua luyện hóa ngân dược lôi bằng một chút xíu nội đan, lại đối phong độn thuật có sơ bộ nhất hiểu rõ. Để hắn dưới mắt liền thi triển phong độn thuật, tự nhiên tuyệt khó làm đến, nhưng phối hợp thiên nhãn thần thông, lại dễ như trở bàn tay phát hiện lặn xuống bên cạnh mình gió ngây thơ. Mặc kệ cái này trong gió yêu linh phong độn thuật có cỡ nào cao minh, lại nghĩ tại ăn lôi bằng nội đan tiêu phàm trước mặt triệt để ẩn trốn, kia là không thể nào. Tại gió ngây thơ hoàn toàn không có phòng bị dưới tình hình, một đao chọc ra, lập tức liền đem cái này trong gió yêu linh chấm dứt. Gió ngây thơ cả một đời am hiểu đánh lén người khác, kết quả là lại chết tại Tiêu Phàm đánh lén phía dưới, cũng coi là thiên lý theo điểm, báo ứng xác đáng. Rất nhanh, Tiêu Phàm một đoàn người từ vườn thuốc bên trong về đến trong đại sảnh, lại cẩn thận tìm kiếm, lại không còn có tìm tới cái gì vật hữu dụng. Bất quá ở đây tìm được thiên nhân tướng cả bộ, đã là thiên đại thu hoạch, còn lại đồ vật cùng so sánh, liền thực tế là không có ý nghĩa. Ước chừng 30 phút sau quá khứ, tiêu phàm đi tới ngoài cửa kia óng ánh giường đá trước đó, không chút do dự lấy ra viêm linh chi nhận, dơ lên cao cao, pháp lực mãnh liệt rót vào, bỗng nhiên một đao đánh xuống. Một tiếng ầm ầm nổ vang, nhìn như không thể phá vỡ giường đá trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Tiêu phàm tay trái tìm tòi, nhanh như chớp giật đem nắm đấm kia lớn tiểu óng ánh băng tủy nắm ở trong tay. Cuối cùng rời đi sơn động thời điểm, tiêu phàm nhấc tay phất một cái, ngàn năm tuyết yêu thi thể biến thành hai đống cho tàn theo gió phiêu dương, cho tàn phía dưới, lộ ra hàn mang lấp lóe 10 cái lợi trảo, dài đến 7 tám tắc, lóng lánh như kim loại quang trạch. Đây là, ngàn năm tuyết yêu móng vuốt, cơ khinh xa giật mình nói, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, viêm linh chi nhận cố nhiên uy lực tuyệt luân, cái này mấy cái móng vuốt, lại là tuyết yêu thân bên trên vật cứng rắn nhất, hỏa diễm lại mãnh cũng khó có thể thiêu hủy loại này ngàn năm yêu vật còn sót lại lợi trảo, chắc hẳn nhất định có thể phát huy được tác dụng. chương 614 Kim Đan Chỉ thủy xem trong mật thất, tiêu phàm khoanh chân ngồi tại hỗn độn đồ án trung ương, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hắn duy trì cái tư thế này, đã dòng dã 3 ngày ba đêm. Cái này 36 canh giờ bên trong, tiêu phàm cơ hồ không nhúc nhích. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài biểu tượng, trên thực tế, cái này ba ngày ba đêm, Tiêu Phàm một khắc không ngừng dùng Thiên Nhãn Thần Thông nội thị chi pháp đang chú ý mình đan điền khí hải đã phát sinh hết thảy. Tại Tiêu Phàm trong khí hải, có một viên hạt gạo lớn nhỏ hạt châu ngay tại dần dần thành hình, tản ra mông lung hào quang màu vàng óng. Tựa như định hải bảo châu đồng dạng, lặng lặng định tại đan điền của hắn khí hải, toàn thân pháp lực nội tức liên tục không ngừng hướng cái quả hạt châu này chuyển vào. Nhìn như hạt gạo lớn nhỏ hạt châu, lại tựa hồ như là một cái động không đáy mặc kệ có bao nhiêu pháp lực nội tức, đều có thể chứa đựng đi vào, vĩnh viễn sẽ không tràn đầy mà ra. Kim Đan, rời đi Đại Thuyết Sơn, trở lại chỉ thủy xem về sau, tiêu phàm lập tức bắt đầu tu luyện thiên nhân tướng, thiên nhân tướng tu luyện pháp tướng, liền dấu ở văn trung đỉnh bên trong, văn trung đỉnh nguyên bản là chữ tượng hình. Lấy hắn luân hồi tướng cảnh giới viên mãn tu vi, tu luyện thiên nhân tướng cơ hồ là nước chảy thành sông, tiến triển cực kỳ cấp tốc, rất nhanh liền hơi có chút thành tựu. Hai tháng quá khứ, cư nhưng đã tại thể nội ngưng kết kim đan thành công. Đây là một cái biến hóa về chất, trước đây tu luyện luân hồi tướng, luyện tập hạo nhiên chính khí, cố nhiên để tiêu phàm tinh lực dồi dào, nhanh tay lẹ mắt, tinh khí thần đều ở vào trạng thái đỉnh phong, nguyên lai tưởng rằng đây chính là cảnh đẹp nhất giới. Nhưng tu luyện thiên nhân tướng, nhất là ngưng kết kim đan về sau, tiêu phàm bỗng nhiên phát giác, mình trước kia quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Kim đan ngưng kết, thể nội loại thời khắc kia bành trướng lấy như biển sinh mệnh khí tức, Lúc trước tuyệt đối không cảm giác được. Thân thể các loại giác quan độ nhạy tăng lên gấp bội, tơ bông lá rụng, không còn là một cái hình dung từ, mà là một loại có thể thật sự cảm thấy được sinh mệnh quá trình biến hóa. Cái gọi là Diệu Ngộ Đại Đạo, ước chừng chính là như thế cái cảm giác. Mà cái này, vẻn vẹn thiên nhân tướng tầng thứ nhất cảnh giới. Từ Cao Nguyên Phật giáo khai phái tổ sư tông già đại sư trong động phủ tìm tới trên quyển trục, ghi chép phi thường hoàn chỉnh thiên nhân tướng thiên trương, thiên nhân tướng một tổng cộng chia làm 6 tầng. Cùng luân hồi tướng 6 pháp tướng có chỗ tương tự, nhưng mà nó độ khó hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Tiêu phàm tận tâm tận lực 2 tháng tu luyện, cũng vẻn vẹn chỉ là lược khuy môn kính mà thôi, vừa vừa bước vào tầng thứ nhất cảnh giới. Muốn tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn trạng thái, kia còn rất sớm đâu. Đương nhiên, nếu như là tiêu phàm cao nhân tiền bối nhóm nhìn thấy loại tình hình này, cả đám đều muốn há to mồm không khép lại được đến. Tu luyện thiên nhân tướng, hai tháng liền hơi có chút thành tựu, ngừng kết kim đan thành công. Dạng này tiến độ, tại vô cực môn tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mặc kệ là thiên phú cỡ nào kiệt xuất người tu luyện, cũng không thể tại ngắn ngủi hai tháng bên trong đạt thành thành tựu như thế. Đối với rất nhiều tu chân đến nói, kim đan cảnh giới là cả một đời đều khó mà với tới cao độ. Dù coi như là một chút kỳ tài kiệt xuất chi sĩ, muốn ngưng kết kim đan thành công, cũng ít nhất phải tiêu tốn thời gian 3, 5 năm, chuẩn bị mạo xưng phần có về sau, mới dám nếm thử kết đan dạng này đại động tác. Tiêu phàm thế mà không trở ngại chút nào liền ngưng kết thành kim đan, tựa hồ cái này kim đan nguyên bản liền giấu trong cơ thể hắn. Chỉ cùng thời cơ chín mùi, liền tự nhiên mà vậy xông ra, tại đan điền của hắn trong khí hải an cư lạc nghiệp. Bởi vì không có cái gì so sánh, tiêu phàm mình cũng tịnh không kinh ngạc dạng này tiến độ, lấy là tất cả đều là đương nhiên bất quá tiêu phàm ẩn ẩn cũng có thể đoán được đây hết thảy tựa hồ cùng trong cơ thể hắn viên kia ngân dược lôi bằng tàn khuyết không đầy đủ nội đan có liên hệ nhất định trước mắt viên này đen nhánh nội đan cũng đang lẳng lặng lơ lửng tại đan điền của hắn trong khí hải bất quá bị hạt gạo lớn nhỏ kim đan lấn qua một bên kim đan chưa ngưng kết thành hình thời điểm viên nội đan này thế nhưng là chiếm cứ đan điền khí hải chính bên trong vị trí thỉnh thoảng có một tia hắc khí từ lôi bằng trong nội đan tràn ra bị kim đan hút thu vào cứ việc mỗi lần đều chỉ có cực kỳ nhỏ một tia hắc khí bị kim đan hấp thu. Nhưng dạng này quá trình một mực tại lặp lại, chưa hề đình chỉ qua. Nguyên gà có trước trứng lớn nhỏ lôi bằng nội đan, trải qua hai tháng này không ngừng luyện hóa, đã thoảng qua co lại tiểu một phân, chỉ là mắt thường khó mà phát giác. Xem ra loại này trời sinh yêu linh nội đan, trong đó ẩn chứa thiên địa tinh hoa, muốn hấp thu hầu như không còn, tuyệt không phải thời gian sớm chiều, nhất định phải làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị tâm lý mới được chỉ bất quá vẻn vẹn trước mắt hấp thu như thế một điểm, liền đã để tiêu phàm được ích lợi vô cùng, nhưng cùng lúc cũng đau đầu vô so. Tiêu phàm có chút một vận hơi thở, đan điền khí hải bỗng nhiên một trận bốc lên, một cỗ cường đại vô so pháp lực, nháy mắt liền tràn vào đến trong kinh mạch của hắn. Tiêu phàm trên cổ gân xanh nổi lên, bóng loáng mà đầy co giãn trên da thịt, gân xanh cũng từng đầu phun lên, một bộ 10 điểm khó chịu bộ dáng. Hạo nhiên chính khí bên trong hỗn tạp bạo ngược khí tức, mỗi lần vận chuyển, đều để tiêu phàm 10 điểm khó chịu. Vận khởi thiên nhãn thần thông, tiêu phàm thậm chí có thể nhìn thấy, mỗi lần thôi động chân khí pháp lực, phần lưng của mình đều sẽ hiện ra một cái ngân dược lôi bằng đồ án, cứ việc vô cùng mơ hồ, lóe lên liền biến mất, nhưng tiêu phàm 100% có thể xác định, kia hồ quang điện lượn lờ cự ưng, đúng là một con ngân dược lôi bằng. Xem ra, đây là tự thân công lực không đủ, lại cưỡng ép luyện hóa ngân dược lôi bằng nội đan di chứng. Tiêu phàm cũng không biết, Kỳ thật mình đã không phải thường phi thường may mắn. Cái này ngân dực lôi bằng là trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh, nó cảnh giới cường đại, hoàn toàn không phải hắn như bây giờ vừa mới ngưng kết kim đan người tu đạo có thể chịu được so sánh, có thể nói là thiên xoa địa viễn. Đổi một người, lấy loại cảnh giới này cưỡng ép luyện hóa ngân rực lôi bằng nội đan, lập tức liền sẽ bảo thể mà chết. Tiêu phàm sở dĩ không có lọt vào dạng này vận mệnh, ở chỗ hắn là vô cực truyền nhân, mà cái này lôi bằng, vừa vặn lại là bị vô cực thiên tôn chém giết. Vô cực thiên tôn năm đó liền dùng vô cực môn công pháp, đối viên nội đan này tiến hành qua nhất định luyện hóa, đem bên trong đại bộ phận phân bạo ngược chi khí đều luyện hóa hết. Tiêu phàm tu vi dù cản lại là vô cực môn chính tông nhất truyền nhân, công pháp cùng vô cực thiên tôn một mạch tương thừa, lúc này mới cùng nội đan phong ấn chi lực hô ứng lẫn nhau. Tương đương tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, mượn nhờ bản môn thủy tổ năm đó phong ấn pháp lực, mới có thể chậm rãi luyện hóa nội đan, mà không đến mức gặp cực kỳ mãnh liệt phản phệ. Dù là như thế, vẻn vẹn cái này còn lại một tia bạo ngược chi khí, nếu như không nghĩ cách xử lý lời nói, vẫn như cũng là cái đại phiền toái. Tiêu phàm rõ ràng cảm giác phải tâm tính của mình nhận những này yêu tà sinh linh ảnh hưởng. Xem ra trước hết ngừng một chút, thanh đan dược luyện chế ra đến lại nói. Tiêu phàm rốt cuộc thu công, thở phào một hơi, tự nhủ nói, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sầu lo hai tháng trước phiến phó đại tuyết sơn nguyên bản là đi tìm ngàn năm tuyết liên hoa đến phối dược luyện đan chuẩn bị hóa giải viêm linh chi nhận bên trên bổ sung bạo ngược chi khí ai ngờ ngoài ý muốn tìm về thiên nhân tướng tiêu phàm kìm nén không được lập tức liền tu luyện lại đem chuyện luyện đan tình cho trì hoãn nguyên bản luyện đan hẳn là tìm tân lâm nàng là nhân tuyển tốt nhất luyện đan thuật bên trên tạo nghệ thậm chí còn tại tiêu phàm phía trên Đáng tiếc lúc này già nhi còn lưu tại lão quân núi tiếp tục dưỡng thương, không có đạt được lâm thanh loan cho phép, nhất thời bán hội không trở về được chỉ thủy xem. Cũng may chỉ thủy xem còn có giúp đỡ. Hai tháng này, cơ khinh xa vẫn lưu tại chỉ thủy xem tu luyện, chỉ thủy xem tất cả tàng thư, hoàn toàn đối cơ khinh xa mở ra. Tiêu phàm đã từng hứa hẹn qua, nhất định sẽ cùng cơ khinh xa chia sẻ con đường trường sinh. Dạng này lời hứa, tiêu chân nhân tuyệt sẽ không quên. Lấy cơ khinh xa thông minh tài trí, kết hợp Hà Lạc Phái. Vô cực môn cùng Nam Dương hàng đầu thuật ba nhà chi trưởng, tăng thêm tiêu phàm từ bên cạnh chỉ điểm, khẳng định có thể mở ra lối riêng, khai sáng ra một đầu phù hợp tự mình tu luyện tiền đồ tươi sáng. Trước mắt chỉ thủy xem, tương đương náo nhiệt, trừ cơ khinh xa, văn nhị thái gia, văn tư viễn đều ở nơi này tu luyện. Văn nhị thái gia sớm đã hồng trần tướng đại thành, trực tiếp bắt đầu tu luyện thiên nhân tướng. Văn tư viễn công lực hơi thiếu, dựa theo tiêu phàm phân phó, ngay tại chăm chỉ tu luyện hồng trần tướng, tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới đại viên mãn, vậy liền cũng có thể nếm thử tu luyện thiên nhân tướng. Đàm Hiên cùng Trần Dương mẫu nữ, cũng chuyển tiến vào chỉ thủy xem, tiêu phàm như thường đem thiên nhân tướng tầng thứ nhất truyền cho Đàm Hiên, tương đối mà nói, Đàm Hiên dù sao cũng là ký danh đệ tử, công lực không bằng văn nhị thái gia thâm hậu, tu luyện thiên nhân tướng có chút miễn cưỡng. Nhưng kia tiêu phàm cho rằng, tiến độ chậm một chút không quan hệ, chỉ cần có thể bước vào thiên nhân tướng cảnh giới, chính là tuyệt đại phúc xuyên. Làm phi thăng ba pha cái thứ nhất thiên trương, thiên nhân tướng cùng cái khác tướng thuật, có bản chất khác nhau. Bước vào đến thiên nhân tướng cảnh giới, chẳng khác nào đạp lên con đường trường sinh. Về phần đến cùng có thể đi bao xa, vậy phải xem mọi người thiên phú cùng phúc xuyên, bất luận một loại nào con đường trường sinh, đều là nghịch thiên hành sự. Há có thể khinh địch như vậy liền có thể tu luyện có thành tựu. Trần Dương thì còn đang khổ luyện Hạo Nhiên chính khí, tự nhiên là trải qua sửa chữa về sau công pháp, có thể trực tiếp tu luyện pháp lực. Trong mọi người, Trần Dương căn cơ nhất cạn, Tiêu Phàm lại đối nàng ký thác kỳ vọng. Trước đây, thậm chí ngay cả Đàm Hiên đều nhận định Trần Dương không thích hợp tu luyện thuật pháp, duy chỉ có Tiêu Phàm nhìn ra, Trần Dương thiên phú cực kỳ dị thường, phi thường thích hợp tu luyện Hạo Nhiên chính khí. Vẹn vẹn chỉ một điểm này đến nói, có lẽ ngay cả Tiêu Phàm mình cũng không đuổi kịp Trần Dương cái thiên phú này sự thật chứng minh, tiêu chân nhân ánh mắt phi thường tinh chuẩn. Trần Dương tu luyện hạo nhiên chính khí tiến độ, quả thực có thể xưng khủng bố. Vẹn vẹn hơn một năm thời gian, đã hơi có chút thành tựu. Năm đó tiêu phàm đạt tới dạng này cảnh giới, thế nhưng là dòng dã hoa thời gian hai năm rưỡi. Ngược lại là Trần Dương mình, trong mỗi ngày đợi ở trong mật thất tu luyện, cảm thấy khí muộn không thôi. Nàng nguyên bản là loại kia hoạt bát hiếu động tính cách. Tiêu phàm ngẫu nhiên đình chỉ tu luyện, từ mật thất ra thông khí thời điểm, Trần Dương lập tức liền cuốn lấy hắn, muốn hắn truyền thụ nó tuyệt kỹ của hắn. Kết quả mỗi lần đều bị tiêu phàm sụ mặt dừng lại tốt huấn. Tại Trần Dương trước mặt, tiêu phàm trở nên trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Chẳng những cấm chỉ nàng tu luyện những công pháp khác, thậm chí ngay cả chỉ thủy xem tàng thư, đều không cho phép nàng tiếp xúc, buộc nàng chỉ có thể tu luyện hạo nhiên chính khí. Trần Dương lại là phiền muộn lại là tức giận, chạy đi tìm đàm hiên khóc lóc kể lể. Không nghĩ, lại bị mẫu thân của mắng một trận mắt thấy nữ nhi nước mắt mênh mông quyệt miệng phụng phịu đàm hiên vừa tức giận lại là đau lòng liền giải thích với nàng vài câu dưới mắt nàng chính là đặt nền móng giai đoạn cơ sở đánh cho lao không bền chắc đối với nàng ngày sau thành tựu cực kỳ trọng yếu hiện tại cơ sở đánh cho càng kiên cố thành tựu tương lai lại càng lớn thật giống như một cái đập chứa nước tiền kỳ chứa nước càng nhiều dùng để phát điện năng lượng lại càng lớn trần dương tu luyện hạo nhiên chính khí thiên phú thậm chí ngay cả tiêu phàm cũng không sánh nổi nàng hiện tại thanh cơ sở đánh tốt tương lai có thể phát huy ra như thế nào uy lực bất kỳ người nào đều khó có thể tưởng tượng nhưng khẳng định sẽ dị thường huy hoàng người ta không có thèm tiểu cô nương quệt mồm thở phì phò nói bộ ngực cao vút gấp rút chập trùng ta là bởi vì thích tiêu phàm cho nên mới chạy đến chỉ thủy xem đến thụ phần này tội sống cái này cái gì hạo nhiên chính khí làm cho cùng ngồi tù không luyện cũng được. Rõ ràng cùng hắn cùng chỗ chung một mái nhà, lại 10 ngày nửa tháng khó được gặp mặt một lần, vừa thấy mặt liền nghiêm mặt huấn người, cũng khó trách tiểu nha đầu sinh khí. Đàm hiên sững sờ, lập tức tiến lên nắm chặt khuê nữ tay, than nhẹ một tiếng, nói, nha đầu, người muốn thật nghĩ cùng hắn tướng mạo tư thủ, vậy liền ghi nhớ mẹ nói lời người phải đuổi theo bước tiến của hắn, 10 triệu không thể bị rơi xuống quá nhiều. Không phải, cuối cùng có một ngày, người sẽ phát hiện, Người cùng hắn căn bản cũng không phải là cùng người của một thế giới. Nói lời nói này thời điểm, Đàm Hiên thần sắc trịnh trọng, ngữ khí nghiêm túc. "Mẹ, người đây là ý gì?" Trần Dương có chút phạm choáng, nhìn qua mẫu thân, chớp chớp mắt to, nghi hoặc mà hỏi thăm. "Thế đạo muốn thay đổi, nhiều hạ điểm khổ công đi, nhà đầu. Mẹ là vì muốn tốt cho ngươi, tương lai ngươi sẽ biết." Đàm Hiên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy khuê nữ thịt thịt ngơ u bàn tay, thở dài nói chương 615, yêu linh pháp tướng. Tiêu phàm từ mật thất dưới đất đi tới, hướng cách đó không xa mặt khác một gian mật thất đi đến. Cơ khinh xa tại gian kia trong mật thất tu luyện, vừa mới đi chưa được mấy bước, bên cạnh mật thất cửa phòng mở ra, một vị tóc muối tiêu hoa tròm dâu bạc phơ lão đạo sĩ đi tới, nhìn thấy tiêu phàm, vội vàng chắp tay làm lễ, kính cẩn nói, sư thúc. Chính là nam phương thành phố vô trần xem trụ trì chân nhân thiên thanh tử. Dựa theo tiêu phàm phân phó, Thiên Thanh Tử xuất lĩnh vô trần xem hai vị đắc ý môn đồ cũng tại trước đây không lâu vào ở chỉ thủy xem tiêu phàm đối xử như nhau đem thiên nhân tướng tầng thứ nhất phương pháp tu luyện truyền thụ cho Thiên Thanh Tử về phần Thiên Thanh Tử hai vị đồ đệ công lực không đủ lại còn không có thể bắt đầu tu luyện thiên nhân tướng chỉ có thể tại tiêu phàm văn thiên cùng sư thúc tổ chỉ điểm trước nện vững chắc cơ sở dù sao thiên nhân tướng tầng thứ nhất đã truyền thụ cho Thiên Thanh Tử. Tương lai chỉ cần hai người bọn họ có thể đạt tới tu luyện thiên nhân tướng điều kiện thiên thanh tử tự nhiên sẽ lại truyền thụ cho bọn hắn thiên thanh tử mà bên ngoài những ngày này còn sẽ có vô cực môn đệ tử lục tục ngo ngoe về chỉ thủy xem báo đến nhận tổ quy tông đây là tiêu phàm cùng văn thiên đàm hiên sau khi thương nghị định ra đến đại kế mắt thấy trung thổ thế giới liền sẽ đại loạn các loại yêu ma quỷ quái nhao nhao từ trong ngủ mê thức tỉnh vô cực môn làm năm đó chính đạo tông môn lãnh thụ thế tất sẽ trở thành yêu ma quỷ quái ghen ghét đối tượng. Nhất định phải đoạt tại đại loạn trước đó, hết tất cả khả năng tăng cường mình lực lượng. Thiên nhân tướng đã đã tìm được, luân hồi tướng cũng cơ bản đầy đủ, tiêu phàm tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, rất là tăng trưởng. Cái này ngay miệng, chính hẳn là trọng trấn sư môn, đem vô cực môn các phân chi đệ tử đều triệu hồi đến, từ tiêu phàm tự mình chỉ điểm, mặt thụ tùy cơ hành động. Chỉ có cả cái tông môn phát triển lớn mạnh, thực lực mới có thể tăng gấp bội. Đạo lý này, tiêu chân nhân cùng sư huynh sư tỷ đều là minh bạch. Không phải, coi như tiêu phàm một năng lực cá nhân mạnh hơn, đến lúc đó cũng là mệt mỏi. Tiêu phàm dừng bước, hỏi thăm thiên thanh tử vài câu. Mặc dù tu luyện thiên nhân tướng thời gian vẫn chưa tới một tháng. Thiên thanh tử khí tức trên thân, lại lên biến hóa rõ ràng, nguyên bản viết trắng tóc cùng sợi dâu, thế mà bắt đầu xanh tươi trở lại. Biến thành hoa dâm chi sắc, mà sinh mệnh khí tức càng là tràn đầy. Người tu chân cùng người bình thường rõ ràng nhất một cái khác nhau, chính là người tu chân tuổi thọ vượt xa người bình thường. Thiên thanh tử đã năm hơn cổ hy, tại người bình thường bầy bên trong, cái này đã là cao tuổi. Sống đến 100 tuổi lão nhân, càng là hiếm thấy. Dù coi như tại vô cực môn, trăm linh trở lên cũng là thọ. Nhưng đối với người tu chân mà nói, 100 tuổi bất quá là chuyện tầm thường ngươi, thiên thanh tử 70 tuổi, hẳn là còn rất trẻ. Đương nhiên, tại cái khác thần thông phương diện, người tu chân cũng hoàn toàn không phải người bình thường có thể nhìn theo bóng lưng. Cùng thiên thanh tử rời đi về sau, tiêu phàm đi tới cơ khinh xa mật thất bên ngoài, bờ môi khẽ nhúc nhích, vào trong bên cạnh truyền âm vài câu. Rất nhanh, mật thất cửa phòng mở ra, cơ khinh xa đi ra, mặt mang mỉm cười, vừa thấy được tiêu phàm, liền là giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tại hắn trên gương mặt hôn một chút. Đi thôi, đi đan thất, tiêu phàm cũng tại nàng trên mặt kiều diễm nhẹ nhàng hôn một cái, khẽ cười nói. Ừm, cơ khinh xa nhẹ gật đầu, cùng hắn sóng vai hướng về phía trước. Chỉ thủy xem dưới mặt đất luyện đan thất, cách tiêu phàm tu luyện mật thất cũng không xa. Khoảng thời gian này, ngược lại là cơ khinh xa sử dụng luyện đan thất số lần nhiều nhất. Cơ khinh xa tựa hồ một mực tại bề bộn nhiều việc luyện chế các loại đan dược. Chỉ có tiêu phàm biết, cơ khinh xa là tại luyện chế thuốc bạo liệt trùng đan dược. Cái này đan phương, là tiêu phàm cùng cơ khinh xa cùng một chỗ nhiều lần nghiên cứu cân nhắc ra. Nam Dương hàng đầu sư bạo liệt trùng, cần dùng người sống khi ký chủ, tu luyện hàng đầu thuật. Cơ khinh xa tự nhiên sẽ không như vậy tàn bạo, mà lại Nam Dương loại này bồi dưỡng hình thức, tốc độ thực tế là quá chậm. Bồi dưỡng ra một con thành thục bạo liệt trùng, cần rất nhiều năm thời gian. Cùng ngàn năm tuyết yêu hòa phong ngây thơ một trận kịch đấu, cứ việc bạo liệt trùng tạm thời không có có biểu hiện ra bao lớn uy lực, lại đạt được gió ngây thơ chính miệng khẳng định, nói thứ này rất lợi hại lập tức để cơ khinh xa đối bạo liệt trùng coi trọng trình độ tăng nhiều gió ngây thơ loại kia ngàn năm lão yêu thậm chí cùng lớn thiên vương kéo quấn lại bên trong quen biết thuận miệng mà nói khi không đến mức nói láo bạo liệt trùng chân chính bồi dưỡng đến thành thuộc thể thời điểm uy lực tuyệt đối khiến người không dám khinh thường tiêu phàm mặc dù không phải dục trùng chuyên gia lại tinh thông dược lý cho cơ khinh xa rất nhiều đúng trọng tâm ý kiến đem đan phương quyết định về sau cơ khinh xa liền là thu thập dược liệu bắt đầu luyện chế đan dược. Nghe nói dùng loại đan dược này cho ăn bạo liệt trùng về sau, hiệu quả không phải thường minh hiển. Hai người rất nhanh liền đi tới luyện đan thất, đẩy cửa ra đi vào. Tiêu phàm tại trước lò luyện đan khoanh chân ngồi xuống, càn khôn đỉnh nổi lên, ở trước ngực xoay tít chuyển động, các loại áp dụng dược liệu, một vừa từ trong đỉnh phi tướng ra. Tiêu trưởng giáo thật đem càn khôn đỉnh coi như tư nhân chữ vật vòng tay. Trên thực tế, tại thanh dương tổ sư chỉ điểm phía dưới, tiêu phàm tại càn khôn đỉnh bên trong mở ra một cái nho nhỏ không gian riêng tư, đã trải qua sơ bộ nắm giữ luyện chế cỡ nhỏ tu di không gian chữ vật khí cỗ quyết khiếu. Chỉ là thời gian quá gấp, nhất thời bán hội tiêu phàm còn không tới kịp đi tìm thích hợp vật liệu luyện khí. Trung thổ tu chân thế giới dùng hơn một ngàn năm mới dần dần khôi phục linh khí, các loại trời linh dược vật liệu luyện khí, nhưng không phải dễ tìm như thế. Đã có càn khôn đỉnh có thể làm tạm thời vật thay thế, tiêu phàm cũng tịnh không vội mà đi luyện chế một con nhẫn chữ vật hoặc là chữ vật vòng tay. Cuối cùng, một đóa màu trắng tuyết liên hoa từ càn khôn đỉnh bên trong bắn ra, ở giữa không trung xoay tiết chuyển động. Cơ khinh xa thấy say sưa ngon lành, hé miệng cười một tiếng, nói tiêu phàm, cái này rất thực dụng, không giống ta, mỗi lần tới luyện đan, đều muốn mang theo một đống lớn bình bình lọ lọ. Tiêu phàm tự nhiên minh bạch tâm tư của nàng, mỉm cười nói, đừng nóng vội, chờ ta có thời gian, nhất định cho ngươi luyện một con tu di giới. Tốt, đây chính là ngươi nói, không cho phép lại. Cơ khinh xa vỉnh vỉnh lên kiều diễm môi đỏ, vừa cười vừa nói. Tại mình âu yếm trước mặt nam nhân, cơ khinh xa tính tình cũng có không nhỏ cải biến. Đương nhiên không tệ, tiêu phàm cười nói, lập tức thu lại mặt cười, sắc mặt nghiêm túc, sau đó muốn luyện chế đan dược, với hắn mà nói, không thể coi thường. Cái khác dược liệu còn thì thôi, cái này ngàn năm tuyết liên hoa thế nhưng là từ tông giả đại sư động phủ mới tìm được, liền cái này một gốc, nếu là cái này một lò đan dược luyện hỏng, trong thời gian ngắn nhưng rất khó tìm đến thứ hai cây ngàn năm tuyết liên. Cho nên tiêu phàm mới đặc địa gọi cơ khinh xa cùng một chỗ tới luyện đan, âm dương hỗ trợ, tỷ lệ thành công muốn cao một chút. Tật, tiêu phàm tay trái bấm quyết, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau, hướng phía trước điểm tới. Đan thất chính giữa địa hỏa, đằng một tiếng, cao cao thoát ra mặt đất, từ màu đỏ chuyển là màu trắng, cháy hừng hực. Đan nhiệt độ trong phòng, bỗng nhiên lên cao mấy độ. Cơ khinh xa cũng sắc mặt ngưng lại, bình thức tĩnh khí, làm tốt tương trợ chuẩn bị. Hà Lạc Phái cũng là thuật pháp đại tông, luyện chế đan dược có độc đáo chi bí, cùng thất diệu cung chế đan thuật mỗi người một vẻ. Huống chi những ngày này, cơ khinh xa liên tiếp luyện chế ba lô đan dược, tính kinh nghiệm phong phú. Một ngày một đêm quá khứ, đan thất bên trong phiêu khởi mùi thơm nồng nặc tiêu phàm vẫn như cố khí định thần nhàn, cơ khinh xa cái chán có chút chảy ra mấy điểm đổ mồ hôi, bất quá tinh thần hay là 10 điểm sung mãn. Tiếp qua hai ngày hai đêm, lộ đỉnh bên trong một tiếng thanh minh, một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân xanh biếc quang hoa ngút trời mà lên, chỉ thấy ánh sáng bên trong, bao vây lấy một viên lớn bằng ngón cái xanh biếc đan dược, như là thông linh tính, quanh quẩn trên không trung bay múa, chiếu sáng rạng rỡ Thật là tinh thuần khí tức, cơ khinh xa mắt nhìn đoàn kia quang hoa, bật thốt lên tán thán nói: "Bình thường mà nói, chỉ cần đan dược có thể luyện chế ra đến, luyện đan coi như thành công. Chỉ bất quá đan dược tinh thuần đến loại trình độ này, lại là cực kỳ hiếm thấy. Cái này chẳng những muốn cực cao luyện đan kỹ xảo, còn cần một chút vận khí." Mắt thấy kia xanh biếc quang đoàn tại trong đan thất bay múa, tựa hồ đang chuẩn bị cướp đường mà đi, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, nhưng thấy một bàn tay cực kỳ lớn tại không trung nổi lên quang mang lấp lóe khí thế bức người, hướng về xanh biếc quang đoàn vào đầu bắt xuống dưới. Bàn tay này phía trên, tựa hồ bám vào một loại nào đó lực lượng cường đại, xanh biếc quang đoàn một tiếng gào thét, không kịp đào tẩu, liền bị cự trưởng ôm đồm tại trong lòng bàn tay. Sau một khắc, tiêu phàm tay phải mở ra, một viên xanh biếc đan dược, tại hắn trong lòng bàn tay xoay tít chuyển động, vẫn như cũ lóng lánh điểm điểm lục mang, thanh hương xông vào mũi, cực kỳ đáng yêu. Tiêu phàm cũng không khách khí, miệng há ra tại chỗ liền đem viên này xanh biếc đan dược nuốt xuống hai đầu gối ngồi xếp bằng bắt đầu vận khí điều tức luyện hóa dược lực cơ khinh xa lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh không chớp mắt nhìn qua hắn đầy mắt đều là nồng đậm yêu thương kết tóc thụ trường sinh giống như thật ánh dạng đông phía trước không còn là một loại hư vô miểu phiêu mộng tưởng tiêu phàm vừa rồi kia lăng không một chảo rõ ràng là pháp lực huyễn hóa ra đến một loại nào đó thủ đoạn công kích lại mặc kệ uy lực như thế nào chỉ ít tại không có bước vào con đường tu chân lúc, là không thể nào xuất hiện loại tình hình này. Chưa tới nửa giờ sau, tiêu phàm ngồi ngay ngắn bất động thân thể, bỗng nhiên rung động động, trên chán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong khoảnh khắc đổ mồ hôi như mưa, đem màu xanh nhạt đường trang đều ướt đẫm tựa hồ ngay tại chịu đựng một loại nào đó kịch liệt dày vò. Tiêu phàm, cơ khinh xa kinh hãi, vội vàng gọi một tiếng, quanh tiêu phàm đỉnh đầu, bỗng nhiên lửa cháy hừng hực, hừng hực liệt diễm bên trong, một cái hơn một xích cao lửa người tí hon màu đỏ hiển hiện ra, ánh mắt sáng ngời, tiếp cận cơ khinh xa, rõ ràng tiểu nhân toàn thân liệt diễm, ánh mắt này lại thấy cơ khinh xa khắp cả người sinh hàn. Bất quá tiểu nhân lóe lên liền biến mất, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tiêu phàm đỉnh đầu liệt diễm, cũng theo đó dập tắt. Cơ khinh xa vừa mới nhẹ khẽ thở phào, chỉ nghe một tiếng huyết dài, chấn động đến toàn bộ đan thất ông ông tác hưởng. Tiêu phàm đỉnh đầu, một đầu cự ưng nổi lên, hai cánh ngân quang lóng lánh, mỏ sắc như sắt, song chảo ở giữa hồ quang điện lập lòe, hai con to lớn ngân sắc cánh bỗng nhiên một cái, cự ưng phóng lên tận trời, trong mật thất cuồng phong gào thét, điện tránh lôi minh. Ngân rực lôi bằng pháp tướng, cơ khinh xa ngẩng đầu nhìn về phía hư giữa không trung dương cánh bay lượn cự ưng, miệng bên trong thì thảo nói. Mật thất cao không quá ba trượng, giờ phút này lại phảng phất là nhìn dặm thương khung, vô biên vô hạn. Ngân rực lôi bằng dương cánh bay cao, âm thanh chấn chín ngày tiêu phàm trên cổ, trên cánh tay, một nhiều sợi gân xanh tăng vọt mà lên, răng cắn phải lạc lạc rung động. Ngân dược lôi bằng trọn vẹn bay lượn một thời gian uống cạn chung trà, pháp tướng mới hóa thành điểm điểm linh quang, tán loạn biến mất. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 41